Quý Hồng đối với Tô Văn cũng không xa lạ gì, ngược lại, hai người còn đồng thời tham dự một ít hội nghị về lĩnh vực kinh tế trọng yếu, bất quá lúc này Quý Hồng chính là đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Ở Hồ Giang, lấy thân phận vợ chồng Tô Văn, vô luận xuất hiện ở nơi nào, cũng sẽ trở thành đối tượng để những thương nhân khác nịnh bợ, lấy lòng, vậy mà hôm nay, Quý Hồng lại giả vờ không nhận ra bọn họ. Loại tương phản hoàn toàn này, làm cho vợ chồng Tô Văn cảm thấy trên mặt như bị một chiếc bạt tai đau đớn, trong lòng ủy khuất không thôi. Nhất là Lý Lệ, nàng trong cơn tức giận hai bả vai run lên không ngừng. Quý tiểu thư, tôi gọi là Tô Văn, là chủ tịch tập đoàn Tô Thị, đây là vợ của tôi, Lý Lệ. Mặc dù trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng nụ cười trên mặt Tô Văn không giảm mà giới thiệu. Thậm chí, ngay cả Lý Lệ luôn luôn mắt cao hơn đầu, tỏ ra cao quý cũng là một bộ dạng miễn cưỡng mỉm cười. Giờ khắc này, vợ chồng Tô Văn đem câu người dưới mái hiên không thể không cúi đầu diễn xuất ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nga, nguyên lai à Tô tiên sinh, Tô phu nhân, mời vào. Nghe được lời tự giới thiệu của Tô Văn, Quý Hồng cười nhạt, theo lễ tiết làm ra một cái thủ thế mời vào, sau đó liền xoay người, để lại cho Tô Văn một cái bóng lưng tiêu sái, câu hồn đoạt phách. Nhìn Quý Hồng để lại một cái bóng lưng đủ để làm cho nam nhân điên cuồng, Lý Lệ vừa là ghen tị cùng với tức giận. Ghen tị là bởi vì, thân thể cùng với tài năng của mình so sánh với Quý Hồng quả thực chính là bồn cầu, còn về phần tức giận, nàng Tô phu nhân có khi nào phải chịu qua ủy khuất như thế này. Có lẽ là sợ Lý Lệ chịu không được đả kích, Tô Văn nhẹ nhàng kéo Lý Lệ, sau đó chủ động đi theo Quý Hồng. Tô tiên sinh, nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi và ông cũng không quen biết. Hơn nữa tập đoàn Hồng Hải cùng tập đoàn Tô Thị cũng không có hợp tác. Rất nhanh, Quý Hồng ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên hai chân, rất chú ý tư thế ngồi, không có tiết lộ chút cảnh xuân nào, ngửa đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần cảm giác nhìn xuống. Người người đều nói Quý Tiểu Thư đúng là nữ trung hào kiệt, hôm nay, Quý Tiểu Thư tiến quân vào thương giới Hồ Giang, tôi liền đem thê tử trước tới chào hỏi, sau đó muốn cùng Quý Tiểu Thư kết giao bằng hữu. Có lẽ là bởi vì không nghe được ý mời ngồi của Quý Hồng, vợ chồng Tô Văn không có ngồi xuống, mà Tô Văn cố nén tâm trạng ủy khuất ngày càng đậm, vẻ mặt cười nói. Kết giao bằng hữu. Quý Hồng cười, cười đến rất quyến rũ, hời hợt nói. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Không có hứng thú. Bên tai vang lên bốn chữ kia, vẻ mặt Tô Văn ngẩn ngơ, mà Lý Lệ lại trực tiếp bị chọc tức khiến cho sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Quý Hồng lại bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng như thế. Vợ chồng hai người bọn họ ở thương giới hàng hồ cho tới Hồ Giang có thể nói là làm cho rất nhiều người đi liếm giày bọn họ mà tồn tại a. Nếu như các người muốn tới tìm tôi để kết giao bằng hữu, như vậy, tôi nghĩ, các người có thể trở về được rồi. Quý Hồng thấy hai người giận đến không nhẹ, không có thu liếm lại vẻ cao ngạo, mà là càng sát muối lên vết thương của hai người. Lần nữa nghe được lời cuồng vọng không ai bì nổi của Quý Hồng, Lý Lệ giận đến mức muốn mắng to rồi, thậm chí ngay cả Tô Văn cũng suýt chút nữa phất tay áo mà bỏ đi rồi. Chẳng qua là... Cuối cùng, lý trí cũng chiến thắng xúc động, Tô Văn cắn răng, đem nội tâm kiêu ngạo thuộc về gia chủ Tô gia kia ném cho chó ăn. Dưới ánh đèn, hắn giống như là nô tài nhìn thấy chủ nhân, hướng về phía Quý Hồng cúi cái lưng xuống, cười làm lành nói. Quý tiểu thư... Thực không dám giấu giếm, hai người vợ chồng chúng tôi đúng là có chuyện phiền toái cần sự hỗ trợ của ngài. Chỉ cần ngài có thể hoàn thành chuyện này, từ nay về sau ngài chính là ân nhân của Tô gia, muốn có lợi ích gì của Tô gia, chỉ cần một câu nói là được. Nga! Quý Hồng cười híp mắt nhìn Tô Văn một cái, rõ ràng là biết rõ rồi còn hỏi. Chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn mời Quý tiểu thư ra mặt giúp Tô gia trước mặt Bạch tỉnh trưởng cầu xin một chút. Để Bạch tỉnh trưởng để cho Tô ra một con đường sống. Việc đã đến nước này, Tô Văn biết giấu giếm đã không cần thiết nữa, liền nói ra sự thật trần trụi. Thật xin lỗi, chuyện này, tôi không giúp được các ngươi. Quý Hồng lại cười một lần nữa, cười đến đủ để làm mê đảo chúng sinh, giọng nói lại tương đối dứt khoát. Thậm chí, ngay cả Bạch tỉnh trưởng cũng không thể giúp được các ngươi. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, vợ chồng Tô Văn cho là Quý Hồng cự tuyệt. Trong lòng lập tức hiện ra một loại cảm xúc tuyệt vọng, sắc mặt trở nên khó coi. Quý Hồng cười híp mắt thưởng thức bộ dáng tuyệt vọng của hai người kia, cho đến khi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, giọng nói đột ngột chuyển.
Bất quá, chuyện lần này cũng không hẳn là không có biện pháp, chẳng qua là các người phải nhận được cái gật đầu đáp ứng giúp của một người thì Tô gia có thể thoát ra từ trong vụ án của Tào Nghiễm Giang. Người nào? Vợ chồng Tô Văn chăm miệng một câu hỏi. Ngô Vũ Trạch. Quý Hồng mỉm cười chậm rãi mở miệng. Ngô Vũ Trạch. Bên tai vang lên ba chữ kia, vợ chồng Tô Văn giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị nhất trên thế giới này, hoàn toàn sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Người nào, người nào? Vài giây đồng hồ sau, Lý Lệ nuốt nước bọt, mở to mắt, sắc mặt không thể tin nổi nhìn Quý Hồng. Bạn trai cũ của con gái bà, Ngô gia, Ngô Vũ Trạch. Trong căn phòng yên tĩnh, lời nói hời hợt kia của Quý Hồng lại giống như một đạo sấm rền vang, một lần nữa dọa cho vợ chồng Tô Văn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vẻ khiếp sợ đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn hoàn toàn chiếm cứ thân thể hai người, thế cho nên bọn họ há mồm ra, lại thật lâu sau cũng không nói một tiếng nào. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, không thể nào. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì Ngô Vũ Trạch từng ở thời cao trung cùng Tô Thi Vận yêu nhau là nguyên nhân, vợ chồng Tô Văn đối với Ngô Vũ Trạch cho tới toàn bộ cả Tô gia đều là rõ như lòng bàn tay. Khi bọn họ xem ra, mặc dù Ngô gia ở Hàng Hồ cũng coi như có chút danh khí, chỉ là cùng Tô gia, quả thực là không thể so sánh được, chênh lệch thật sự quá lớn. Bây giờ trong tình huống này, Tô gia cũng là bó gối cũng không thể giải quyết được chuyện này, Ngô gia thì làm sao có thể giải quyết. Huống chi, trong lòng hai người vợ chồng Tô Văn, Ngô Vũ Trạch chính là một tên hoàn khố không cầu phát triển của Hàng Hồ, là một tên phế vật trong phế vật. Một tên phế vật của Ngô gia có thể giải quyết được chuyện tình của Tô gia. Vợ chồng Tô Văn thà rằng tin tưởng Nhật Bản là quốc gia tốt nhất trên thế giới còn hơn là tin tưởng vào điểm này. Quý tiểu thư, tôi không rõ lắm ý tứ của cô. Khiếp sợ qua đi, Tô Văn có một loại cảm giác bị trêu chọc, cau mày nhìn Quý Hồng, trong giọng nói lộ ra vài phần không vui. Mặc kệ ông có tin hay không, tóm lại là ta tin. Nụ cười trên mặt Quý Hồng không giảm. Bởi vì nói cho ta biết điều này chính là lão bản của ta. Ân. Lời nói của Quý Hồng lại một lần nữa khiến vợ chồng Tô Văn rơi vào nghi hoặc, bọn họ trước khi đến đây đã điều tra qua về Quý Hồng, căn bản không biết sau lưng Quý Hồng còn có một ông chủ giấu mặt. Biết ta tại sao nói cho dù Bạch tỉnh trưởng cũng không thể giúp được các ông không? Quý Hồng khe khẽ thở dài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì, không có thiếu niên của Ngô gia kia gật đầu, cho dù Bạch tỉnh trưởng nguyện ý bỏ qua cho các người. Vị lão bản kia của ta cũng sẽ không đồng ý. Xin hỏi lão bản của quý tiểu thư là ai? Trong lòng Tô Văn rung động mạnh mẽ, không nhịn được hỏi, hắn thật sự tò mò, có thể làm cho Bạch Quốc Du kiêng kỵ thỏa hiệp, nhân vật này rốt cục là thần thánh phương nào? Thân phận lão bản của ta, ông không có tư cách để biết. Quý Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nụ cười mang theo vài phần khinh miệt. Đã đến nước này, có tin hay không tùy các người, hẹn gặp lại. Lấy thân phận Bạch Quốc Du tự nhiên chưa nói tới kiêng kỵ Bùi Đông Lai, chẳng qua là, khi hắn cùng Bùi Đông Lai hợp tác, Bùi Đông Lai đã cường điệu một khi Tô gia cố gắng thoát ra từ vụ án của Tào Nghiễm Giang, Bạch Quốc Du vô luận muốn nghĩ biện pháp gì đều là bị Bùi Đông Lai ngăn cản lại. Bạch Quốc Du mặc dù không biết vì sao phải làm như vậy, chính là thấy Bùi Đông Lai nguyện ý hy sinh một phần lợi ích của mình hơn nữa nhìn ra Bùi Đông Lai tương đối kiên quyết, căn bản là không có vấn đề gì, mà là trực tiếp đáp ứng. Đây cũng là cùng Tô gia có quan hệ, van xin gia gia, kiện bà nội cũng không làm nên chuyện gì. Hết thảy chuyện này, vợ chồng Tô Văn cũng không biết. Bọn họ đã bị lời nói của Quý Hồng dọa cho cả kinh không biết làm sao, không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả. Mặc dù trong lòng vợ chồng Tô Văn có quá nhiều nghi vấn cùng khiếp sợ, chỉ là, mắt thấy Quý Hồng làm ra một bộ dạng tiễn khách hai người cũng biết buổi nói chuyện đã kết thúc, cũng không có tiếp tục hỏi lung tung nọ kia. Mà là tâm tư phức tạp nói lời cáo biệt, sau đó rời khỏi phòng. Ông tin tưởng tên phế vật Ngô gia kia có thể giải quyết chuyện này. Ra khỏi cửa phòng, Lý Lệ trước tiên hướng trượng phu Tô Văn hỏi. Mặc dù nàng cũng bị lời nói của Quý Hồng dọa cho sợ không nhẹ, nhưng mà Lý Lệ như cũ không tin Ngô Vũ Trạch có thể giải quyết được chuyện lần này. Chính xác ra, nàng không có cách nào tiếp nhận chuyện này. Đây hết thảy, đơn giản là hai năm trước. Nàng biết được Ngô Vũ Trạch cùng Tô Thi Vận là người yêu, từng theo đuổi Tô Thi Vận, lấy bộ dáng không ai bì nổi, ở trong một quán trà có cánh cửa rất cao bên bờ Tây Hồ hẹn Ngô Vũ Trạch ra nói chuyện, rất rõ ràng nói cho Ngô Vũ Trạch,
con gái nàng Tô Thi Vận cùng Ngô Vũ Trạch là người của hai thế giới khác nhau. Ngô Vũ Trạch cho dù phấn đấu 10 kiếp cũng không xứng với con gái nàng, để cho Ngô Vũ Trạch đừng có mơ tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, có bao xa thì cút bấy nhiêu. Mà Ngô Vũ Trạch bây giờ sau 2 năm biểu hiện của hắn cũng làm cho Lý Lệ nhận thức được quyết định của mình hồi đó thật sự quá sáng suốt. Sau lần gặp mặt đó, Ngô Vũ Trạch chẳng những cùng Tô Thi Vận chia tay, hơn nữa từ đó chưa gượng dậy nổi, bị khoác lên danh tiếng phế vật Ngô gia. Chỉ có một chuyện nằm ngoài tất cả dữ liệu chính là lúc thi tốt nghiệp trung học đã phát huy xuất sắc, trúng tuyển vào Đại học Đông Hải. Đối với lần này, Lý Lệ cùng không ít người giống nhau, cho là trong chuyện này có dối trá, hoặc là Ngô Vũ Trạch số sao 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 chó mà vào được. Lý Lệ ngay cả Ngô Vũ Trạch thi được vào Đại học Đông Hải còn không tin, như thế nào lại tin tưởng Ngô Vũ Trạch có thể giải quyết phiền toái mà Tô gia gặp phải. Mặc dù tôi cũng không tin Ngô gia tiểu tử kia có thể giúp Tô gia chúng ta giải quyết phiền toái, chỉ là, nếu như hắn thật sự không làm được, thì tại sao Quý Hồng lại nhiều lời đối với chúng ta như vậy? Mặc dù trong lòng Tô Văn cũng không tin Ngô Vũ Trạch có thể nghịch thiên, chỉ là, trong lòng hắn lại tràn đầy nghi ngờ, lúc này nghe được lời nói của Lý Lệ, giống như là đang trả lời Lý Lệ, hoặc cũng như là đang hỏi chính mình. Dù sao, chúng ta cùng Quý Hồng không thù không oán, nàng nếu như không muốn hỗ trợ, vậy cũng không đáng trêu chọc chúng ta như thế. Nghe được lời nói của Tô Văn, Lý Lệ mặc dù không tin, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm được lý do để phản bác. Ân. Sau một khắc, vợ chồng Tô Văn tựa như đồng thời đang nhớ lại tình huống lúc trước ở đại sảnh cùng Ngô Sinh gặp mặt, thậm chí trong đầu hai người hiện ra vẻ mặt hưng phấn không cách nào che giấu trên mặt Ngô Sinh lúc đó. Chẳng lẽ Ngô Sinh đã cùng Quý Hồng gặp mặt? Hồi tưởng lại một màn kia, đồng thời trong lòng hai người không hẹn mà cùng tuôn ra một cái nghi vấn như vậy. Đáp án, dường như rất sinh động. Chính là, hai người cũng không có mở miệng, mà là kinh nghi nhìn lẫn nhau. Mặc dù hết thảy chuyện này thoạt nhìn có chút khó tin, không hợp với lẽ thường, chỉ là, lấy tình huống trước mắt, dường như Quý Hồng cũng không có lửa chúng ta. Trầm mặc một hồi lâu, Tô Văn trước tiên mở miệng nói. Tôi nghĩ, chúng ta nên cần thiết gọi điện thoại cho Ngô Sinh, dò thăm thực hư thế nào. Nghe được đề nghị của Tô Văn, trong lòng Lý Lệ ít nhiều có chút không thoải mái, bất quá cũng không có phản đối. Có lẽ là chuyện tình Tô gia khẩn cấp thoát ra từ trong vụ án của Tào Nghiễm Giang, có lẽ là Tô Văn khẩn cấp muốn biết lời nói của Quý Hồng có thật hay không, hắn không có đợi sau khi rời khỏi khách sạn mới gọi điện thoại, mà là ngay tại chỗ lấy ra điện thoại di động. Sau khi lấy ra điện thoại di động, Tô Văn lại trợn tròn mắt. Bởi vì, hắn căn bản không có số điện thoại của Ngô Sinh. May mà Ngô Sinh tại Hàng Hồ cũng coi như một nhân vật có tiếng, Tô Văn không đến nỗi không có cách nào, ngược lại, hắn nhẹ nhàng hỏi thăm số điện thoại của Ngô Sinh. Sau khi biết được số điện thoại của Ngô Sinh, Tô Văn trước tiên bấm số. Ngược lại với Tô Văn, trong điện thoại của Ngô Sinh có lưu số điện thoại của Tô Văn. Tự ý nào đó mà nói. Ngô Sinh từng cùng rất nhiều thương nhân Hồ Giang giống nhau, cố gắng lấy lòng Tô gia, chỉ là bởi vì Ngô Vũ Trạch cùng Tô Thi Vận từng là người yêu, làm cho Lý Lệ mất hứng, còn không đã được nguyện ý. Bởi vì điện thoại của Ngô Sinh có lưu số điện thoại của Tô Văn, bởi vì trong lúc nhất thời còn chưa có tiêu hóa xong đại ân đại đức mà Bùi Đông Lai mang lại cho Ngô gia, bởi vì còn chưa thích ứng thời thế thay đổi, Ngô Sinh thấy đúng là Tô Văn gọi điện thoại tới, trước tiếp chuyển máy, giọng nói khách khí giống như ngày thường. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ngô Sinh a, thật sự là không phải, trễ như này còn quấy rầy ông. Nhận thấy được trong giọng nói của Ngô Sinh có vài phần tôn trọng, Tô Văn cũng không dám khẳng định suy đoán trong lòng, bất quá cũng không có biểu hiện ra, mà là nói chuyện không đâu mở lời. Tô tiên sinh khách khí rồi. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Sinh có chút nghi ngờ hỏi. Không biết Tô tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Là như vậy, Ngô Sinh. Tôi mới từ chỗ quý tiểu thư ra về. Tô Văn lòng vòng quanh co nói. Ta nghe quý tiểu thư nói lúc nãy ông cũng đi gặp nàng, muốn hỏi ông đã rời khỏi khách sạn hay chưa, nếu chưa rời khỏi khách sạn, chúng ta ra quán rượu hàn huyên một hồi. Thật ngại quá, Tô tiên sinh, tôi đã rời khỏi khách sạn. Mặc dù Ngô Sinh nghe ra ý Tô Văn muốn gặp mình bởi vì Quý Hồng, mới phá lệ gọi điện thoại cho hắn, bất quá hắn không có tự cao tự đại, mà là giống như dĩ vãng giống nhau. Bộ dạng rất khiêm tốn. Bất quá, nếu như Tô tiên sinh muốn gặp mặt tôi hiện tại liền quay lại. Nếu ông đã rời khỏi khách sạn, vậy thì thôi, để sau đi.
Trong lời nói của Ngô Sinh khiến cho Tô Văn trong nháy mắt hiểu được, Ngô Sinh tới khách sạn đích xác là để gặp Quý Hồng, hoài nghi trong lòng không còn sót lại chút gì, đồng thời cười ha ha, tiếp tục dò xét hỏi tiếp. Ngô Sinh này, chúng ta cùng Quý tiểu thư cũng có qua lại, cơ hội gặp mặt còn nhiều mà, lúc này không cần phải vội. Vậy thì đổi sang ngày khác. Ngô Sinh cũng không nhận thấy có gì khác trong lời nói của Tô Văn, mà là cười cấp ra câu trả lời. Tốt, vậy cứ như thế, không quấy rầy ông nữa, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại Tô tiên sinh. Đô, đô. Vài giây đồng hồ sau, kết thúc cuộc nói chuyện, nghe trong điện thoại di động truyền ra thanh âm đô đô, vẻ mặt Tô Văn trở nên hết sức cổ quái, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin, mấy phần khổ sở. Xem ra, Quý Hồng nói là sự thật, Ngô Sinh mới vừa rồi đích xác là tới gặp Quý Hồng. Bá! Nghe được lời nói của trưởng phu Tô Văn, vẻ mặt Lý Lệ lập tức biến sắc. Tâm tình của nàng trở nên cực kỳ phức tạp. Một mặt, nàng cùng Tô Văn giống nhau, nằm mộng cũng muốn Tô gia thoát khỏi nguy cơ. Về mặt khác, muốn mình đi van xin thiếu niên Ngô gia đã từng bị chính mình nhục nhã, so sánh với việc lúc ăn cơm mà nuốt phải một con ruồi còn muốn ghê tởm hơn. Ngô gia cái tên phế, phế vật, hắn làm sao có thể cùng Quý Hồng có mối quan hệ được chứ? Ghê tởm thật nhiều. Lý Lệ tựa hồ không muốn tiếp nhận sự thật này, không nhịn được hỏi, chẳng qua là, lúc nàng đang nói hai chữ phế vật, có dừng lại rõ ràng, giọng nói cũng có chút cổ quái, vẻ mặt rất không được tự nhiên. Không phải là cùng Quý Hồng quen biết, theo như lời của Quý Hồng, là cùng lão bản sau màn của nàng quen biết. Tô Văn vừa nói, một cảnh tượng trong đầu dần dần hiện ra, ban đầu Ngô Vũ Trạch ở lần tụ hội vùng Tam Giác Trường Giang. Mạo hiểm để cho Ngô gia rơi vào vực sâu nguy hiểm cùng hình ảnh hắn đi lại rất gần với Bùi Đông Lai. Tiểu Lệ, bà nói xem, ông trùm giấu mặt phía sau Quý Hồng kia có phải chính là thiếu niên gọi là Bùi Đông Lai kia không? Trong đầu hiện ra hình ảnh ngày đó, trong lòng Tô Văn vừa động, bật thốt lên hỏi. Lý Lệ vẻ mặt mê man. Bùi Đông Lai là ai? Ai nha, chính là đệ tử nội môn của Cổ Bồi Nguyên, hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Cổ Bồi Nguyên vì hắn không mời tự đến, tham gia tụ hội vùng Tam Giác Trường Giang, để cho hắn trở thành diễn viên chính của đêm đó. Tô Văn hổn hển giải thích. Là hắn a. Lý Lệ nhớ được chuyện ngày đó, nhưng không có nhớ kỹ tên của Bùi Đông Lai, lúc này nghe Tô Văn nhắc nhở, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh đơn bạc của Bùi Đông Lai, theo bản năng lắc đầu. Ông cũng biết, thiếu niên gọi là Bùi Đông Lai kia cùng Liễu Nguyệt ở Đông Hải có quan hệ mật thiết. Mà Liễu Nguyệt cùng với Quý Hồng là đối thủ một mất một còn, cho nên, thiếu niên gọi là Bùi Đông Lai kia không thể nào là ông chủ giấu mặt của Quý Hồng được. Theo tôi thấy, ông chủ giấu mặt phía sau Quý Hồng nhất định là một người nắm quyền ở Tử Cấm Thành, nếu không cũng sẽ không khiến cho Bạch Quốc Du phải thỏa hiệp. Ừ, là tôi hồ đồ. Tô Văn như có điều gì cần suy nghĩ gật gật đầu, đồng ý với Lý Lệ, sau đó nói. Tốt lắm. Chúng ta không cần suy nghĩ xem ông chủ giấu mặt sau lưng Quý Hồng rốt cuộc là ai. Việc cấp bách bây giờ, chính là chúng ta lập tức đi Ngô gia, tìm được Ngô Vũ Trạch, mời hắn ra mặt giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Giọng nói vừa dứt, vẻ mặt Tô Văn thổn thức. Theo hắn xem ra, nếu để cho những ông trùm thương giới Hồ Giang kia biết, Tô gia đi cầu phế vật Ngô gia giải quyết phiền toái, sợ rằng có đánh chết những ông trùm thương giới kia, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tôi không đi. Nghe được lời của Tô Văn, Lý Lệ giống như là một con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức hét lên. Bởi vì, nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng, chính mình ăn nói khép nép cầu xin Ngô Vũ Trạch sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Thật sự cũng quá ủy khuất rồi. Tiểu Lệ, khốn cảnh trước mặt, không thể hành động theo cảm tình. So sánh với Lý Lệ mà nói, Tô Văn mặc dù cũng cảm thấy ủy khuất, nhưng là vẫn duy trì được tỉnh táo. Theo tôi thấy, Quý Hồng hao hết tâm tư muốn cho chúng ta đi cầu xin Ngô Vũ Trạch, là muốn cho Tô gia, chính xác là cho bà đi cúi đầu trước Ngô Vũ Trạch. Ở dưới loại tình huống này, nếu là bà không đi, vạn nhất Ngô Vũ Trạch không đồng ý ra mặt thì sao? Nhưng mà... không có nhưng mà gì nữa. Đối với chúng ta mà nói, đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu mất đi cơ hội lần này, Tô gia liền gặp phải tai ương ngập đầu. Mắt thấy Lý Lệ vẫn có chút không cam lòng. Tô Văn trầm giọng nói. Cùng sự tồn vong của cả Tô gia mà nói, một cái cúi đầu thì tính là cái gì? Lý Lệ không phản bác được. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai hèn mãi mãi. Giờ khắc này,
Ngay cả Lý Lệ có muôn vàn không muốn, chỉ là, trong lòng nàng hiểu được, thiếu niên Ngô gia kia nhất định nhớ cái bạt tai không tiếng động của nàng nhất định sẽ đem sự cao ngạo của nàng đập nát bấy. Ban đêm ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ đèn đuốc sáng trưng, lầu dưới khách sạn xe hơi lui tới rất nhiều, bảo vệ bãi đậu xe loay hoay sắp xếp chỗ dừng, những khách nhân thuê phòng ở đây hoặc là sinh hoạt ở trong phòng, hoặc là uống rượu ở hành lang khách sạn, thưởng thức cảnh ban đêm Tây Hồ ở trên cao. Trong phòng VIP của khách sạn, Quý Hồng một thân trang phục màu đỏ, cởi bỏ giày cao gót màu đỏ, đi chân trần đứng sát bên cửa sổ, bưng một ly rượu đỏ. Nhưng không có giống như lúc Ngô Sinh tới đây lúc trước là đang thưởng thức cảnh đêm Tây Hồ, mà là nhìn Bùi Đông Lai ở bên cạnh. Cùng với Quý Hồng giống nhau, trong tay Bùi Đông Lai cũng đang cầm một ly rượu đỏ, rượu đúng là do Quý Hồng rót ra, cùng Quý Hồng bất đồng chính là, Bùi Đông Lai quăng ánh mắt mình ra ngắm cảnh đêm Tây Hồ ngoài cửa sổ. Cậu thích ngắm cảnh đêm? Thấy Bùi Đông Lai tựa hồ như bị cảnh đẹp ngoài cửa sổ hấp dẫn, Quý Hồng mỉm cười hỏi. Bùi Đông Lai nghe vậy, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Quý Hồng toàn thân toát ra hơi thở mê người, ánh mắt trong suốt gật gật đầu. Cảnh đêm Đông Hải cùng cảnh đêm Hàng Hồ, cậu thích cái gì hơn? Quý Hồng hứng thú hỏi. Bùi Đông Lai không cần nghĩ ngợi nói. Cảnh đêm Hàng Hồ. Tại sao? Bởi vì ta cảm thấy cảnh đêm Đông Hải mặc dù vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí có thể nói là rất đẹp, chỉ là, nhưng dưới ánh mắt của xã hội. Làm cho người ta có một loại cảm giác có hoa mà không có quả, quá giả tạo. Bùi Đông Lai nói ra nguyên nhân. Quý Hồng cười cười, mang theo vài phần thổn thức, nói. Xã hội có giả tạo hay không, cái này không phải là thứ mà thường dân chúng ta nên quan tâm, mà là những quan lão gia kia. Bản thân ta đúng là thích cảnh đêm Đông Hải hơn, cảnh đêm hoa mỹ như vậy hợp với những người có dã tâm, dục vọng không hạn chế bành trướng. Bùi Đông Lai không có nói tiếp. Mà là nhẹ nhàng xoay ly rượu. Vì giúp bằng hữu của cậu, bỏ qua nhiều lợi ích như vậy, đáng giá không? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Quý Hồng do dự một chút hỏi. Bùi Đông Lai không trả lời thẳng câu hỏi, mà là một lần nữa đem ánh mắt thưởng thức cảnh đêm Tây Hồ, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng ngày nào trên du thuyền chân Ni Hào, Ngô Vũ Trạch kiên định đi theo bản thân mình trong tình hình đó. Lợi ích cùng dục vọng trong con người đều giống nhau, vĩnh viễn là không có giới hạn. Còn tình hữu nghị chân chính thì không thể mua được bằng tiền. Ngày đó, hắn mạo hiểm đem gia tộc của mình đẩy xuống vực sâu nguy hiểm để thừa nhận ta là bạn của hắn, ta bỏ qua một chút lợi ích giúp hắn cùng gia tộc của hắn, cô nói có đáng giá hay không? Quý Hồng á khẩu không trả lời được. Huống chi, chúng ta mặc dù thông qua Bạch Quốc Du thuận lợi tiếp nhận gia sản của Phương gia, nhưng chúng ta ở Hàng Hồ này căn cơ quá nhỏ bé, nếu có một thế lực địa phương ra mặt làm cho chúng ta một ít chuyện, cũng sẽ thuận lợi hơn. Bùi Đông Lai lại bổ sung. Khanh khách. Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai, Quý Hồng cười, nàng cảm thấy lý do này thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Cậu là đang nói bản thân cậu, hay là đang an ủi ta? Chỉ cần, Bùi đại thiếu gia lên tiếng, số người nguyện ý làm thân khuyển mã cho, có thể đứng xếp hàng từ Hàng Hồ đến Đông Hải. Bùi Đông Lai trầm mặc không nói, đem ánh mắt nhìn về phương Bắc. Quý Hồng thấy thế, thu liễm nụ cười, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phương Bắc. Nơi đó có Tử Cấm Thành, có Tần Gia, còn có Diệp Gia. Cùng lúc đó, Ngô Sinh ngồi trên chiếc Mercedes-Benz S600 của hắn đã về đến khu nhà giàu Đào Hoa Nguyên. Bởi vì ba vị huynh đệ của Ngô Sinh sau khi đạt được mục đích liền rời khỏi biệt thự, trong biệt thự chỉ có Ngô Vũ Trạch ở trong phòng ngủ, giống như lúc kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cùng với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều trầm mê Dota, biệt thự lớn như vậy lộ ra chút vẻ lạnh lùng. Mà trên thực tế, từ 3 năm trước đây, mẫu thân Ngô Vũ Trạch qua đời bởi căn bệnh ung thư, biệt thự liền có chút tĩnh mịch. Bước vào biệt thự, Ngô Sinh cũng không dừng lại, chạy thẳng lên phòng ngủ của Ngô Vũ Trạch trên tầng 2. Vũ Trạch, lên lầu, Ngô Sinh người chưa tới, tiếng đã tới trước, vẻ hưng phấn trên mặt căn bản không cách nào che giấu. Trong phòng ngủ, Ngô Vũ Trạch đang bị đội hình 5 tên tàn bạo cho ăn hành chết đi sống lại, căn bản không có nghe được tiếng gọi của Ngô Sinh. Vũ Trạch, không chơi nữa, cha có chuyện trọng yếu cần nói với con. Trước kia, Ngô Sinh nhìn thấy Ngô Vũ Trạch trầm mê trong trò chơi, trong lòng có chút mất mát, càng nhiều chính là âm thầm than thở, mà hôm nay, hắn một chút cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp đi tới phía sau Ngô Vũ Trạch, hưng phấn mà vỗ bả vai Ngô Vũ Trạch. Cha!
chuyện gì vậy? Đột nhiên bả vai bị vỗ một cái, Ngô Vũ Trạch quay đầu lại, thấy vẻ mặt kích động của phụ thân, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vũ Trạch, Ngô gia chúng ta gặp được quý nhân. Ngô Sinh kích động ấn chặt hai vai Ngô Vũ Trạch, nói. Chính xác ra là, con gặp được đại quý nhân. Gặp được quý nhân. Theo Ngô Vũ Trạch xem ra, phụ thân Ngô Sinh bởi vì bị ép phải nhường lại vị trí gia chủ, phải có cảm giác mất mát cùng khổ sở mới đúng, mà bây giờ chẳng những không có toát ra nửa điểm khổ sở, mà là một bộ dáng hưng phấn giống như uống phải thuốc kích thích, nói cái gì mà gặp được quý nhân, điều này làm cho hắn một trận mờ mịt. Vũ Trạch, nói thật, ngay cả cha cũng không nghĩ tới, ánh mắt nhìn người của con lại chuẩn như vậy. Vẻ mặt hưng phấn, Ngô Sinh nhớ tới lúc ban đầu mình ngăn cản Ngô Vũ Trạch đi lại quá gần với Bùi Đông Lai, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Vẻ mặt Ngô Vũ Trạch mê man. Cha, cha đang nói về cái gì vậy? Vũ Trạch, con không biết. Ngô Sinh sắc mặt kinh ngạc nhìn Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch dở khóc dở cười. Biết cái gì? Vị Bùi Đông Lai đồng học của con muốn đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt đưa cho Ngô gia chúng ta, hơn nữa còn để cho cha chịu trách nhiệm sự vụ tập đoàn Vận Đạt. Ngô Sinh vừa nói, lại trở nên hưng phấn. Cái gì? Bên tai vang lên lời nói của Ngô Sinh, đôi con ngươi của Ngô Vũ Trạch trong nháy mắt trừng to. Cha nói Đông Lai muốn đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt chuyển cho Ngô gia. Lại cho cha chịu trách nhiệm tập đoàn Vận Đạt. Ừ. Ngô Sinh gật đầu rất dứt khoát. Cha, cha không cảm thấy phát sốt đi. Ngô Vũ Trạch mang theo vài phần lo lắng, cảm giác kia phảng phất sợ Ngô Sinh bị kích thích quá độ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn biết tập đoàn Vận Đạt chính là sản nghiệp của Phương Hiểu Hồng, mặc dù trước mắt Phương Hiểu Hồng cùng tập đoàn Vận Đạt bị cuốn vào vụ án, chỉ là tập đoàn Vận Đạt cùng Bùi Đông Lai tám gậy tre cũng đánh không tới một khối A. Ân. Lần này, Ngô Sinh im lặng. Bởi vì, hắn nhìn ra được, Ngô Vũ Trạch tựa hồ đối với chuyện tình của Bùi Đông Lai không biết gì cả. Vũ Trạch, chẳng lẽ bạn đồng học Bùi Đông Lai của con không có nói cho con biết? Sau một chút ngây người, Ngô Sinh có chút nghi ngờ. Không đúng à, hắn lẽ ra phải nên nói cho con mới phải đạo lý chứ. Cha, cha nói rõ một lần mọi chuyện, được không? Ngô Vũ Trạch hoàn toàn bị Ngô Sinh gợi lên lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngô Sinh cười khổ nói. Vũ Trạch, vừa rồi cha tới khách sạn Sophie ở Tây Hồ gặp Quý Hồng. Đúng, chính là nữ nhân rất nổi tiếng ở Đông Hải, xế chiều ngày hôm nay nàng chính thức là tân chủ tịch của tập đoàn Bảo Hồ, tham gia buổi họp báo công bố tin tức của tập đoàn Bảo Hồ. Ngô Vũ Trạch không có lên tiếng, mà là đang đợi Ngô Sinh nói hết. Quý Hồng nói cho cha biết, Bùi Đông Lai chẳng những tiếp nhận hết thảy gia sản của Phương gia, hơn nữa Bùi Đông Lai lại là ông chủ phía sau của nàng. Ngay cả Ngô Sinh cũng tin tất cả chuyện này, chỉ là, hắn vẫn cảm thấy tất cả chuyện này thật sự là không thể tin được. So sánh với Ngô Sinh mà nói, Ngô Vũ Trạch lần đầu nghe được tin tức kia, phần rung động trong lòng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dưới ánh đèn, hắn trợn tròn mắt, không nhúc nhích nhìn Ngô Sinh, tựa hồ như đang hỏi cha, cha đang nói đùa sao? Vũ Trạch! Con không tin lời cha nói sao, nói thật, cha lúc mới đầu cũng cảm thấy chuyện này quá thần kỳ, bất quá lại chính là sự thật. Ngô Sinh đầu tiên là dở khóc dở cười giải thích một câu, sau đó lại trở nên nghiêm túc đứng lên. Con mau lập tức gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai nói lời tạ ơn, không, không được, gọi điện thoại thật sự không đủ thành ý, như vậy đi, ngày mai con mời hắn đến nhà chúng ta trước mặt hảo hảo cảm ơn người ta. Vốn là Ngô Vũ Trạch cho là Ngô Sinh đang nói đùa, lúc này thấy Ngô Sinh nói chuyện nghiêm túc, hoài nghi trong lòng giảm bớt một chút, bất quá trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ. Cha, Đông Lai hắn làm sao có thể tiếp nhận hết thảy gia sản của Phương gia? Sao có thể như thế được, Quý Hồng làm việc cho hắn, cái này càng là chuyện không thể nào hắn và Liễu Nguyệt Đông Hải có quan hệ mật thiết, mà mọi người đều biết là Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt chính là đối thủ một mất một còn. Được rồi, tiểu tử ngốc. Chuyện này đúng là thiên chân vạn xác, con cũng không cần phải hoài nghi. Nguyên nhân tất cả chuyện này, con hỏi ta thì ta cũng không biết, chờ con gặp mặt hắn, từ từ hỏi hắn đi. Không đợi Ngô Vũ Trạch nói hết lời, Ngô Sinh liền cười cắt đứt. Quý tiểu thư người ta nói, trước đó vài ngày, con trên du thuyền chân ni hào đem Bùi Đông Lai làm bằng hữu, hôm nay, Bùi Đông Lai đem con trở thành bằng hữu. Lần này, Ngô Vũ Trạch không có nói thêm cái gì nữa.
tai của hắn kìm lòng không nổi nhớ đến lời nói của Bùi Đông Lai ngày đó trên du thuyền Jenny Hào. Bằng hữu là phải dùng tâm đối đãi, mà không phải lời nói đầu môi. Chú dùng hành động chứng minh tâm ý của chú, ca cũng sẽ như vậy. Ách! Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai ngày đó, thân thể Ngô Vũ Trạch kịch liệt chấn động, chẳng lẽ Bùi Đông Lai hắn một mực giả chứ ăn thịt hổ. Vũ Trạch, cha chuẩn bị gọi cho thúc thúc cùng với cô của con tụ tập lại bàn đối sách, mở một hội nghị gia đình. Ngô Sinh thấy Ngô Vũ Trạch không nói lời nào, suy nghĩ một chút, nói. Con có tham gia không? Lời nói của Ngô Sinh đem Ngô Vũ Trạch đang ngây người kéo về thực tế, hắn hơi cau mày nhìn Ngô Sinh, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù hắn không biết Bùi Đông Lai tại sao lại đột nhiên trở nên trâu bò như thế, chỉ là, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, Ngô Sinh nói hết thảy đều là sự thật, giống như trước, hắn còn biết, cha của mình kể từ khi đảm nhiệm chức gia chủ Ngô gia, vẫn muốn một ngày nào đó có thể làm cho Ngô gia tái hiện huy hoàng. Ở dưới dạng tình hình này, đối mặt với cơ hội ngàn năm một thuở, Ngô Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua. 20. Sau, đại bá, nhị thúc, tam thúc cùng tiểu cô Ngô Vũ Trạch nhận được điện thoại của Ngô Sinh, lập tức chạy tới biệt thự. Như thế nào, tiểu sinh, chẳng lẽ chú không buông được vị trí gia chủ, lại muốn đổi ý ư? Sau khi mọi người đến đông đủ, bá mẫu Trương Lệ của Ngô Vũ Trạch trước tiên hướng Ngô Sinh mở miệng hỏi, giọng nói bất thiện. Tiếng nói nàng vừa dứt, đại bá, nhị thúc, tam thúc Ngô Vũ Trạch đều là bộ dáng vẻ mặt đề phòng, tiểu cô của Ngô Vũ Trạch cũng có chút nghi ngờ mục đích Ngô Sinh làm như vậy. Chị dâu, ta gọi các người tới, không phải bởi vì ta không nỡ bỏ vị trí gia chủ. Ngô Sinh nhíu mày, bất quá suy nghĩ đến đại cục, vẫn cố kìm nén cơn giận, mà là nghiêm mặt nói. Ta nghĩ nên nói cho các người biết, Ngô gia chúng ta gặp được một cơ hội ngàn năm có một. Ân. Thấy bộ dáng Ngô Sinh nghiêm túc và kích động khi nói ra những lời này, đám người Trương Lệ không khỏi ngẩn ra. Cơ hội gì? Lần này mở miệng cũng không phải là Trương Lệ, mà là chồng của nàng, cũng chính là bá phụ của Ngô Vũ Trạch, Ngô Vạn. Có người muốn đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt chuyển cho Ngô gia chúng ta, hơn nữa để cho ta đi chịu trách nhiệm sự vụ tập đoàn Vận Đạt. Bởi vì Quý Hồng dặn dò Ngô Sinh trừ ở trước mặt Ngô Vũ Trạch, không để cho những người khác biết sự tồn tại của Bùi Đông Lai, cho nên Ngô Sinh không có đề cập tới Bùi Đông Lai. Âm thanh vừa dứt, Ngô Sinh rõ ràng nhận thấy được, bao gồm cả tiểu cô Ngô Vũ Trạch ở bên trong, trừ Ngô Vũ Trạch ra, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn hắn. Ha 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 ha! Sau vài phút trầm mặc ngắn ngủi, Trương Lệ nhịn không được bật cười. Tiểu sinh, ta nói chú cho dù không nỡ bỏ vị trí gia chủ, vậy cũng không nên nói ra một lý do tức cười như vậy chứ. Có người đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt chuyển cho Ngô gia. Ta nói có người muốn để cho ta làm thư ký tỉnh ủy Hồ Giang, chú tin sao? Lời châm chọc khiêu khích của Trương Lệ vừa ra khỏi miệng, ba vị huynh đệ của Ngô Sinh không có lên tiếng châm chọc Ngô Sinh, bất quá vẻ châm chọc trong ánh mắt không cách nào che giấu. Anh không thấy trong chuyện này có vấn đề sao? Cùng Trương Lệ bất đồng. Tiểu cô Ngô Vũ Trạch là Ngô Tú Mai thật ra không cho là Ngô Sinh dùng cái lý do tức cười này một lần nữa đoạt lại vị trí gia chủ, mà là lo lắng Ngô Sinh có thể rơi vào bẫy. Vô duyên vô cớ, người ta đem cổ phần tập đoàn Vận Đạt chuyển cho chúng ta làm gì? Huống chi, hiện tại Phương Hiểu Hồng bị cuốn vào vụ án của Tào Nghiễm Giang, tình hình của tập đoàn Vận Đạt không thể nghi ngờ là sẽ có biến động. Đối mặt Trương Lệ cùng ba vị huynh đệ, hai vị em dâu cười nhạo, đối mặt chất vấn của tiểu muội. Ngô Sinh hé miệng, cố gắng nói cái gì, lại cảm thấy trăm miệng cũng không thể giải thích. Hắn không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Cha, nếu bọn họ đều không tin, cha cũng đừng giải thích, tùy bọn họ đi. Thấy vẻ mặt khó xử của Ngô Sinh, Ngô Vũ Trạch không nhịn được mở miệng. Nghe Ngô Vũ Trạch nói như vậy, Ngô Sinh cau mày liếc mọi người một cái, trầm giọng nói. Tóm lại, có người bởi vì Ngô Vũ Trạch muốn đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt chuyển cho Ngô gia chúng ta, các người có tin hay không là chuyện của các người. Ha 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 ha. Trương Lệ lại cười một lần nữa, cười đến gặp cả người lại, sau khi ngưng cười, nàng không nhịn được nhìn Ngô Vũ Trạch một cái. Vũ Trạch, người lúc nào quen được với đại nhân vật A? Làm sao bá mẫu ta một chút cũng không biết. Ngô Vũ Trạch im lặng không lên tiếng, nhìn qua giống như là không biết nên trả lời như thế nào. Trên thực tế là lười so đo cùng Trương Lệ.
Chẳng qua là, hắn trầm mặc để cho trừ bỏ phụ thân hắn ra, tất cả thành viên Ngô gia đều cảm thấy, lời nói vừa rồi của Ngô Sinh quả thực chính là vô căn cứ. Tiểu Sinh, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước. Bá phụ Ngô Vũ Trạch Ngô Vạn vừa nói vừa trực tiếp đứng lên, tựa hồ rất bất mãn đối với hành động lãng phí thời gian của mọi người của Ngô Sinh. Ngô Sinh hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có lên tiếng. Bá, bá, bá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành viên Ngô gia đứng dậy, chuẩn bị đi theo Ngô Vạn rời khỏi biệt thự. Lão bản, chủ tịch Tô Văn tập đoàn Tô Thị cùng vợ hắn Lý Lệ muốn bái phỏng ngài cùng Ngô Thiếu. Sau đó, lúc đám người Ngô Vạn định rời khỏi biệt thự, tài xế chuyên trách của Ngô Sinh bước nhanh vào biệt thự, vẻ mặt hồi hộp nói. Bên tai vang lên lời nói của tên tài xế của Ngô Sinh, bao gồm cả Ngô Vạn ở bên trong, thúc thúc, thầm thầm cùng tiểu cô Ngô Vũ Trạch toàn bộ dừng bước. Bọn họ chính là rất rõ ràng địa vị siêu nhiên của Tô Văn ở thương giới hàng hồ cho tới Hồ Giang là như thế nào. Có thể không chút nào khoa trương, lấy thân phận Tô Văn, cho dù Ngô Sinh giống như một con chó Nhật đi theo vẫy đuôi lấy lòng, người ta cũng chưa chắc đã lĩnh tình. Mà hôm nay, Tô Văn chính là chủ động bái phỏng. Lại mang theo Lý Lệ vốn có thành kiến sâu đậm với Ngô Vũ Trạch. Đồ vô dụng, mày lại đi trêu chọc Tô Thi Vận nhà người ta sao? Kinh ngạc qua đi, vẻ mặt Trương Lệ không vui hướng về phía Ngô Vũ Trạch dạy dỗ, theo nàng xem ra, vợ chồng Tô Văn đột nhiên viếng thăm, nhất định là Ngô Vũ Trạch không biết trời cao đất rộng lại đi tìm Tô Thi Vận, làm cho vợ chồng Tô Văn tức giận. Không riêng gì Trương Lệ cho là như vậy, mấy người Ngô Vạn cũng cho rằng như thế. Bọn họ sau khi nghe được lời của Trương Lệ, đều cau mày nhìn Ngô Vũ Trạch, tựa hồ muốn Ngô Vũ Trạch cấp cho một lời giải thích. Nhận thấy sự bất mãn cùng tức giận của mấy người Ngô Vạn, sắc mặt Ngô Sinh trở nên có chút khó coi, bất quá, hắn không có tức giận, mà là lạnh lùng nói. Để cho bọn họ vào. Tiểu Sinh, nếu như bởi vì nhi tử của ngươi chọc giận vợ chồng Tô Văn, đưa Ngô gia một lần nữa ngập vào tai ương, trách nhiệm này tùy phụ tử các ngươi gánh chịu. Mắt thấy Ngô Vũ Trạch không có lời giải thích thì thôi, Ngô Sinh lại hoàn toàn đem lời của mình trở thành giám thúi, Trương Lệ tàn bạo nói. Cho tới nay, Ngô Sinh bởi vì cảm giác mình lúc làm gia chủ Ngô gia đã không thể tái hiện huy hoàng cho Ngô gia, tự thẹn trong lòng, cho nên đối mặt với đám người Ngô Vạn vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. Kể cả khi đám người Ngô Vạn bức vua thoái vị, trong lòng hắn mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện sự tức giận ra ngoài, mà là tâm như cho lạnh nhượng lại vị trí gia chủ. Chẳng qua là, giờ khắc này, một lần nữa nghe được giọng nói khắc bạc của Trương Lệ đem đầu mâu nhắm ngay con của mình, Ngô Sinh cũng khó tránh khỏi có chút nổi giận. Làm sao ngươi biết đúng là Vũ Trạch chọc giận vợ chồng Tô Văn? Hắc, nếu như không phải hắn đi trêu chọc Tô Thi Vận, chọc giận vợ chồng Tô Văn làm sao có thể sẽ đến Ngô gia chúng ta? Trương Lệ vẻ mặt cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng là, vợ chồng Tô Văn đúng là tới bái phỏng phụ tử các ngươi? Không cần phải nói nữa, chờ bọn hắn tới rồi sẽ biết. Có lẽ là thực sự tức giận, giọng nói Ngô Sinh lạnh xuống. Tốt, mắt thấy thái độ ác liệt của Ngô Sinh, vẻ mặt Trương Lệ ầm trầm đáp ứng, một lần nữa ngồi trên ghế salon. Đám người Ngô Vạn thấy thế, đều trở lại chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, vợ chồng Tô Văn đứng trước chiếc Audi A8, vẻ mặt tương đối phức tạp. Nếu như là trước kia, bọn họ có một vạn lý do để tin tưởng, Ngô gia người ta nghe được hai người mình tới bái phỏng, tuyệt đối sẽ đứng trước cửa đón tiếp. Thậm chí, lấy thân phận của bọn họ, chỉ cần một cú điện thoại, người của Ngô gia sẽ đi tìm bọn họ trước. Mà hôm nay, bọn hắn làm cái khỉ gió gì mà không thấy ai ra tiếp đón, chỉ là, lý trí nói cho hai người biết, không thấy người nào của Ngô gia ra tiếp đón mình trong chuyện này hẳn là có vấn đề. Trong lúc tâm tình vợ chồng Tô Văn trở nên khẩn trương lo lắng, tài xế của Ngô Sinh hướng hai người đi tới, hai người thấy thế, không nói hai lời, vội vàng nói. Ngô tiên sinh nói như thế nào? Không đợi tên tài xế đến gần, Tô Văn liền khẩn trương hỏi, một chút cũng không giống với gia chủ của Tô gia không nói, trong giọng nói lại mang theo vài phần lo lắng, cảm giác kia dường như là sợ Ngô Sinh không đồng ý gặp hai người bọn họ. Ngô tiên sinh mời hai vị vào. Vẻ mặt tên tài xế trở nên cổ quái, hắn thật sự tò mò. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến Tô Văn ở trong thương giới hàng hồ cho tới Hồ Giang có địa vị không ai bì nổi này phải ăn nói khép nép như thế? Mặc dù trong lòng hiếu kỳ,
nhưng tên tài xế không dám hỏi nhiều, mà là trực tiếp đi trước dẫn đường. Tô Văn thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời, vội vàng đuổi theo. Lý Lệ im lặng không nói tiếng nào theo sát phía sau Tô Văn, cảm giác giống như là từng bước đi về phía vực thẳm, sắc mặt trắng bệch, bước chân có chút khó khăn. Nửa phút đồng hồ sau, theo sự dẫn đường của viên tài xế, Tô Văn mang theo Lý Lệ tiến vào biệt thự. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Mắt thấy vợ chồng Tô Văn đi vào, Ngô Vạn vừa thay thế Ngô Sinh trở thành gia chủ Ngô gia trước tiên đứng lên, mang theo vài phần lo lắng, mấy phần nịnh nọt chào hỏi. Ngô Vạn đứng lên, trừ phụ tử Ngô Sinh, Ngô Vũ Trạch, những thành viên khác của Ngô gia cũng là đều đứng lên chào hỏi. Không trả lời. Vợ chồng Tô Văn trực tiếp đem lời nói của Ngô Vạn thành giấm thúi, mà là hướng về phía phụ tử Ngô Sinh đi tới. Dưới ánh đèn, bước chân của vợ chồng Tô Văn hơi có vẻ lo lắng, thiếu chút nữa thì trơn ngã trên mặt đất. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Thấy vợ chồng Tô Văn hướng về phía mình và nhi tử đi tới, Ngô Sinh không biết hai người có ý gì vẫn đứng lên nghênh đón, hắn vì lúc trước nhận được điện thoại của Tô Văn, biết được Tô Văn cùng Quý Hồng cũng có hợp tác. Trong lòng hiểu được vợ chồng Tô Văn tới cũng không phải để bái phỏng, cụ thể có mục đích gì, hắn cũng không đoán ra được. Vẫn như cũ không trả lời. Vợ chồng Tô Văn bước nhanh tới trước người Ngô Vũ Trạch, dừng bước. Dưới ánh đèn, trên mặt bọn họ không có biểu tình tức giận trong dự đoán của đám người Trương Lệ, cũng không có vẻ cao ngạo thuộc về thành viên Tô gia, có chẳng qua là biểu tình lo lắng cùng khủng hoảng. Bởi vì, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như thiếu niên Ngô gia này cự tuyệt lời thỉnh cầu của bọn họ mà nói, như vậy, Tô gia sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ân, tại sao vợ chồng Tô Văn? Nhận thấy được biểu hiện quái dị của vợ chồng Tô Văn, sắc mặt đám người Ngô Vạn đều trở nên kinh ngạc, dù sao bọn họ đều cho rằng vợ chồng Tô Văn tới tìm Ngô gia để trút giận. Ngô Sinh cũng có một chút nghi ngờ. Thấy hai vợ chồng Tô Văn trước mắt, trong đầu Ngô Vũ Trạch kìm lòng không nổi hiện ra cảnh tượng hai năm trước. Bộ dáng không ai bì nổi của Lý Lệ, tai của hắn không khỏi quanh quẩn lời nói của Lý Lệ ngày đó. Con gái Tô Thi Vận của ta cùng mày là người thuộc hai thế giới bất đồng, cho dù mày phấn đấu 10 kiếp cũng không xứng với con gái của ta. Mày không cần ảo tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, sau này tránh xa con gái ta một chút, nếu không không riêng gì mày, ngay cả gia tộc của mày cũng sẽ vì mày mà chịu hậu quả. Những lời kia, giống như ma pháp lạc ấn, cắm rễ thật sâu trong linh hồn hắn. Những lời kia giống như một người bị một cái bạt tai vang dội, đánh vào trên mặt của hắn, đem tuổi trẻ cùng sự tự ái của hắn đập nát bấy. Một khắc kia, hắn tức giận, nhưng cũng là lần đầu tiên biết chênh lệch giữa mình cùng Tô Thi Vận, biết được hiện thực tàn khốc. Cuối cùng, hắn vì không muốn liên lụy đến Ngô gia, mang theo vài phần tự ái nhỏ nhoi, giống như chó nhà có tang rời khỏi quán trà đó, từ đó cùng Tô Thi Vận trở thành người dưng. Hai năm, trong nháy mắt đã qua. Chỉ là, thấy Lý Lệ trước mặt, Ngô Vũ Trạch lại có một cảm giác chuyện mới phát sinh ngày hôm qua, vết thương trong lòng mơ hồ có chút đau đớn. Ngay sau đó, lúc Ngô Vũ Trạch nhớ tới một màn kia lúc hai năm trước, đồng thời đám người Ngô Vạn sắc mặt nghi ngờ nhìn chăm chú vào hắn. Tô gia gia chủ, người khiến cho rất nhiều thương nhân Hồ Giang quỳ xuống liếm chân. Tô phu nhân, người đã từng đem lòng tự ái của thiếu niên Ngô gia ném cho chó ăn. Bọn họ giống như là người hầu nhìn thấy chủ nhân, hướng về phía người được người hàng hồ coi là phế vật Ngô gia, cung kính cúi xuống cái lưng kiêu ngạo. Cúi lưng thập phần dứt khoát. Vũ Trạch, chúng ta có mắt như mù, mong rằng cậu có thể bỏ qua cho chúng ta. Giờ khắc này, thân là Tô gia gia chủ Tô Văn cũng tốt, Lý Lệ từng không ai bì nổi cũng được, bọn họ vứt bỏ đi phần kiêu ngạo cùng tôn quý thuộc về thân phận Tô gia kia. Ở trước mặt phế vật Ngô gia, cúi xuống cái đầu mà họ tự cho là cao quý. Nụ cười trên mặt Ngô Sinh đọng lại. Mặc dù hắn bởi vì biết Tô Văn cũng có hợp tác cùng Quý Hồng, đoán được vợ chồng Tô Văn trước tìm đến mình cùng Ngô Vũ Trạch tuyệt đối không có ác ý, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vợ chồng Tô Văn là tới tìm Ngô Vũ Trạch để nhận sai. Dù sao, theo hắn xem ra, cho dù Tô gia cùng Quý Hồng có hợp tác, lấy địa vị Tô gia ở Hồ Giang, cũng không cần phải như thế a. Ngay cả Ngô Sinh biết trước một chút tin tức cũng không thể tin được tất cả mọi chuyện đang phát sinh này, huống chi đám người Ngô Vạn, Trương Lệ. Dưới ánh đèn, đám người Ngô Vạn giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị nhất thế giới này, bọn họ trợn to hai mắt,
sắc mặt ngây ngốc nhìn vợ chồng Tô Văn có thể khiến cho 99% thương nhân tại Hồ Giang này đi lấy lòng, đút lót, trợn mắt há hốc mồm trong lòng hỏi chính mình, vợ chồng Tô Văn sao, làm sao có thể tìm Ngô Vũ Trạch nhận sai. Trong phút chốc, một cỗ khiếp sợ không cách nào dùng lời nói diễn tả được tràn ngập nội tâm đám người Ngô Vạn, Trương Lệ. Bọn họ thật sự cũng không thể nào tin nổi, tất cả mọi chuyện trước mắt là sự thật. Bọn họ cố gắng đem hai mắt của mình trợn to, lại trợn to, cố gắng nhìn rõ ràng một chút. Bọn họ thấy rõ. Không quản bọn họ có tin hay không, cũng không cách nào tiếp nhận hết thảy sự thật trước mắt, chỉ là vợ chồng Tô Văn đủ để khiến cho bọn họ giống như chó Trung Quốc chạy theo lấy lòng, đúng là ở trước mặt Ngô Vũ Trạch, cúi xuống cái lưng kiêu ngạo. Hình ảnh dừng lại, Andy, dừng hình CMNR. Đám người Ngô Vạn ngây người như phỗng. Sau đó, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Im lặng đến nỗi làm cho trái tim của vợ chồng Tô Văn treo trên cổ họng. Đối mặt với hết thảy chuyện này, sau khi trải qua khiếp sợ lúc đầu, Ngô Vũ Trạch đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy. Hắn bình tĩnh lại. Dưới ánh đèn, hắn nhìn vợ chồng Tô Văn, tâm như gương sáng, vợ chồng Tô Văn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Bùi Đông Lai. Mặc dù, hắn không cách nào tưởng tượng, Bùi Đông Lai rốt cuộc đã làm gì, để cho vợ chồng Tô Văn làm như vậy, chính là trong hắn lại tin chắc vào điểm này. Tô Thúc Thúc, Lý A Di. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng bất an của vợ chồng Tô Văn, Ngô Vũ Trạch cuối cùng mở miệng, thái độ giống như hai năm về trước, rất khách khí. Hô, hô. Bên tai vang lên lời của Ngô Vũ Trạch, bao gồm Ngô Sinh ở bên trong, hô hấp của mọi người trở nên có chút dồn dập, bọn họ không nhúc nhích nhìn ba người Ngô Vũ Trạch, vợ chồng Tô Văn, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng hỏa diễm thiêu đốt, cả người run sợ không ngừng. Trong đó Trương Lệ kiên định cho rằng vợ chồng Tô Văn tới tìm Ngô Vũ Trạch là muốn chút giận, khiếp sợ trong con ngươi không cách nào rút đi, ngược lại, sắc mặt nàng kinh hãi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Vũ Trạch, tựa hồ đang hỏi. Ngô Vũ Trạch dựa vào cái gì mà khiến cho vợ chồng Tô Văn ăn nói khép nép nhận sai như vậy? Tựa hồ như là trả lời nghi ngờ của Trương Lệ cùng mọi người, vợ chồng Tô Văn ngẩng đầu lên, trong đó vẻ mặt Lý Lệ một mảnh trắng bệch, còn sắc mặt Tô Văn lại là phức tạp nhìn Ngô Vũ Trạch, muốn nói cái gì, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Vũ Trạch, là ta không đúng, ta không nên tham dự vào chuyện tình giữa các con. Mắt thấy trượng phu Tô Văn của mình muốn nói lại thôi. Lý Lệ sắc mặt trắng bệch, thân thể run run nhìn gương mặt Ngô Vũ Trạch đã từng làm nàng chán ghét, rung động nói. Sau này, bác đảm bảo, bác và Tô Thúc Thúc của cậu, còn có người của Tô gia, sẽ không tham dự vào chuyện tình của các cháu nữa. Xin cháu tha thứ cho Lý A Di. Thanh âm vừa dứt, Lý Lệ hướng về phía Ngô Vũ Trạch bái một cái thật sâu. Chính là cúi người 90 độ. Dưới ánh đèn. Lý Lệ chỉ cảm thấy một cỗ ủy khuất chưa bao giờ thể nghiệm qua nghẹn trong tâm của nàng, tỏa ra tứ phía bản thân nàng, vẻ mặt của nàng một mảnh trắng bệch không nói, cũng tìm không được nửa phần cao ngạo thuộc về Tô gia phu nhân. Có chẳng qua là ăn nói khép nép, mà bao gồm Trương Lệ ở bên trong, lúc trước kiên định cho là Ngô Vũ Trạch không biết trời cao đất rộng một lần nữa đi trêu chọc Tô Thi Vận, khiến cho vợ chồng Tô Văn tức giận của thành viên Ngô gia, đều là cảm thấy trên mặt truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn. Cái bạt tai vang dội. Thời gian như ngừng lại, hình ảnh ngưng động. Trong đại sảnh, bởi vì không có nghe được câu trả lời chắc chắn của Ngô Vũ Trạch, Lý Lệ vẫn duy trì tư thế cúi người chào, thân thể không thể khống chế run lên, vẻ mặt ủy khuất tới cực điểm. Mặc dù Lý Lệ bởi vì suy nghĩ đến ích lợi của Tô gia, lựa chọn hy sinh niềm kiêu ngạo thuộc về Tô phu nhân kia, chỉ là thật không ngờ lúc chính diện đối mặt với giờ khắc này. Nàng mới phát hiện, loại khuất nhục này quả thực làm cho nàng sống không bằng chết. Chẳng qua là, giờ khắc này nàng đã quên, hai năm trước, những lời nói cay nghiệt cùng bộ dáng không ai bì nổi của nàng, đã khiến Ngô Vũ Trạch bị tổn thương rất lớn. Lý Lệ không dám ngẩng đầu lên, mà trong đôi mắt của Tô Văn chỉ còn lại vẻ trông mong nhìn Ngô Vũ Trạch, giống như là đôi mắt của một con chó trông mong nhìn miếng xương trong tay chủ nhân vậy, tràn đầy khát vọng cùng mong đợi. Hắn mong đợi Ngô Vũ Trạch có thể tha thứ cho Lý Lệ, tha thứ cho Tô gia, cứ như vậy mà nói, Tô gia có thể thoát ra khỏi được vụ án của Tào Nghiễm Giang. Thấy một màn như vậy, trừ Ngô Sinh mơ hồ biết một chút tin tức, những thành viên Ngô gia kia đều trợn tròn ánh mắt, không nhúc nhích nhìn Lý Lệ đang cúi người chào 90 độ trước mặt Ngô Vũ Trạch, tựa hồ như đang hỏi.
Ngô Vũ Trạch rốt cuộc dựa vào cái gì có thể khiến Tô phu nhân của Tô gia ở Hồ Giang này không ai bì nổi phải làm như vậy? Không có đáp án. Đám người Ngô Vạn, Trương Lệ có nghĩ nát não cũng nghĩ không ra trong đó có gì lừa dối. Mà trong lòng Ngô Sinh kìm lòng không đậu mà nhớ tới một màn Bùi Đông Lai trên du thuyền chân ni hào bị hầu hết thương nhân Hồ Giang coi là ôn thần. Một màn đó cùng một màn trước mắt, tạo thành cảnh tượng hoàn toàn tương phản khiến cho Ngô Sinh cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Theo hắn xem ra, nếu như những thương nhân Hồ Giang kia biết Bùi Đông Lai mà lúc đầu bọn họ coi là ôn thần, có thể làm cho vợ chồng Tô Văn giống như một con chó Trung Quốc van xin con của mình, sợ rằng có hối hận cũng đã là quá muộn rồi. Lý A Di, thật ra thì bà nói không sai, tôi và nữ nhi Tô Thi Vận của bà đúng là người của hai thế giới khác nhau. Giống như trước, Ngô gia chúng tôi cũng không so sánh được với Tô gia các người. Trong đại sảnh yên tĩnh, Ngô Vũ Trạch một lần nữa mở miệng, giọng nói bình tĩnh như trước. Mặt khác, tôi và nữ nhi Tô Thi Vận của bà đã 2 năm không có liên hệ, cho nên, không thể nói là không can dự vào chuyện tình của chúng ta. Bá! Bên tai vang lên lời nói của Ngô Vũ Trạch, vô luận là Lý Lệ hay là Tô Văn, sắc mặt đều là biến đổi, nhất là Lý Lệ, nàng chỉ cảm thấy câu gọi Lý A Di tràn đầy châm chọc, mà câu nói kế tiếp của Ngô Vũ Trạch càng làm cho tâm tình của nàng rơi vào đáy cốc. Vũ Trạch. Lý Lệ ngẩng đầu, vẻ mặt trắng bệch nhìn Ngô Vũ Trạch, tràn đầy sợ hãi mở miệng, cố gắng cứu vãn. Xin cậu tha thứ cho A Di được không? Lý A Di, tôi vừa mới nói rất rõ ràng. Bà cũng không có làm gì sai, làm sao mà phải nói đến chuyện tha thứ. Ngô Vũ Trạch sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ách, lần này, Lý Lệ há to miệng, cũng là không phản bác được. Nàng đã từng nghĩ, Ngô Vũ Trạch hẳn là nhân cơ hội này, hung hăng nhục nhã nàng một phen, nàng cũng từng nghĩ tới, Ngô Vũ Trạch sẽ vì nàng là mẫu thân của Tô Thi Vận, lưu lại cho nàng vài phần thể diện. Vũ Trạch, cháu đã không truy cứu chuyện năm đó. Như vậy xin cháu cấp cho Tô gia một con đường sống. Tô Văn cũng nhịn không được nữa mà mở miệng, trong giọng nói mang theo một hàm ý khẩn cầu. Cho Tô gia một con đường sống. Bên tai vang lên lời nói khẩn cầu của Tô Văn, đám người Ngô Vạn, Trương Lệ đã bị hết thảy chuyện này dọa cho sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, lại một lần nữa trợn tròn mắt. Bọn họ chính là đều rất rõ ràng, Tô gia ở thương giới Hồ Giang có địa vị siêu nhân như thế nào. Mà hôm nay, nghe khẩu khí Tô Văn, một câu nói của Ngô Vũ Trạch liền có thể quyết định sinh tử của Tô gia. Nếu như không phải là thấy Tô Văn cùng với Lý Lệ giống nhau, đều là cúi xuống cái lưng kiêu ngạo kia, đám người Ngô Vạn, Trương Lệ hẳn là cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề. Tô thúc thúc, mặc dù ta không biết Tô gia rốt cuộc gặp phải phiền toái gì, chỉ là, lực ảnh hưởng của Tô gia ở Hồ Giang người người đều biết, ngay cả Tô gia cũng không giải quyết được phiền toái của mình, ta làm sao có thể giải quyết. Mặc dù Ngô Vũ Trạch đoán được vợ chồng Tô Văn ăn nói khép nép đi tới cầu xin mình, hơn phân nửa là bởi vì Bùi Đông Lai, chỉ là, hắn đối với tất cả chuyện này không biết cụ thể, tự nhiên sẽ không mù quáng đáp ứng vợ chồng Tô Văn. Nhưng vợ chồng Tô Văn không biết Ngô Vũ Trạch đối với chuyện này không biết tin tức gì cả, vừa nghe Ngô Vũ Trạch nói như thế, lập tức cho là Ngô Vũ Trạch từ chối. Trong lúc nhất thời, một cảm xúc tên là tuyệt vọng tràn lan trong lòng hai vợ chồng bọn họ. Vũ Trạch. Trước kia Tô phu nhân quả thực đã làm chuyện thương tổn đến cháu, bất quá, nếu Tô phu nhân đã nhận sai rồi, như vậy cháu cũng nên tha thứ cho nàng đi. Mắt thấy vẻ mặt tuyệt vọng của vợ chồng Tô Văn, Trương Lệ vẫn chìm trong cảm giác khiếp sợ, trong lòng vừa động, không nhịn được mở miệng, mặc dù nàng không biết vì sao Ngô Vũ Trạch có thể quyết định sinh tử của Tô gia, chỉ là, nàng lại biết, nếu như Ngô Vũ Trạch có thể ở thời khắc mấu chốt này giúp Tô gia một lần, sau này tự nhiên sẽ hồi báo thật dày cho Ngô gia. Quan trọng hơn chính là, nếu như Ngô Vũ Trạch bởi vì lời nói của nàng mà trợ giúp cho Tô gia mà nói, như vậy vợ chồng Tô Văn tự nhiên sẽ cảm kích nàng. Bá mẫu, ta vừa mới nói rất rõ ràng, năm đó Lý A Di cũng không có làm gì sai, cho nên, không cần phải nói đến chuyện nhận sai. Tựa hồ như nhìn rõ tâm tư của Trương Lệ, Ngô Vũ Trạch nhíu mày, giọng nói mơ hồ mang theo vài phần bất mãn. Có thể giúp Tô gia hay không, Vũ Trạch tự nhiên biết rõ. Bá mẫu nếu là có biện pháp giúp cho Tô gia, ta không có ý kiến, còn nữa, ta tin tưởng cả Ngô gia, cũng không có ai phản đối. T. Nghe được lời nói của Ngô Vũ Trạch, Trương Lệ bị chọc tức đến nỗi sắc mặt phát tím một trận không nói, thân thể run run không ngừng,
nếu nàng có biện pháp giúp Tô gia, còn cùng Ngô Vũ Trạch nói nhảm sao? Nếu là ở dĩ vãng, lấy tính tình Trương Lệ, Ngô Vũ Trạch dám chống đối nàng, hơn phân nửa là sẽ muốn nổi giận. Mà tại giờ khắc này, mặc dù trong nội tâm nàng rất tức giận, chỉ là, nàng rất rõ ràng, Ngô Vũ Trạch ngày hôm nay có thể làm cho vợ chồng Tô Văn An nói khép nép cầu xin tha thứ, không phải là người mà nàng Trương Lệ có thể giáo huấn như ngày nào. Ngô tiên sinh, thật có lỗi, quấy rầy mọi người rồi. Nghe xong Ngô Vũ Trạch cùng Trương Lệ nói chuyện với nhau, Tô Văn dường như nhìn ra Ngô Vũ Trạch quyết tâm sẽ không ra mặt hỗ trợ, không có lại tiếp tục mở miệng cầu xin Ngô Vũ Trạch, mà là chuẩn bị mang theo Lý Lệ rời đi. Tô tiên sinh khách khí rồi, tiểu Trương, người đưa Tô tiên sinh, Tô phu nhân ra ngoài. Mặc dù Ngô sinh đối với chuyện này cũng biết một chút tin tức, nhưng không biết vợ chồng Tô Văn vì sao phải cầu xin Ngô Vũ Trạch, nhất thời không dám nói lung tung, mà là cấp cho vợ chồng Tô Văn một bậc thang. Sau khi vợ chồng Tô Văn nghe được lời nói của Ngô Sinh, không có nói gì nữa, mà là đi theo tên tài xế của Ngô Sinh, vẻ mặt xám xịt rời khỏi đại sảnh biệt thự. Vợ chồng Tô Văn vừa rời đi, đám người Ngô Vạn, Trương Lệ đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Ngô Vũ Trạch. Vũ Trạch, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhìn chán, nhị thúc Ngô Vũ Trạch không nhịn được mở miệng hỏi. Bên tai vang lên câu hỏi của nhị thúc, nhìn vẻ mặt mong đợi của đám người nhị thúc. Ngô Vũ Trạch lắc đầu. Tôi không biết. Câu trả lời của Ngô Vũ Trạch khiến cho đám người Ngô Vạn, Trương Lệ thất vọng, ngoài vẻ thất vọng còn mang theo vài phần bất mãn, chẳng qua là, bọn họ mặc dù không biết Ngô Vũ Trạch dựa vào cái gì có thể khiến cho vợ chồng Tô Văn phải ăn nói khép nép, chỉ là, bọn họ cũng đều biết Ngô Vũ Trạch ngày hôm nay đã không phải là Ngô Vũ Trạch ngày trước nữa, bất mãn của bọn họ, cũng chỉ có thể chôn ở sâu trong nội tâm, không dám biểu hiện ra. Tiểu Sinh, chú nói có người muốn đem 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt tặng cho chú, hơn nữa còn muốn chú chịu trách nhiệm sự vụ của tập đoàn Vận Đạt, đúng không? Đột nhiên, đại bá của Ngô Vũ Trạch Ngô Vạn nhớ lại, mặc dù là đang hỏi lại, nhưng là bởi vì chuyện vừa mới xảy ra vừa rồi, không còn vẻ hoài nghi giống lúc trước, ngược lại, trong lòng đã tin đến 7-8 phần. Ngô Vạn vừa mở miệng, những thành viên khác của Ngô gia đều bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cùng Ngô Vạn giống nhau. Lúc trước căn bản không tin tưởng lời nói của Ngô Sinh, chỉ là, vừa mới trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đều cảm nhận được, Ngô Sinh không có lừa gạt bọn họ. Ừ, mắt thấy thái độ đám người Ngô Vạn với lúc trước xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng Ngô Sinh không có nửa điểm vui sướng cùng hưng phấn, chỉ là mơ hồ cảm thấy một chút bi ai cái gọi là thân tình ở trước mặt lợi ích giống như mớ rau cải trắng giá rẻ trên đường. Thấy Ngô Sinh gật đầu, đám người Ngô Vạn, Trương Lệ đều là kích động không thôi, bọn họ đều rất rõ ràng, 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt đổi thành tiền mặt có giá trị dọa người như thế nào, bọn họ càng rõ ràng, Ngô Sinh chịu trách nhiệm sự vụ tập đoàn Vận Đạt có ý nghĩa như thế nào. Tiểu Sinh, lúc trước là chúng ta hồ đồ, ta cảm thấy vị trí gia chủ Ngô gia thì chú làm là thích hợp nhất. Sau khi kích động, Ngô Vạn lại một lần nữa mở miệng, cố gắng đem vị trí gia chủ Ngô gia trả lại cho Ngô Sinh. Tôi đồng ý đề nghị của đại ca. Tôi cũng đồng ý. Ngô Vạn vừa thốt lên xong, hai vị thúc thúc của Ngô Vũ Trạch lập tức tỏ thái độ, chỉ có Trương Lệ cùng tiểu cô của Ngô Vũ Trạch không có mở miệng. Thật xin lỗi, tiểu Sinh, lúc trước là chị hiểu lầm chú. Mắt thấy ba người Ngô Vạn mở miệng, Trương Lệ cảm thấy trên mặt nóng dần, bất quá vừa nghĩ tới lợi nhuận của 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt không nói, còn có thể trở thành tân chủ nhân của tập đoàn Vận Đạt. Trương Lệ trực tiếp đem mặt mũi cất vào trong đũng quần, lựa chọn cúi đầu nhận sai. Bên tai vang lên lời nói của đám người Ngô Vạn, trong con người đám người Ngô Vạn toát ra vài phần hưng phấn, vẻ mặt mấy phần rối trá, tâm tình Ngô Sinh hoàn toàn lạnh xuống. Các người xác định muốn đem vị trí gia chủ trả lại cho cha tôi ư? Thấy Ngô Sinh vẻ mặt trầm mặc, Ngô Vũ Trạch sắc mặt không đổi nhìn đám người Ngô Vạn hỏi. Ừ. Đối mặt với chất vấn của Ngô Vũ Trạch, đám người Ngô Vạn gật đầu lia lịa hệt như gà con mổ thóc. May be, Ngô Vũ Trạch trầm giọng nói. Bất quá, các người không cần hy vọng sẽ được chia chác 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt kia, lại càng không nên hy vọng có thể qua cha ta đạt được cái gì. Mắt thấy Ngô Vũ Trạch trở mặt, đám người Ngô Vạn nhất thời kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Ngô Sinh cũng là không nhịn được quay đầu, đem ánh mắt nhìn Ngô Vũ Trạch. Hắn mặc dù cảm thấy những huynh đệ tỷ muội này của mình có chút quá đáng, chỉ là, hắn một khi đã nghĩ muốn cho Ngô gia quật khởi,
từ sâu trong nội tâm hắn mà nói, lại là hy vọng cả Ngô gia có thể đoàn kết nhất trí. Phú Trạch, vô luận nói như thế nào, chúng ta cũng là thành viên của Ngô gia, cháu nói như vậy, cũng không cảm thấy có chút quá đáng sao. Kinh ngạc qua đi, Trương Lệ một lần nữa nhảy ra, giọng nói mang theo vài phần bất mãn hướng Ngô Vũ Trạch hỏi. Ngô Vũ Trạch sắc mặt không đổi nhìn Trương Lệ luôn luôn xem thường mình, cười lạnh nói. Bá mẫu, nếu nói quá đáng, ai có thể so sánh được với các ngươi? Cậu! Trương Lệ giận đến run cả người, lại không biết phản bác như thế nào. Các người đã vô tình, cũng đừng trách ta cùng cha ta vô nghĩa. Ngô Vũ Trạch lạnh lùng nói. Ta cùng cha ta có chuyện quan trọng cần bàn, thứ cho không thể tiễn xa được. T. Mắt thấy Ngô Vũ Trạch trở mặt, đám người Ngô Vạn, Trương Lệ giận đến thiếu chút nữa thì ngất đi. Chẳng qua là, dù cảm thấy vô cùng căm phẫn, vô luận là Ngô Vạn thay thế Ngô Sinh trở thành gia chủ Ngô gia hay là Trương Lệ thê tử của hắn, cũng không dám lên tiếng giáo huấn Ngô Vũ Trạch. Bởi vì, một câu nói của Bùi Đông Lai, làm cho Ngô gia thiếu niên một bước xoay người, xưa đâu bằng nay. Hừ, theo ta thấy, bọn người Ngô Vũ Trạch chính là một bọn lang sói, các người không cần ảo tưởng từ trên người hắn đạt được chỗ tốt gì. Sau khi đám người Ngô Vạn, Trương Lệ vừa ra khỏi biệt thự, Trương Lệ hổn hển nói. Toàn bộ chuyện này cũng không thể trách Ngô Vũ Trạch được, dù sao lúc trước các người cũng thật quá đáng. Nghe được lời nói của Trương Lệ, tiểu cô Ngô Vũ Trạch mở miệng, lúc trước lúc Ngô Vạn buộc Ngô Sinh phải nhượng lại vị trí gia chủ, nàng đã từng mở miệng nói giúp cho Ngô Sinh, được cho là người duy nhất đứng về phía hai người Ngô Sinh, Ngô Vũ Trạch. Hừ, lúc trước cô nói giúp cho Ngô Sinh, tự nhiên không sợ hai người phụ tử bọn hắn bạc đãi ngươi, cô nói thật là có ý tứ. Trương Lệ hừ lạnh nói. Tiểu cô Ngô Vũ Trạch biết rõ Trương Lệ này là người có lòng dạ hẹp hòi, lúc này nghe được lời nói của Trương Lệ, mặc dù giận đến không nhẹ, nhưng cũng không có chấp nhặt cùng Trương Lệ, mà là một mình rời đi. Đại ca, chị dâu, theo ta thấy, tiểu sinh dễ mềm lòng, hơn nữa vẫn muốn Ngô gia có thể tái hiện huy hoàng, nếu là thật sự phát đạt, chưa chắc sẽ quên chúng ta. Đợi cho tiểu cô Ngô Vũ Trạch rời đi, nhị thúc Ngô Vũ Trạch nói. Cho nên, chuyện này, chúng ta trước tiên không nên vội, đợi cho tiểu sinh hết giận, khẳng định còn có cơ hội chuyển biến. Hắn vừa thốt lên xong, những thành viên khác của Ngô gia đều cho rằng hắn nói rất có lý, trước mắt nhất thời sáng ngời. Tựa hồ như vì nghiệm chứng lời suy đoán của nhị thúc Ngô Vũ Trạch, trong biệt thự, Ngô Sinh do dự liên tục, cuối cùng vẫn kiên trì nói với Ngô Vũ Trạch. Vũ Trạch, đại bá của con bọn họ mặc dù có chút hơi quá đáng, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cha, vừa rồi sở dĩ con nói như vậy, bọn họ có chút quá đáng chẳng qua chỉ là một cái nguyên nhân. Không đợi Ngô Sinh nói cho hết lời, Ngô Vũ Trạch thở dài, cắt đứt lời nói của Ngô Sinh. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt cũng tốt, người phụ trách tương lai tập đoàn Vận Đạt cũng được, những thứ kia là đồ của Bùi Đông Lai, chúng ta không có quyền lợi phân chia cho những người khác. Bởi vì một lòng muốn cho Ngô gia quật khởi, bởi vì Bùi Đông Lai tạo cho Ngô gia một cơ hội quá tốt, Ngô Sinh đang tiếp thụ phần đại lễ này, không có suy nghĩ phần đại lễ này Ngô gia có thể tiếp thụ nổi hay không, trong thâm tâm hắn đã coi phần đại lễ đó trở thành đồ trong túi Ngô gia rồi. Hôm nay, nghe được Ngô Vũ Trạch vừa nói như thế, Ngô Sinh đột nhiên thức tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ. Đông Lai, phần đại lễ này của chú không khỏi quá nặng đi à. Thấy vẻ mặt Ngô Sinh lúng túng, Ngô Vũ Trạch cười khổ một tiếng, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Bùi Đông Lai. Xin lỗi, thuê bao quý khách gọi tạm thời không liên lạc được. Điện thoại vừa chuyển, giọng nói của tiểu thư rơi vào trong tai của Ngô Vũ Trạch, Ngô Vũ Trạch bất đắc dĩ cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, nói. Cha, chuyện này chờ con hỏi Bùi Đông Lai, sau đó tính tiếp. Tốt. Sau khi được Ngô Vũ Trạch nhắc nhở, Ngô Sinh liền hiểu được, phần đại lễ này của Bùi Đông Lai quả thực quá nặng, nặng đến nỗi Ngô gia không thể gánh được, cho nên đồng ý đề nghị của Ngô Vũ Trạch. Nửa giờ sau, vợ chồng Tô Văn ngồi trên Audi A8 trở về Cửu Khê Mân Côi Viên. Ô tô tiến vào biệt thự, vẻ buồn bực. Ủy khuất trên mặt Lý Lệ đã hoàn toàn biến mất, khẩn cấp tiến vào biệt thự, hướng về phía trên lầu hô. Thi Vận. Trong phòng ngủ lầu 2, Tô Thi Vận chuẩn bị ngày mai trở về Yến Kinh đi học, nghe được câu gọi vội vàng của Lý Lệ, lập tức từ trong phòng ngủ đi ra, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn Lý Lệ. Mẹ,
Chuyện gì vậy? Thi Vận, con xuống đây, mẹ có lời muốn nói với con. Lý Lệ lộ ra vẻ mặt khẩn trương, nói. Bên tai vang lên lời nói của Lý Lệ, nhìn bộ dáng lửa cháy đến mông của Lý Lệ cùng vẻ mặt ngưng trọng của Tô Văn, Tô Thi Vận mặc dù hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là theo lời của Lý Lệ, mặc đồ ngủ đi xuống dưới lầu. Trong đại sảnh lầu 1, Tô Văn trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc lá, mà Lý Lệ thấy Tô Thi Vận xuống lầu, mang theo vài phần lúng túng, nói. Thi Vận, con có thể đi tìm Ngô Vũ Trạch nói chuyện. Ngô Vũ Trạch, nghe được cái tên này, trong lòng Tô Thi Vận không khỏi run lên, theo bản năng trong đầu nàng hiện lên một thân ảnh đã khắc sâu trong nội tâm nàng. Đồng thời run sợ, cảm xúc khiếp sợ kìm lòng không đậu hiện rõ trên mặt Tô Thi Vận, con ngươi nàng đột nhiên mở lớn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lý Lệ, cảm giác kia tựa như cho là chính mình nghe nhầm. Mẹ để cho con đi tìm Ngô Vũ Trạch, khiếp sợ qua đi, Tô Thi Vận thần sắc mang theo vài phần không tin hỏi Lý Lệ. Hai, nghĩ đến hai năm trước mình bức bách Ngô Vũ Trạch cùng Tô Thi Vận chia tay, nghĩ đến chính mình vừa rồi giống như một con chó Nhật đi cầu xin Ngô Vũ Trạch, trong lòng Lý Lệ có trăm vị cảm xúc, thở dài, nói. Thi Vận, con có điều không biết, hôm nay, cả vận mệnh Tô gia đều là nằm trong tay Ngô Vũ Trạch, một câu nói của hắn, có thể quyết định sinh tử của cả Tô gia. Bá, nếu như lúc trước mà nói, lời nói của Lý Lệ chẳng qua chỉ khiến cho Ngô Vũ Trạch kinh ngạc, như vậy, giờ phút này, lời nói của Lý Lệ trực tiếp dọa cho Tô Thi Vận sợ ngây người. Thân là một thành viên Tô gia, nàng rất rõ ràng, gia tộc của mình có địa vị như thế nào tại Hồ Giang này. Có thể không chút nào khoa trương, nói riêng về thực lực, 10 Ngô gia có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tô gia. Cũng chính bởi vì điểm này, 2 năm trước, đối với lời thề non hẹn biển cùng Ngô Vũ Trạch nàng lựa chọn đồng ý chia tay một mình Lý Lệ hẹn Ngô Vũ Trạch ra nói chuyện, trực tiếp nghiền nát lòng tự ái của thiếu niên Ngô gia. Sau khi cùng Ngô Vũ Trạch chia tay, trong lòng Tô Thi Vận vẫn không quên được Ngô Vũ Trạch, chỉ là, vì quan tâm mặt mũi của Ngô Vũ Trạch, vì giữ lại lòng tự ái đã vỡ tan tành kia của Ngô Vũ Trạch, nàng không có đi tìm Ngô Vũ Trạch, mà là yên lặng đợi Ngô Vũ Trạch bùng lên ý chí phấn đấu, quyết chí tự cường, để một ngày kia có thể làm cho mẫu thân của nàng, cùng các thành viên khác của Tô gia nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nàng nghĩ đến ngày đó, nàng sẽ quang minh chính đại mà ở bên cạnh hắn. Lý tưởng rất phong phú, thực tế lại rất phũ phàng. Tô Thi Vận đem Ngô Vũ Trạch lúc ấy mới 16 tuổi kỳ vọng quá lớn, nàng đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của Ngô Vũ Trạch, cũng đánh giá quá thấp cái thực tế đầy tàn khốc kia, cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Sau lần đó, Ngô Vũ Trạch chẳng những không có bởi vì chịu vũ nhục mà bừng lên ý chí phấn đấu, ngược lại bắt đầu không cầu tham tiến, đắm mình, từ từ bị coi là phế vật của Ngô gia. Đối mặt với thực tế tàn khốc, Tô Thi Vận đau lòng, đồng thời cũng cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Vì có thể làm cho nam nhân kia tỉnh giấc, nàng thậm chí không tiếc làm bộ đồng ý đám hỏi cùng Phương Thế Kiệt. Lúc này, đột nhiên nghe Lý Lệ nói vận mệnh Tô gia đang nằm trong tay Ngô Vũ Trạch, rung động trong lòng Tô Thi Vận quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, nam nhân đắm mình trong 2 năm quá khứ kia rốt cuộc dựa vào cái gì, có thể làm được điểm này. Khiếp sợ qua đi. Tô Thi Vận chẳng những không có bởi vì Tô gia lâm vào tuyệt cảnh mà cảm thấy khủng hoảng, ngược lại, trên mặt của nàng toát ra vài phần mừng rỡ, vì Ngô Vũ Trạch có thể làm được một điểm này mà mừng rỡ. Chẳng qua là, sau khi mừng rỡ, trong đầu nàng không khỏi hiện ra cảnh tượng, mấy ngày trước, nàng ở trong quán ba nhìn thấy Ngô Vũ Trạch cùng Quách Lệ Na tình trạng ý thiếp. Trong đầu hiện ra một màn kia, tâm Tô Thi Vận không khỏi đau xót, vẻ mặt mừng rỡ trên mặt tan biến không còn sót lại chút gì. Thi Vận, mẹ biết, lúc này cho con đi tìm hắn, con sẽ rất lúng túng, chỉ là, hiện giờ vận mệnh cả Tô gia đang nằm trong tay của hắn, nếu như con không đi tìm hắn, Tô gia sẽ xong đời. Thấy sắc mặt Tô Thi Vận có chút khó coi, Lý Lệ cho là Tô Thi Vận không biết làm thế nào để đối mặt với Ngô Vũ Trạch, vẻ mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ nhắc nhở. Tô Văn cũng là phun ra một ngụm khói thuốc, phụ họa nói. Thi Vận, mẹ con nói không sai, vì Tô gia. Con phải đi tìm hắn. Cha, mẹ, cho dù con đi tìm hắn cũng vô dụng. Dưới ánh đèn, Tô Thi Vận thở dài, miệng cười khổ nói. Bởi vì, con bây giờ, đối với hắn mà nói, chỉ là một người dưng. Thi Vận,
Mẹ nghe nói Ngô Vũ Trạch trong 2 năm trước vẫn không có bạn gái, thủy chung đối với con nhớ mãi không quên, con đối với hắn tại sao có thể là người dưng được? Lý Lệ vẻ mặt nghi ngờ nói. Tô Thị Vận cười khổ một tiếng. Mẹ, có thể mẹ đã nhầm, hắn đã có bạn gái mấy ngày trước, còn đụng phải hắn và bạn gái của hắn ở trong một quán bar nữa. Bởi vì cho là Ngô Vũ Trạch vẫn thích Tô Thị Vận, vợ chồng Tô Văn nhất trí cho rằng nếu như Tô Thị Vận ra mặt tìm Ngô Vũ Trạch nói chuyện, Ngô Vũ Trạch hơn phân nửa là sẽ cho Tô ra một con đường sống. Bây giờ nghe được Tô Thị Vận nói Ngô Vũ Trạch có bạn gái mới, hai người ngạc nhiên một trận, sau đó cảm xúc lo lắng một lần nữa hiện rõ trên mặt của bọn họ. Theo bọn họ xem ra, nếu như Ngô Vũ Trạch đã không còn tình cảm với Tô Thị Vận, chuyện này chỉ sợ là sẽ rất khó giải quyết. Thị Vận, tuy nói hắn đã có bạn gái, chỉ là hắn chưa chắc sẽ quên tình cũ. Tô Văn bóp tắt tàn thuốc, cắn răng nói. Tô Thị Vận sắc mặt phức tạp nói. Cha, 2 năm trước, mẹ con bởi vì Ngô gia cùng Tô gia chúng ta chênh lệch quá lớn, vũ nhục Ngô Vũ Trạch, khiến cho con chia tay với Ngô Vũ Trạch. Bây giờ, Ngô Vũ Trạch đã có bạn gái mới, đã đem con chìm vào quên lãng, cha mẹ cảm thấy, con đi tìm hắn, có tác dụng không? Vô dụng. Trong lòng hiện ra đáp án này, Tô Thị Vận chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói kịch liệt làm cho hai tay nàng lặng lẽ nắm chặt vào nhau, sắc mặt cũng là mơ hồ có chút trắng bệch. Có được hay không, thử một lần xem sao, nếu không được lại nghĩ biện pháp khác. Tô Văn trả lời dứt khoát. Tô Thị Vận cắn chặt hàm răng, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trong ánh mắt cầu xin của Tô Văn cùng Lý Lệ, gật đầu, nói. Thôi được, con hiện tại đi gọi điện thoại cho hắn. Thanh âm vừa dứt, Tô Thị Vận không đợi vợ chồng Tô Văn trả lời, liền đứng dậy trở về phòng ngủ. Dưới ánh đèn, cước bộ nàng có chút gấp, bóng lưng cô đơn. Nửa phút đồng hồ sau, Tô Thị Vận trở lại thư phòng, cầm lấy điện thoại di động iPhone 4S màu hồng, sắc mặt phức tạp bấm cái số điện thoại mà nàng từng nhiều lần nghĩ đến bấm mà không dám. Điện thoại vừa chuyển, trong lòng Tô Thị Vận từng trận rung động, tay phải nắm chặt điện thoại run lên không ngừng. Biệt thự Ngô gia, trong phòng ngủ Ngô Vũ Trạch, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tình yêu nào phải trò chơi? Dường như em đang mơ. Một giấc mơ không có anh. Dường như con tim em đang cất tiếng không cần anh. Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa. Trong nửa tiếng vừa rồi, Ngô Vũ Trạch liên tục gọi 2 cuộc điện thoại của Bùi Đông Lai đều báo bận, lúc này nghe được chuông điện thoại di động vang lên, Ngô Vũ Trạch cho là Bùi Đông Lai gọi cho mình, vội vàng cầm điện thoại di động lên. Cầm điện thoại di động trong tay, Ngô Vũ Trạch không có chuyển nút nghe ngay, mà là theo bản năng nhìn lướt qua màn hình biểu hiện số điện thoại gọi tới. Sau một khắc, thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện số điện thoại gọi tới, con người Ngô Vũ Trạch trong nháy mắt chừng lớn nhất. Ngày xưa tay trong tay, em hứa mãi không đổi thay. Giờ say mê bên ai? Em đổ lỗi anh vô tình. Thả yêu nhau trong cay đắng. Vẫn hơn một đời xa vắng. Dưới ánh đèn, tiếng chuông vang lên không ngừng, Ngô Vũ Trạch giống như là bị trúng ma pháp bất động, cả người cứng ngắc, không nhúc nhích nhìn màn hình điện thoại di động. Thật lâu không có chuyển máy để nghe. Nàng nhớ số hắn. Hắn cũng vậy. Sau khi vợ chồng Tô Văn rời đi, Ngô Vũ Trạch đã từng hỏi qua chính mình, Tô Thị Vận có gọi điện thoại cho mình không? Có. Cái này đúng là phán đoán của hắn. Mặc dù trong lòng đã đoán được Tô Thị Vận sẽ vì tương lai của Tô ra mà gọi điện thoại cho mình, chỉ là, giờ phút này, thấy Tô Thị Vận thật sự gọi điện thoại tới, trong lòng Ngô Vũ Trạch trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhất thời quên mất cả chuyện nghe điện thoại. Hô! Không biết qua bao lâu, ở đầu bên kia điện thoại Tô Thị Vận cho là Ngô Vũ Trạch sẽ không nhận điện thoại, mà cảm thấy có chút mất mát, Ngô Vũ Trạch nhẹ nhàng phun ra một ngụm khó chịu, chuyển máy nghe. Ngô Vũ Trạch, là em, Tô Thị Vận. Điện thoại vừa chuyển được, Tô Thị Vận không khỏi ngừng thở, giọng nói phức tạp mở miệng. Bên tai vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia của Tô Thị Vận. Nội tâm vừa mới bình tĩnh của Ngô Vũ Trạch một lần nữa rung động, khổ sở nói. Anh biết. Ân. Hắn biết. Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình đều là nhớ số điện thoại di động của đối phương. Câu trả lời của Ngô Vũ Trạch đầu tiên khiến Tô Thị Vận ngẩn ra, sau đó nội tâm mơ hồ có chút kích động. Em gọi điện thoại cho anh hẳn là chịu sự nhờ vả của cha mẹ em, vì sự tình Tô ra sao. Sau đó,
Không đợi Tô Thi Vận từ trong sự kích động lấy lại tinh thần, lời nói kế tiếp của Ngô Vũ Trạch như một chậu nước lạnh, dội ở trên người của nàng, đem nội tâm kích động của nàng dập tắt không nói, mà còn làm cả người nàng run lên. Em! Tô Thi Vận há mồm ra, muốn nói cái gì, chỉ là, lại cảm thấy vào giờ phút này, hết thảy lời giải thích đều không có tác dụng. Cuối cùng, nàng cắn răng, hơi có vẻ run rẩy cho ra một câu trả lời khẳng định chắc chắn. Ừ! Một tiếng ừ nhẹ nhàng giống như một quyền, hung hăng đập vào ngực Ngô Vũ Trạch, làm cho tim của hắn đau xót kịch liệt, đau đến nỗi không thở được. Xin lỗi, anh không giúp được em. Đau lòng qua đi, Ngô Vũ Trạch rất muốn đáp ứng lời thỉnh cầu của cô gái vô luận từ trước tới nay hắn đều thầm thương trộm nhớ kia, chỉ là, lý trí nói cho hắn biết, cục diện trước mắt chính là một tay Bùi Đông Lai chế tạo ra, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng Bùi Đông Lai tất cả chuyện này. Liệu giúp cho Tô gia có hay không sẽ ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai, sau đó tính tiếp. Lộc bộp, ngay cả Tô Thi Vận lúc gọi điện thoại cũng từng nghĩ có thể Ngô Vũ Trạch sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, chỉ là, nàng không nghĩ tới, Ngô Vũ Trạch lại cự tuyệt nàng dứt khoát đến như vậy, dứt khoát đến nỗi cơ hồ không có bất kỳ thời gian suy nghĩ nào. Điều này làm cho nội tâm nàng không khỏi đau xót, tay nắm chặt điện thoại cũng là khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném ra ngoài. Một loại cảm giác ủy khuất tràn ngập trong nội tâm của nàng, nàng hé miệng, rất muốn nói cho Ngô Vũ Trạch, suy nghĩ của nàng, tưởng niệm của nàng, những việc nàng làm trong 2 năm qua, chỉ là cuối cùng, nàng cũng không nói, mà là mắt đỏ hoe, nước mắt tùy ý rơi xuống, chảy xuống khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, quấy rầy anh rồi. Thanh âm vừa dứt, nàng không đợi Ngô Vũ Trạch đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô. Nghe thanh âm đô đô truyền ra từ trong máy, Ngô Vũ Trạch chỉ cảm thấy trên ngực giống như bị một ngọn núi lớn đè nén khiến cho hắn không thở nổi. Hô! Hắn hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, trực tiếp bấm số điện thoại của Bùi Đông Lai. Đông Lai, chú ở hàng hồ sao? Điện thoại vừa chuyển, Ngô Vũ Trạch không hỏi Bùi Đông Lai rốt cuộc đã làm những gì, cũng không có nói cảm ơn, mà là hỏi Bùi Đông Lai đang ở chỗ nào. Ca đang ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ. Trong phòng Tổng thống xa hoa ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ, Bùi Đông Lai nhận thấy được vẻ dị thường trong giọng nói của Ngô Vũ Trạch, trực tiếp nói cho Ngô Vũ Trạch chỗ ở của mình. Chờ ca đi qua tìm chú. Tốt, Bùi Đông Lai đáp ứng. 40 phút sau, Ngô Vũ Trạch vội vàng xuất hiện ở cửa gian phòng chỗ ở của Bùi Đông Lai, sắc mặt tiều tụy, vành mắt phiếm hồng. Ở trong phòng uống rượu hay là ra quán bar? Bùi Đông Lai trong lòng biết rõ hỏi. Ách! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch hơi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó không có suy nghĩ nhiều, mà là cười khổ một tiếng. Trong phòng của chú đi, ca sợ ra quán ba sẽ uống say rồi mất mặt. Tốt! Bùi Đông Lai gật đầu cười, xoay người đi về phía tủ rượu, cầm 2 chai La Phi. Ngô Vũ Trạch im lặng không lên tiếng đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống, lấy ra điếu thuốc. Ném cho Bùi Đông Lai một điếu, sau đó đốt, dùng sức hít sâu một hơi, tựa hồ muốn thông qua nicotine gây tê làm cho mình dễ chịu hơn một chút. Bùi Đông Lai nhận lấy điếu thuốc, không có lập tức đốt, mà là mở chai rượu ra, rót đầy 2 ly, đem 1 ly đưa tới trước người Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch bóp tắt tàn thuốc, nhận lấy ly rượu, nhưng không có trực tiếp uống, mà là nhìn Bùi Đông Lai, cười khổ nói. Đông Lai, mặc dù ca không biết cụ thể chú muốn làm cái gì. Nhưng là cảm ơn mọi việc chú làm cho ca. Cảm ơn cái mắm, còn tính toán với ca sao? Bùi Đông Lai tức giận mắng, trong đầu cũng là hiện ra cảnh ngày đó, Ngô Vũ Trạch trên du thuyền chân ni hào, ở trước mặt mọi người đều coi hắn là ôn thần, cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Ngày đó, Bùi Đông Lai cũng nói lời cảm ơn với Ngô Vũ Trạch, Ngô Vũ Trạch cũng mắng một câu như vậy cái mắm, còn muốn tính toán với ca sao? Phảng phất như một luân hồi. Giống như là Bùi Đông Lai đã thực hiện được lời hứa chú dùng hành động chứng minh tâm ý của mình, ca cũng vậy giống nhau. Ngô Vũ Trạch trong lòng ấm áp, vành mắt đỏ lên, cũng không có nói cái gì nữa, mà là ngửa cổ lên, một hơi uống cạn sạch ly rượu. Đông Lai, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Một ly rượu xuống bụng, Ngô Vũ Trạch nói ra nghi ngờ trong lòng, nếu như không phải có một loại tín nhiệm đối với Bùi Đông Lai. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bùi Đông Lai có thể ở trong nháy mắt xóa sổ thế lực của Phương gia, hơn nữa làm cho người Tô gia ở trước mặt hắn mà khom lưng. Ca xóa sổ Phương gia, vặn ngã Tào Nghiễm Giang, tiếp nhận tất cả gia sản của Phương gia.
Bùi Đông Lai hời hợt nói. Mà Tô Gia bởi vì cuốn vào vụ án của Tào Nghiễm Giang, cho nên đến van xin ca, chính xác ra là đến van xin Quý Hồng nàng là người phát ngôn của ca. Mà ca để cho Quý Hồng nói cho vợ chồng Tô Văn, đi cầu chú, chỉ cần chú mở miệng, Tô Gia sẽ tránh khỏi tai nạn lần này. Bùi Đông Lai nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng của Ngô Vũ Trạch sớm nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc dù trong lòng đối với hết thảy chuyện Bùi Đông Lai đã làm, cả kinh tột đỉnh, chỉ là Ngô Vũ Trạch cũng không có hỏi chi tiết, mà là trầm mặc ngồi hút thuốc. Trong khoảng thời gian ngắn, ca không muốn bại lộ hết thảy, cho nên, chớ có nói ra ngoài. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút, nói. Đối với Văn Cảnh, Trang Bích Phàm cùng Hạ Y Na cũng không được nói. Ừ. Ngô Vũ Trạch không hỏi Bùi Đông Lai vì sao phải giữ bí mật, mà lẽ khẽ gật đầu một cái. Tô Thị Vận tìm chú sao? Bùi Đông Lai trầm ngâm một chút, hỏi. Ừ. Ngô Vũ Trạch cười khổ. Nàng cùng cha mẹ nàng cầu ca giúp cho Tô ra, ca không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nên không có đáp ứng. Có phải hay không cảm thấy Tô Thị Vận vì chuyện này mà tìm chú, nên chú cảm thấy thất vọng cùng thương cảm? Bùi Đông Lai cười hỏi. Ngô Vũ Trạch không có lên tiếng, mà là cười khổ gật đầu, một lần nữa ngửa cổ lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Còn nhớ rõ những gì lúc đầu ca nói chú không? Nếu như Tô Thị Vận đúng là một người con gái tốt, chẳng qua là bị áp lực từ gia đình, như vậy, ca hy vọng chú có thể đem nàng theo đuổi vào trong tay, nếu như nàng là tự mình điệu bộ, như vậy, nàng cũng không đáng để chú theo đuổi, ca hy vọng chú có thể giống như một người đàn ông, không được để cho nàng xem thường chú. Bùi Đông Lai nói ra lời ngày đó nói ở trên du thuyền Jenny Hào với Ngô Vũ Trạch, sau đó lại nói. Ngày đó, trên du thuyền Jenny Hào, chú nói cho ca biết, nàng là một cô gái tốt. Ngô Vũ Trạch trầm mặc không nói, tay phải đang kẹp điếu thuốc mơ hồ có chút run run. 11 ngày trước đó, ở trong quầy rượu BBS thì ca nhìn thấy nàng, bởi vì nàng thấy chú cùng Quách Lệ Na ở chung một chỗ cho nên vẻ mặt biến hóa rất lớn ánh mắt nàng nói cho ca biết, nàng thật ra vẫn rất quan tâm đến chú. Bùi Đông Lai bổ sung. Mà nàng lúc đối diện với Phương Thế Kiệt, vẻ mặt lại rất lãnh đạm. Trong lòng Ngô Vũ Trạch có chút đau đớn, hơn nữa là cảm động. Bất quá cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là khàn giọng hỏi. Cho nên, chú làm hết thảy chuyện này vì ca. Đúng là thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm sương khói, nói. Ca giúp chú cũng bởi vì ca nhìn ra được, chú cũng rất quan tâm đến nàng. Quan tâm có ích lợi gì, nếu như không phải là chú làm Phương gia suy sụp, nàng sẽ trở thành vị hôn thê của Phương Thế Kiệt, sau này còn có thể trở thành vợ của Phương Thế Kiệt. Mà ca cùng lắm chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời nàng mà thôi. Ngô Vũ Trạch cười khổ nói. Chú không phải là khách qua đường. Bùi Đông Lai cười nói. Cho dù ca không có làm cho Phương gia suy bại, chú cũng sẽ không trở thành người khách qua đường trong cuộc đời nàng. Tại sao? Ngô Vũ Trạch ngẩn ra. Bùi Đông Lai ngữ xuất kinh nhân. Bởi vì nàng căn bản không có nghĩ tới gả cho Phương Thế Kiệt. Làm sao chú biết? Ngô Vũ Trạch mở to hai mắt nhìn. Lần này, Bùi Đông Lai cũng không có trả lời ngay, mà là cầm lấy ly rượu, không chút vội vàng uống một hớp, rồi mới nói. Ca không chỉ biết chuyện đó, ca còn biết, nàng bởi vì mẫu thân nàng can dự vào khiến hai người chia tay, nàng một mực chờ đợi chú tỉnh lại, quyết chí tự cường. Nàng muốn đợi đến một ngày chú có thể làm cho mẫu thân của nàng cùng người Tô ra nhìn với cặp mắt khác, lúc đó có thể quang minh chính đại mà yêu chú. Chỉ là, chú lựa chọn đắm mình, nàng làm bộ đáp ứng cùng Phương Thế Kiệt đính hôn, coi như là phá phủ trầm chu, muốn kích thích ý chí của chú một lần cuối nàng thật sự không hy vọng nhìn thấy bộ dạng vò đã mẻ lại còn sức của chú. Đông, Đông Lai, làm sao chú biết được hết thảy chuyện này? Ngô Vũ Trạch cả kinh từ chỗ ngồi nhảy lên. Chẳng lẽ nàng nói cho chú biết? Không phải. Bùi Đông Lai cười thần bí. Bạn gái ca nói cho ca biết. Bạn gái của chú. Sắc mặt Ngô Vũ Trạch tràn ngập vẻ nghi ngờ. Nàng cùng bạn gái của ca giống nhau, đều học tại Thanh Hoa, hơn nữa lại là bạn cùng phòng, là bạn tốt. Bùi Đông Lai vừa nói, cũng khó tránh khỏi cảm thấy hết thảy chuyện này thật sự quá xảo hợp. Sau buổi tụ hội trên du thuyền Chân Ni Hào, có một lần bạn gái của ca gọi điện thoại cho ca, thuận miệng hỏi một câu có biết một cô gái tên Tô Thi Vận không? Ngô Vũ Trạch hoàn toàn há hốc mồm. Tựa hồ, theo hắn xem ra,
hết thảy chuyện này đây so sánh với việc Bùi Đông Lai xóa sổ Phương ra còn làm hắn khiếp sợ hơn. Bạn gái của ca đầu tiên nói cho ca biết, sau đó hỏi ca làm sao biết Tô Thi Vận. Ca liền đơn giản đem chuyện tình của chú cùng Tô Thi Vận nói cho nàng, sau đó, nàng cũng là đem chuyện của Tô Thi Vận lặng lẽ nói cho ca biết. Bùi Đông Lai vừa nói, không nhịn được mặt vui vẻ. Này! Ngô Vũ Trạch không thể nói nổi rồi, mặt máy hắn trong lúc này lại toát ra một chút hưng phấn không cách nào che giấu. Con mẹ nó, ca giúp chú nhiều như vậy, chú còn không lĩnh tình sao? Thấy Ngô Vũ Trạch đứng nguyên tại chỗ cười ngây ngô, Bùi Đông Lai cười mắng. Đông Lai, giúp Tô gia đối với chú không có ảnh hưởng gì chứ? Ngô Vũ Trạch mang theo vài phần lúng túng hỏi. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Tô gia ở Hồ Giang cũng coi như là gia tộc số 1 số 2, muốn động đến cũng không dễ dàng, ca mất sức chín châu hai hổ đem Tô gia bước đến tuyệt cảnh, không phải là muốn giúp chú sao? Ách! Ngô Vũ Trạch muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết dùng lời gì để diễn tả cảm kích của mình đối với Bùi Đông Lai. Chớ có tính toán với ca, cút. Bùi Đông Lai làm bộ tức giận nói. Ngô Vũ Trạch lên tiếng, lộ ra bộ dáng rất giống với qua tử chính là cười khúc khích, sau đó rất không khách khí bỏ lại ly rượu, trực tiếp lăn. Ban đêm lúc này, Ngô Vũ Trạch lần đầu tiên đứng thẳng lưng bước vào Tô gia. Bùi Đông Lai lại ở trên đường. Tự cổ chí kim chân tướng sự thật luôn luôn chỉ có một số ít người biết được. Vụ án Tào Nghiễm Giang là một trường hợp như thế. Khi dân chúng còn đang thảo luận xem vụ án Tào Nghiễm Giang cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào thì một số người có thân phận đặc thù trong cái vòng luẩn quẩn ấy đã biết rõ Tào Nghiễm Giang trở thành vật hy sinh khi Bạch Gia trả thù Diệp Gia, mẹ con Phương Hiểu Hồng, Phương Thế Kiệt trở thành vật bồi táng Tào Nghiễm Giang, mà tài sản Phương Gia để lại lần lượt bị các thế lực lớn chia chác. Mà cái gọi là đặc thù trong vòng luẩn quẩn ấy kỳ thật cùng hai chữ hồng sắc trong hồng sắc gia tộc tuy khác nhau nhưng bản chất giống nhau tới kỳ diệu, hai chữ đó quyết định quyền lực của bọn hắn, thân phận, địa vị, cũng quyết định độ hiểu biết của hắn với một sự tình nhất định. Đối với đại bộ phận người thuộc cái vòng luẩn quẩn ấy mà nói thì bọn họ cho rằng việc này dính dáng tới sự tranh đấu của rất nhiều thế lực, cuối cùng để cho vị xà nữ mà quá nửa nam nhân của cả nước phải kiêng kỵ kia hóa thành mãnh long quá giang, nuốt lấy con rắn độc Phương ra. Trở thành người chiến thắng. Còn các thành viên trung tâm các gia tộc Diệp, Tần, Bạch, Tiêu đều hiểu được, Quý Hồng kia cũng chỉ là một con cờ bên ngoài. Người nắm quyền chính thức phải là Bùi Đông Lai. Sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng cấp tổng thống của khách sạn Sophie Tây Hồ, Quý Hồng như mọi ngày ở biệt thự của mình, cởi giày cao gót cuộn tròn trên ghế salon, để lộ ra đôi chân ngọc trắng tinh, đối với các nam nhân mà nói thì thực là một đại sát khí. Giờ phút này nàng giống như một pho tượng mỹ nhân đang ngủ, hoặc như một xà nữ lười nhác, toàn thân tản mát ra sự dễ thương đặc thù của nữ nhân, sự dễ thương, quyến rũ ấy quả thực vô cùng mãnh liệt, có lực hấp dẫn không thể kháng cự với mọi nam nhân. Lão bản, buông bỏ trách nhiệm không phải là cách của ngài a. Hơi nhúc nhích thân mình, Quý Hồng chớp mắt dùng một loại ngữ khí nũng nịu bực tức nói với Bùi Đông Lai đang ngồi trước mặt, âm điệu nghe như làm nũng. Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt quyến rũ của nàng, thêm nữa lúc trưa nàng cùng Bùi Đông Lai bồi tiếp Bạch Quốc Du ăn một bữa trưa, uống nhiều rượu nên khuôn mặt đỏ ửng trông thấy, giờ phối hợp cùng thái độ nũng nịu kia quả thực mê người, dù là Bùi Đông Lai định lực kinh người nhưng cũng xuất hiện phản ứng nam nhân, cây thương giữa hai đùi nhẹ nhàng ngóc lên. Để che giấu sự xấu hổ, Bùi Đông Lai không lập tức trả lời câu hỏi của Quý Hồng mà bưng một ly trà lên uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Trưa nay lúc ăn cơm thì cô đã thấy Bạch Quốc Du nói rất rõ ràng, trước mắt mặc dù thế cục đã định nhưng sau này còn không ít chuyện cần phải xử lý. Vậy cậu bắt tôi ở đây làm công cho cậu, còn cậu thì quay về Đông Hải ăn chơi phóng khoáng hả? Quý Hồng không biết vô tình hay cố ý liếc qua cái lều nhỏ dương lên giữa hai đùi Bùi Đông Lai, khóe miệng hơi mỉm cười. Từ sau khi Quý Hồng từ địch nhân trở thành bằng hữu hợp tác đến giờ, Bùi Đông Lai đối với việc Quý Hồng trắng trợn câu dẫn mình cơ hồ không có giải pháp. Lúc này Quý Hồng vô tình hay hữu ý nhìn lướt qua hai chân của hắn khiến hắn vô cùng vất vả mới có thể áp chế dục vọng trong lòng. Có người từng nói, người thành công khác với người bình thường ở chỗ có khống chế được dục vọng của mình hay không. Từ trước tới giờ Bùi Đông Lai không phải người dễ xúc động, hiện tại đối mặt với Quý Hồng cũng như thế, hắn áp chế sự kích động dưới hạ thể xuống. Lý trí cho hắn biết lúc này không thể làm như vậy. Trên ghế salon,
hắn nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương rồi đưa ra cho Quý Hồng một lý do khiến nàng suýt nữa nhảy dựng lên mắng hắn. Hôm nay đã mùng 6 rồi, ngày mai tôi muốn đi học lại. Đến trường, lão bản thân ái của ta, cậu vẫn còn đùa được sao, không biết giữ liêm sỉ sao. Trên ghế đối diện, Quý Hồng ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai hệt như một oán phụ bình thường. Nàng tức giận nói, lấy thân phận cậu ngươi bây giờ, địa vị cùng quyền thế như vậy thì dù muốn văn bằng tốt nhất thế giới cũng không phải là việc khó chứ. Còn cần phải đi học sao? Cổ hiệu trưởng có ân với ta, hơn nữa còn hy vọng rất lớn vào ta không muốn làm ông ấy thất vọng. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói, huống chi ta còn trẻ, có rất nhiều thứ cần học tập, ít nhất ở chỗ của cổ hiệu trưởng. Ta có thể học được một số điều quý giá mà có thể trong tương lai không xa sẽ trở thành lá bài tẩy và lợi thế của ta. Giờ thì Quý Hồng không còn sốt ruột phản bác mà lại làm bộ dáng như suy nghĩ điều gì đó, như muốn hiểu ngụ ý của Bùi Đông Lai. Theo một khía cạnh mà nói thì nàng nguyện ý làm công cho Bùi Đông Lai cũng vì nguyên nhân nàng đã nhìn năng lực của Bùi Đông Lai bằng một con mắt khác xưa. Reng, reng. Sau đó, không đợi Quý Hồng lấy lại tinh thần thì túi áo Bùi Đông Lai đã rung lên. Bùi Đông Lai không để ý tới Quý Hồng nữa mà lấy điện thoại di động ra, có cuộc gọi của Ngô Vũ Trạch. Vũ Trạch, làm sao thế? Điện thoại được kết nối, Bùi Đông Lai mang theo vào phần nghi hoặc hỏi han, theo ước định của hắn và Ngô Vũ Trạch thì sau khi Vũ Trạch đưa Tô Thi Vận đến sân bay rồi trở về Đông Hải thì mới gặp mặt, giờ còn kém 2 tiếng. Đông Lai. Đầu kia điện thoại, Ngô Vũ Trạch xấu hổ nói. Thi Vận hỏi ca rốt cuộc là ai dồn Tô ra tới tuyệt cảnh. Ca nói là chú, hơn nữa còn nói về chuyện bạn của chú nữa. Anh Kháo, Vũ Trạch, chú không còn chút liêm sỉ sao? Bùi Đông Lai dở khóc dở cười mắng nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý trách cứ, dù sao hắn cũng biết Ngô Vũ Trạch muốn giải tỏa hiềm khích với Tô Thi Vận thì khẳng định phải thành thật với nàng, huống chi sau này Tô Thi Vận còn ở chung phòng với Đông Tuyết, kiểu gì cũng biết chuyện. Lần này ca vô sỉ, chú muốn chém giết gì kiểu gì thì ca nhận hết. Ngô Vũ Trạch dùng một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng nói tiếp. Bất quá, Thi Vận nói trước khi về Yên Kinh muốn gặp mặt chú để nói một tiếng cảm ơn. Đừng, không cần đâu. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Bùi Đông Lai, tớ và Tần Đông Tuyết là bạn cùng phòng, cậu muốn ta khen cậu trước mặt nàng hay tố cáo tội trạng của ngươi đây? Không đợi Ngô Vũ Trạch mở miệng, Tô Thi Vận ở một bên đã đoạt lời, uy hiếp trắng trợn. Tớ lại nghe nói. Cậu với Đông Hải Liễu Nguyệt vô cùng thân thiết, hơn nữa hoa hậu giảng đường của Đại học Đông Hải không phải đang theo đuổi cậu sao? Đầu Bùi Đông Lai bốc lên một làn khói đen. 10 phút sau, được Bùi Đông Lai cho phép, Ngô Vũ Trạch mang theo Tô Thi Vận đến căn phòng xa hoa của Bùi Đông Lai ở khách sạn Shopee Tây Hồ. Sau khi vào phòng, vì chót trọng sắc khinh bạn nên Vũ Trạch hổ thẹn ngoan ngoãn đứng cạnh Tô Thi Vận, không dám chủ động chào hỏi Bùi Đông Lai. Nhưng ngược lại Tô Thi Vận lại ra dáng thục nữ, cúi người nói. Bùi Đông Lai, cảm ơn cậu. Tô Thi Vận sở dĩ long trọng cảm ơn Bùi Đông Lai như vậy là vì nàng hiểu rõ nếu không có lời nói của Bùi Đông Lai thì dù nàng và Ngô Vũ Trạch đều yêu thương đối phương nhưng xác suất đến với nhau có lẽ không vượt quá 0,1%, hai người có thể sẽ luôn luôn như lúc trước, mãi mãi hiểu lầm cả đời. Không có Bùi Đông Lai thì không có Ngô Vũ Trạch ngày hôm nay. Tự nhiên không thể khiến người Tô gia chấp nhận, ngược lại chỉ là sự xem thường và sỉ nhục. Mặc dù hiểu tại sao Tô Thi Vận phải cảm ơn mình nhưng chính mắt nhìn thấy bộ dáng này của nàng thì Bùi Đông Lai nhiều ít cũng phải xấu hổ, cười trừ nói. Không cần tạ ơn, sau này nhớ nói tốt cho tớ vài câu trước mặt Đông Tuyết là được. Điều đó là chắc chắn. Thân là bạn cùng phòng với Tần Đông Tuyết. Tô Thi Vận chẳng những biết thân phận chân chính của Tần Đông Tuyết mà theo thời gian nàng còn biết được Bùi Đông Lai cùng chuyện tình giữa hai người. Trong tình hình ấy, nàng hiểu rõ nếu Bùi Đông Lai thực sự muốn ở cùng Tần Đông Tuyết thì khó khăn cần vượt qua còn phải nhiều hơn nàng cùng Ngô Vũ Trạch rất nhiều. Những thứ khác không nói, nàng mơ hồ nghe nói người được xưng là Thái tử Diệp gia đã đem Tần Đông Tuyết đánh đồng thành Thái tử Phi của mình. Trong suy nghĩ của nàng, trong vòng 4 năm, hy vọng Bùi Đông Lai có thể chiến thắng được Thái tử Diệp tranh vanh kia thực sự quá nhỏ, quá nhỏ. Nếu không phải Bùi Đông Lai lầm chuyện kinh thiên động địa ở hàng hồ kia, nàng cho rằng việc này từ đầu đã không có khả năng. Bởi vì lý do kịp giờ máy bay, Tô Thi Vận cũng không ở lâu, ngược lại nàng chỉ ở trong phòng Bùi Đông Lai 10 phút liền cùng Ngô Vũ Trạch rời đi. Chỉ là, trước khi đi,
Tô Thi Vận nói với Bùi Đông Lai một điều, thực ra Tần Đông Tuyết ra mặt mỏng không có chủ động chụp ảnh cùng Bùi Đông Lai, nhưng trong lòng nàng lại rất muốn biết Bùi Đông Lai bây giờ biến thành bộ dáng gì. Tô Thi Vận sử dụng đại sát khí Tần Đông Tuyết này khiến Bùi Đông Lai dở khóc dở cười nhận lời, hơn nữa còn phải mặc một bộ quần áo thật manly, kết quả khiến Ngô Vũ Trạch suýt chút nữa cười ra nước mắt. Nửa giờ sau, Tô Thi Vận lên máy bay, Ngô Vũ Trạch quay lại khách sạn Shopee Tây Hồ. Đông Lai, cha của ca muốn mời chú ăn bữa trưa, chi bằng chú theo ca về nhà ca trước, sau đó mới trở về Đông Hải. Sau khi trở về khách sạn, Ngô Vũ Trạch nhớ lời cha dặn mà hỏi Bùi Đông Lai. Mấy người Hạ Y Na đã nhiều lần gọi điện thúc giục, nếu trước khi trời tối chúng ta không quay về thì rất có thể nàng sẽ đến hàng hồ làm thịt chúng ta mất. Bùi Đông Lai cười mắng một câu, sau đó lại nói. Chờ lúc thích hợp ca nhất định sẽ đích thân bái phỏng bác Ngô. Ngạc nhiên nghe được nửa câu sau của Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch tỉnh ngộ, thầm mắng mình hồ đồ. Bùi Đông Lai dùng Hạ Y Na làm lá chắn là giả, chẳng qua chưa muốn bại lộ nên không muốn gặp cha mình. Sau đó, khi Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch đang trên đường về thì ở Đại học Đông Hải, trong phòng ngủ của nữ sinh, Hạ Y Na đang đắp màng làm đẹp mặt thì nghe thấy điện thoại kêu, nàng cầm lấy di động ra ban công nghe điện. Hạ Y Na, con rốt cuộc có lương tâm hay không vậy? Điện thoại vừa thông thì trong tai đã vang lên âm thanh hai disciple tức giận của mẫu thân Hạ Y Na. Dường như đã đoán được Tống Hân sẽ giống lên như thế, Hạ Y Na để điện thoại sang một bên chờ cho Tống Hân gào xong mới đưa đến cạnh tai. Tống Hân, chả lẽ mẹ không nói chuyện ôn nhu một chút được sao? Thật không hiểu nổi tại sao lúc trước Hạ Bàn Tử lại nhìn chúng mẹ. Nhà đầu chết tiệt kia, lão nương có điểm gì không ôn nhu sao? Mẹ thấy có nữ nhân ôn nhu nào há miệng là xưng lão nương không? Tống Hân không nói gì, lúc sau thái độ quay ngoắt 180 độ. Nữ nhi bảo bối, con đang làm gì đó? Con đang đắp mặt nạ, mẹ cũng biết khi đắp mặt nạ không thể nói nhiều, nếu không sẽ hiện nếp nhăn, thế nên có gì mẹ nói nhanh đi. Hạ Y Na vừa nói vừa gẩy một lớp màng ra. T. Đầu bên kia truyền tới tiếng tức giận của Tống Hân. Bất quá nghĩ tới lời dặn dò của Hà Hạ, nàng đành cười hỏi. Nữ nhi bảo bối, đã thu phục được tiểu nam nhân kia chưa? Đang trong quá trình tiến hành. Hạ Y Na dường như không biết hai từ thẹn thùng viết như thế nào. Nữ nhi bảo bối, nếu không được thì đổi mục tiêu đi. Tống Hân dụ dỗ nói. Mẹ cảm thấy con có phải loại người dễ lùi bước không? Hạ Y Na nói xong lại cảm thấy không bình thường. Không đúng, Tống Hân. Mẹ luôn luôn bày mưu tính kế cho con, sao hôm nay lại đổi tính muốn con từ bỏ thế? Nữ nhi bảo bối, Hạ Bàn Tử nói với ta, Đông Hải Quý Hồng liên hợp với Bạch Gia làm gỏi Phương Gia, thế lực đang mở rộng. Ngữ khí Tống Hân nghiêm túc vài phần, mấy năm nay Liễu Nguyệt luôn bị Quý Hồng ép tới không thở nổi, hiện tại thế lực của Quý Hồng đã mạnh, lại có Bạch Gia hậu thuẫn, khẳng định Liễu Nguyệt không phải đối thủ. Mà nghe nói tên nam nhân kia có quan hệ gần gũi với Liễu Nguyệt. Sau này khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Nếu hắn có chuyện gì không may xảy ra mẹ sợ con thương tâm. Chỉ sợ không phải, Hạ Bàn Tử chẳng qua sợ chuốc lấy tai họa liên lụy nên mới bảo mẹ nói thế với con a. Hạ Y Na tức giận nói, hừ, Tống Hân, mẹ nói cho Hạ Bàn Tử biết, chuyện ở Hồ Giang ông ấy làm rùa đen rút đầu con cho qua, lần sau nếu con tìm ông ấy hỗ trợ mà ông ấy khước từ thì cong với ông ấy sẽ tuyệt giao. Còn có, mẹ mà còn quan hệ mật thiết với ông ấy con cũng tuyệt giao với mẹ. 3. Vừa dứt lời, Hạ Y Na lập tức cúp điện thoại. Hạ Bàn Tử, đều tại ông, chút nữa thì Y Na đã tuyệt giao với ta. Thấy Hạ Y Na cúp điện thoại, bên kia Tống Hân không khách khí thẳng tay ném chiếc điện thoại đi, níu lấy lỗ tay Hạ Hà vận dụng công phu sư tử hống. Lão bà đại nhân, ta cam đoan sẽ không có lần thứ hai. Mắt thấy Tống Hân nổi bão. Hạ Hà ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, trong mắt lóe lên sự khôn ngoan. Đằng sau bộ mặt giả tạo kia là một vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ dù không có Bạch Gia hậu thuẫn thì hắn cũng chưa chắc có thể đấu lại được vị xà nữ mà quá nửa nam nhân kiêng kỵ kia, huống chi còn có Bạch Gia đứng phía sau. Hạ Y Na lại không hề lo lắng. Chỉ có quật cường. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ phòng ngủ chiếu rọi lên mặt nàng. Nàng đang mang màng mặt nên không ai thấy rõ được sự quật cường trên khuôn mặt ấy, bất quá, trong con ngươi toát ra đầy sự kiên định. Sự kiên định đó như nói cho thế nhân,
ai dám động đến nam nhân mà Hạ Y Na ta chấm, ta sẽ. Sự kiên định đó cũng giống như quyết tâm theo đuổi Bùi Đông Lai, dù trời sập cũng không thay đổi. Mùa thu tới, trời không chỉ lạnh hơn mà còn nhanh tối hơn trước, chỉ mới hơn 8 giờ mà trời đã hoàn toàn tối đen, hai bên ngã tư đèn đường phát ra từng luồng sáng mông lung, cả màn đêm Đông Hải bị ánh đèn bao phủ, nhiều màu hỗn loạn tựa như một tòa mộng huyễn chi thành. Ban đêm là lúc những con người thích sống về đêm bận bịu thay đổi trang phục sao cho phù hợp nhất với một buổi chiếu phim rồi rời nhà, tới rạp chiếu phim tối. Có Đông Phương Minh Châu, mỹ nữ của Đông Hải, buổi tối xem phim cũng không giống người thường, luôn xem phim ở nơi xa hoa như thiên thượng nhân gian, nơi mà đẳng cấp không đồng nhất. Dù sao với người thường mà nói thì vé xem phim đêm ở thiên thượng nhân gian thực sự khiến bọn họ chịu không nổi. Quán Ba Hoàng Hậu nằm cách bờ sông Hoàng Phố không xa. Vị trí ưu việt, mặt tiền xa hoa, người phục vụ tất cả đều là các thiếu nữ xinh đẹp, MC và DJ đều là người nước ngoài, hơn nữa mỗi cuối tuần đều có những minh tinh hạng hai tới diễn nghệ, nếu vào ngày hội còn có thể gặp được những minh tinh hạng nhất tới biểu diễn, không khí cực kỳ sôi động, đó là một trong những hội sở đẳng cấp nhất Đông Hải. Cuối tuần sinh ý của quán Ba Hoàng Hậu so với ngày thường càng tốt hơn nhiều, bãi đỗ xe không còn chỗ trống, phần lớn đều là loại xe trên trăm vạn. Không thiếu gì những chiếc xe thể thao hoa mỹ. Ở những nơi như vậy chỉ cần nhìn số lượng xe trong bãi đỗ xe cũng có thể đoán được số khách đang ngồi trong kia. Mặc dù mới 8 giờ nhưng trong quán bar đã rất nhiều người, trừ bỏ những người đến sớm có chỗ ngồi còn đâu gần như hết chỗ. Vì thời gian còn sớm nên MC người da đen còn chưa cầm micro kêu gọi mà vẫn hút xì gà ở phòng nghỉ, DJ quần áo màu trắng hở eo chơi bản nhạc nhẹ, các phục vụ váy ngắn đi qua đi lại trong quán rượu. Đối với người thường mà nói thì phục vụ của quán Ba Hoàng Hậu có thể coi là mỹ nữ, chỉ là người có thể tới quán ba này chắc chắn là người có tiền và quyền, đừng nói mấy ngàn, cho dù mấy vạn nữ nhân như thế cũng không cần nói tới. Ở đây khách nhân rất ít chú ý tới những người phục vụ mà chỉ chú ý tới mấy nữ khách ngồi ở những chiếc bàn góc đông bắc quán ba. Những người đó mặt ngoài là khách nhân nhưng thực tế là tử thác giới thiệu rượu thường gọi là tiểu mật phong các nàng đến quán bar này ăn chơi không những không cần trả tiền mà hơn nữa quán bar còn có thể cho các nàng thù lao nhất định, nếu may được vị khách nhân nào lựa chọn thì có thể trích phần trăm cho riêng mình. Trừ đó ra các nàng tiếp khách uống rượu cũng là cách kiếm tiền, ngẫu nhiên gặp người giàu có phóng tay bâu ơ cho số tiền lớn, hoặc may mắn được vị nào nhìn chúng thì các nàng cũng không để ý mà đến khách sạn mây mưa vui vầy một phen. Nếu nói các nàng là gái, các nàng so với gái thì cao cấp hơn, cũng có sự tự tôn, nói các nàng không phải gái, các nàng cùng gái giống nhau, đều dùng thân thể. Phương thức kiếm tiền bất đồng, có thể nói là cao minh hơn một ít. Để bán được tốt thì nhất định phải có vốn, vô luận dáng người hay diện mạo các nàng đều không thể chê được. Vì là món hàng cao cấp nên thu nhập của các nàng vượt qua thu nhập bình thường của các nữ nhân bán thân kiếm tiền khác, càng khiến mọi người ở đây nhìn tới. Nhưng không giống những hôm khác, đêm nay lực hấp dẫn của đám tử thác mà quán ba chuẩn bị tỉ mỉ này lại không được như trước. Tất cả vì một lý do đơn giản, góc Tây Nam có một cô gái đã hấp dẫn 90% số nam nhân ở đây. Cô gái có một mái tóc dài phiêu giật, đeo mấy đồ trang sức thanh nhã, da thịt trắng nõn cùng diện mạo nghiêng nước nghiêng thành đều hơn xa những tử thác kia. Nàng mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt, cổ áo mở rộng khoe chiếc cổ trắng nõn. Xương quai xanh cùng một mảng da thịt lộ thiên dưới vai khiến cho bao nam nhân mơ màng tới vùng núi non bên dưới. So với nửa trên mà nói thì nửa dưới của cô gái càng mê người hơn. Thân dưới nàng mặc mỗi một cái quần đùi, nhưng bởi vì chiếc áo khá dài che luôn chiếc quần đi khiến người ta có cảm giác như không mặc gì hết, dưới nữa là cặp đùi thẳng tắp trắng nõn mê người. Tục ngữ nói trắng che trăm xấu. Cô gái chẳng những trắng nõn khiến toàn bộ nữ nhân trong quán rượu phải ghen ghét mà còn có dáng người và diện mạo vô cùng mê hoặc. Tất cả đủ để đám tử thác đứng trước mặt nàng phải ảm đạm thất sắc. Thậm chí trong mắt những người đàn ông có mặt ở đây thì ngay cả cô gái mặc chiếc áo rộng màu đen phối hợp với quần tất và giày cao gót cũng màu đen nốt đang ngồi bên cạnh cô gái trắng nõn kia cũng mê người hơn nhiều so với đám tử thác trong quán. Dưới tình hình như thế, bọn họ nào còn tâm tư đi chinh phục những ong bướm kia. Có lẽ vì trên chiếc bàn đó có 4 bình La Phi mà giá cả phải khiến người khác líu lưỡi nên dù nam nhân trong quán rượu có xúc động nhưng cũng không ai dám tiến lên bắt chuyện. Dù sao bọn họ cũng biết rằng người có thể tùy tiện dùng La Phi tuyệt đối không phải người có thể chinh phục bằng một ít tiền. Quán Ba Hoàng Hậu dù sao cũng được coi như một quán ba đẳng cấp ở Đông Hải,
không ít công tử có quyền có thế lui tới, tuy rằng biết hai cô gái không tầm thường nhưng vẫn có người không chịu đựng được dục vọng dày vò, đứng ra làm quen. Người đầu tiên bước ra là một thanh niên ăn mặc không tính là quá đẹp nhưng cũng khá bắt mắt, trên tay đeo đồng hồ Patek Philippines trị giá hơn 100 vạn đủ để thể hiện thân phận của hắn. Xin chào người đẹp, chúng ta có thể làm quen được không? Rất nhanh, trong ánh mắt của đại đa số nam nhân trong quán, thanh niên lập tức đi đến trước mặt Hạ Y Na áo hồng kia, nở một nụ cười mê người, giọng điệu cực kỳ tự tin. Nhìn khí độ bất phàm của thanh niên kia và càng hiểu rõ tính cách của Hạ Y Na, đám người Cổ Văn Cảnh thầm cảm thán cho bi kịch của hắn. Như để xác minh ý nghĩ của đám người Cổ Văn Cảnh, Hạ Y Na cười cười nhìn thanh niên kia, ngoe nguẩy chén rượu. Thật muốn làm bạn, hay muốn lên giường? Có lẽ do không thể ngờ được cô gái mang vài phần cao quý, vài phần ngạo khí như Hạ Y Na lại trần trụi bóp mẽ nội tâm của mình như thế, thanh niên ca kia thoáng ngẩn ngơ. Người đẹp. Thời gian đờ đẫn ngắn ngủi trôi qua, thanh niên kia suy nghĩ lấy một lý do biện minh, định mở miệng lần nữa. Nói đến tiền, anh về hỏi cha anh xem tài sản có nằm trong nhóm 10 người giàu nhất hay không, nói về thân phận, không tính cha anh, ít nhất trong 3 đời phải có một người làm quan cấp tỉnh mới được. Hạ Y Na trực tiếp nói thay thanh niên kia. Nếu không có đủ thì cút đi cho chị, bởi vì, em không hầu hạ nổi chị. Nghe thấy nhưng lời nói cuồng ngạo mà vô tình của Hạ Y Na, sắc mặt thanh niên kia xanh lại, y không mở miệng, cũng không rời đi. Có phải đang nghĩ rằng chị hù dọa chú em đúng không? Hạ Y Na thấy thanh niên kia nhìn mình với con mắt nghi ngờ và phẫn nộ thì cười cười giơ ra vòng tay trên cổ tay mình, nói. Đồng hồ Philippines 5971P của em kia bán chắc được khoảng 200 vạn, cái vòng này của chị tháng 6 vừa rồi mua ở hội đấu giá Hồng Kông mất 800 vạn. Mà loại vòng tay này chỉ cần chị tức giận thì sẽ đập một cái, em thấy liệu em có thể nuôi được chị không? Dưới ánh đèn, thanh niên kia nhìn không được liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay Hạ Y Na một cái. Vừa nhìn thấy, khuôn mặt tuấn Mỹ kia thoáng biến thành màu gan lợn, còn run rẩy một trận. Bởi vì phụ thân hắn yêu thích Ngọc Thạch, phỉ thúy nên hắn cũng có chút căn cơ nghiên cứu, vừa liếc qua hắn đã nhận ra chiếc vòng trên tay Hạ Y Na chắc chắn là một chiếc vòng phỉ thúy thượng hạng khó gặp. Trong lòng tràn ngập sự nhục nhã, thanh niên buồn bực rời đi. Nhìn thấy thanh niên kiêu ủy khuất bỏ đi, Tăng Khả Tâm chớp mắt hỏi. Hạ tỷ, sao chị khi dễ người ta thế? Em thấy anh ta cũng không có ý xấu mà. Tục ngữ nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Rất nhiều nam nhân là loại mặt người giả thú, không giống như tên Trang Bích Phàm của em, giả sử có làm bộ hung dữ thì vẫn cứ đáng yêu. Hạ Y Na thấy cô bé tâm tính đơn thuần Tăng Khả Tâm hỏi thế thì cười nói. Nghe thấy câu nói ấy tất cả mọi người đều phải cười. Chỉ là, trong mấy người thì nụ cười của Quách Lệ Na không được tự nhiên, nếu không muốn nói là gượng ép. Dưới ánh đèn mờ, một loại cảm xúc gọi là ghen tị tràn ngập trong lòng nàng. Chỉ là nàng che giấu rất tốt nên không lộ ra ngoài. Đúng rồi, sao Bùi Đông Lai với Ngô Vũ Trạch còn chưa tới? Bích Phàm, cậu gọi điện cho hắn đi. Hạ Y Na tức giận nói. Hạ tỷ, 3 phút trước không phải mới gọi sao? Trang Bích Phàm khóc không ra nước mắt. Tiếp tục gọi. Không cần, Đông Lai và Vũ Trạch đã đến. Cổ Văn Cảnh nãy giờ luôn trầm mặc giờ đã mở miệng, hắn vừa nói vừa ném ánh má về phía cửa quán bar. Cửa quán ba, Đông Lai và Vũ Trạch vừa từ hàng hồ chạy về gấp, trên tay còn mang theo bó hoa theo sự hướng dẫn của phục vụ đi tới bàn của Hạ Y Na. Ngay từ đầu do Ngô Vũ Trạch ăn mặc bất phàm nên không ít nữ nhân và tửu thác đã chú ý tới hai người. Dần dần khi Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch tới gần chiếc bàn của Hạ Y Na thì cơ hồ mọi người trong quán ba đều chú ý tới họ, chả lẽ hai gã gia hỏa này là bạn của vị mỹ nữ kia. Ngay sau đó, hành động của Hạ Y Na đã chứng minh suy đoán đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Hạ Y Na hỉ mũi chừng mắt cầm lấy hai chai La Phi, không đợi hai tên mới đến kịp ngồi xuống đã đưa đến trước mặt họ. Đến muộn, phạt rượu, mỗi người một chai. Bùi Đông Lai vì giấu giếm chân tướng sự việc ở hàng hồ nên cảm thấy có lỗi với Hạ Y Na, không nói gì chỉ cười khổ rồi cầm lấy bình rượu, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, đổ cả bình rượu quý La Phi vào bụng. Chứng kiến một người diện mạo bình thường như Bùi Đông Lai không chỉ được uống La Phi như nước lã mà còn được Hạ Y Na thân thiết kéo xuống ngồi cạnh, các nam nhân cùng nữ nhân trong quán rượu cơ hồ đều thấy đau lòng. Bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được nam nhân của Hạ Y Na lại bình thường như thế,
Ngay sau đó, không đợi các khách nhân lấy lại tinh thần, ông chủ vốn không bao giờ lộ diện của quán ba hoàng hậu tự mình cầm hai chai rượu đỏ chân quý bước nhanh tới trước mặt Bùi Đông Lai, cung kính cúi đầu nói. Bùi thiếu, đây là hai chai rượu quý nhất trong quán, cậu uống trước, lát tôi sẽ tiếp tục cho người đem những thứ khác lên. Cảm ơn. Quán ba hoàng hậu thuộc về Đông Nguyệt Bang, đối với việc làm của chủ quán này Bùi Đông Lai cũng không thấy lạ, nên chỉ mỉm cười nói. Không cần đưa thêm rượu, nếu không đủ chúng tôi ra ngoài uống cũng được. Vâng. Ông chủ quán ba gật đầu như gà mổ thóc. Nếu Bùi thiếu có điều gì cần thì cứ việc sai bảo. Bùi Đông Lai mỉm cười gật đầu, không nói gì nữa. Ông chủ quán ba thấy thế bèn cung kính lui ra. Người kia rốt cuộc là ai? Trong phút chốc toàn bộ mọi người đều chú ý tới Bùi Đông Lai. Heo biến thành hổ. Khiêm tốn xa hoa. Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn biết Bùi Đông Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào mà chẳng những có thể thân mật cùng Hạ Y Na, ngoài ra còn khiến chủ quán ba phải tự mình dâng tặng hai chai rượu quý. Đối mặt với những ánh mắt ngạc nhiên kia, Bùi Đông Lai cũng không để tâm, hắn nâng chén rượu hướng tới mọi người biểu đạt sự áy náy vì lần trước ra đi không từ biệt. Bùi Đông Lai, hôm đó tại quán ba hàng hồ chơi chưa đã, hôm nay nhất định phải tận hứng. Chạm cốc, Hạ Y Na nói. Được. Khi còn trên đường về Đông Hải, Ngô Vũ Trạch đã nói cho Bùi Đông Lai biết rằng đêm hắn giết Phương Chấn, đám người Hạ Y Na chẳng những suýt chút nữa bị cảnh sát bắt đi mà còn phải lo lắng cả một đêm. Trong lòng hắn thấy áy náy nên không từ chối đề nghị của Hạ Y Na, thẳng thắn đáp ứng. Sau đó, dưới sự yêu cầu nhất quyết của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai nốc sạch cốc rượu. Lúc Bùi Đông Lai uống rượu, có thể thấy được Quách Lệ Na không cao hứng như trước, còn Ngô Vũ Trạch lại rất thản nhiên. Đối với việc này, Bùi Đông Lai đã biết một ít từ miệng của Ngô Vũ Trạch, đành im lặng không nói gì. Bùi Đông Lai vừa uống xong, Hạ Y Na đã xung phong rót tiếp. Mọi người trừ Quách Lệ Na ra đều hứng chí phụ họa hết mình. Bất chi bất giác hai chai rượu ngon nổi tiếng đến từ nước Pháp đã trôi vào bụng mấy người, Hạ Y Na uống đến mức hai má đỏ lên, đôi mắt long lanh đã có phần ngà ngà say. Cùng lúc đó, người phục vụ mà lúc đầu dẫn Bùi Đông Lai với Ngô Vũ Trạch vào đây cầm thêm tới cho mọi người năm chai rượu giống như chai mà ông chủ họ đã đem đến lúc trước. Đến 10 giờ 30 khi mà DJ chuẩn bị sắp bắt đầu, trong 5 chai rượu lấy thêm ra đã có 3 chai cạn đến đáy. Trên ghế sofa, khuôn mặt Hạ Y Na đỏ bừng tựa vào đầu vai Bùi Đông Lai, nói năng đã không còn rõ ràng, mà Trang Bích Phàm do cô chịu nổi men rượu nên say mềm nằm trên ghế. Bùi Đông Lai, Trang Bích Phàm không thể uống được nữa. Uống, đêm nay không say không về. Không đợi Bùi Đông Lai đáp lời, Hạ Y Na đã quờ bàn tay nhỏ bé ra nói giọng mơ hồ. Hạ tỷ. Em sợ hắn uống tiếp sẽ xảy ra chuyện. Tăng Khả Tâm có vẻ lo lắng. Lúc này Hạ Y Na không thể nói thêm gì nữa vì say quá ngã vào lòng Bùi Đông Lai. Tớ thấy hôm nay có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. Thấy hai người đã say, Bùi Đông Lai nói. Với đề nghị này không ai dị nghị gì hết. Sau đó không đợi hai vị minh tinh kia kịp ra mặt, ông chủ quán ba hoàng hậu tự mình tiễn đám người Bùi Đông Lai đi trong ánh mắt chăm chú của mọi khách nhân. Hoàng ca, đêm nay đã làm phiền anh rồi. Ra khỏi quán ba, Bùi Đông Lai vừa nâng Hạ Y Na vừa cảm ơn ông chủ quán ba, hắn vừa hỏi tên ông chủ từ một người phục vụ. Bùi thiếu không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm. Hoàng Thành thật không thể ngờ được Bùi Đông Lai lại biết tên y nên có vẻ rất kích động, y biết điều hỏi han. Bùi thiếu, tôi thấy các bạn bè của cậu đều uống nhiều quá rồi, nếu không tiện về thì bên cạnh có chỗ trọ cũng do tôi mở. Tôi có thể chuẩn bị phòng cho mọi người, nếu cậu thích để tôi phái người dẫn đi. Vũ Trạch, chú cùng Quách Lệ Na đi trước đi. Nghe Hoàng Thành nói thế, Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút rồi phân phó cho Ngô Vũ Trạch. Ok, Ngô Vũ Trạch cũng nghe được Hoàng Thành nói thế, nghĩ một chút liền đồng ý. Văn Cảnh, chú giúp ca dìu Bích Phàm ra xe, ca đỡ Hạ Y Na. Sau khi Ngô Vũ Trạch và Quách Lệ Na đã đi, Bùi Đông Lai nhìn cổ Văn Cảnh nói. Ừ, cổ Văn Cảnh vừa giúp Tằng Khả Tâm đỡ Trang Bích Phàm vừa đáp. Rất nhanh chóng, Hoàng Thành điều một chiếc xe Mercedes đến, tự mình giúp đỡ cổ Văn Cảnh đưa Trang Bích Phàm lên xe. Các cậu đi trước đi. Thấy bốn người cổ Văn Cảnh đã lên xe, Bùi Đông Lai mới dìu người đã say như chết là Hạ Y Na tới cỗ xe Land Rover mà đỏ kia. Cậu khỏe chứ, Bùi thiếu, tôi là vệ sĩ của Hạ tiểu thư.
Không đợi Bùi Đông Lai lấy chìa khóa trong túi Hạ Y Na, nam trung niên luôn đi theo Hạ Y Na đã bước lên trước nói rõ thân phận mình. Hạ tiểu thư uống quá say, vì phòng ngừa những điều bất trắc nên tiểu thư sẽ không trở về trường học, tôi đưa cô ấy về nhà. Được. Lần trước ở hàng hồ Bùi Đông Lai đã biết trung niên này âm thầm bảo vệ Hạ Y Na nên với đề nghị này của y Bùi Đông Lai cũng không có ý kiến gì, đem chìa khóa xe đưa cho y đồng thời đưa Hạ Y Na lên xe. Ân. Hạ Y Na được Hạ Y Na nâng lên xe lại cứ ôm chặt lấy cánh tay Bùi Đông Lai như trước, không chịu bỏ ra. Bùi Đông Lai thấy vậy chỉ cười khổ, cố gắng giãy ra. Đông Lai, đưa tớ về. Không để Bùi Đông Lai rút tay ra, Hạ Y Na mở mắt nói mơ hồ. Nếu không phiền thì Bùi thiếu tiễn tiểu thư một đoạn đi. Người đàn ông trung niên nghĩ ngợi một lúc nói. Nếu không một mình tôi đưa tiểu thư về cũng không tiện. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, lát sau gật đầu đồng ý. Người đàn ông kia thấy vậy thì im lặng khởi động ô tô đi tới khu vực nhà giàu Cao Nhĩ Phu. 20 phút sau, Ngô Vũ Trạch không mang Quách Lệ Na đi lấy phòng như trước mà dừng xe ở một chỗ trên đường cái. Ngô Vũ Trạch, anh có phải muốn chia tay với em hay không? Thấy Ngô Vũ Trạch dừng lại, Quách Lệ Na vốn trầm mặc cả tối giờ nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. 3. Ngô Vũ Trạch không lập tức trả lời mà châm lửa hút một điếu thuốc, nhìn khuôn mặt yêu mị của Quách Lệ Na nói. Kỳ thật, em ước gì anh nói chia tay với em đúng không? Lộp bộp, ngạc nhiên nghe thấy câu nói của Ngô Vũ Trạch, trong lòng Quách Lệ Na cả kinh, làm ra một bộ dáng tức giận phẫn nộ nói. Ngô Vũ Trạch, anh muốn chia tay thì chia tay, cần gì phải tìm lý do như thế? Một nam nhân như anh mà đem hết trách nhiệm đổ lên đầu em, anh không biết xấu hổ sao? Em hẳn còn nhớ khi em nói muốn ở cùng anh đã nói với em rằng chúng ta không thể có kết quả tốt, em nói muốn thử xem sao, anh đã bảo có thể thử nhưng em không được hối hận, em đã khẳng định sẽ không hối hận. Đêm đó chúng ta đã lên giường. Ngô Vũ Trạch rít một hơi thuốc nói. Mà từ sau đợt huấn luyện quân sự, em một mặt ở với anh, mặt khác lại thường xuyên liên hệ cùng một người học cùng trường tên là Ngưu Hải Đào đúng không? Bá! Dường như không thể ngờ được Ngô Vũ Trạch sẽ nói như thế, sắc mặt Quách Lệ Na đại biến. Anh không có thói quen xem trộm điện thoại, càng không đi giám sát nhất cử nhất động của em. Sở dĩ anh biết điều này bởi vì có một lần trong lúc anh đang tắm ở khách sạn, em lén nghe điện thoại bị anh vô tình nghe thấy. Ngô Vũ Trạch nhìn Quách Lệ Na bằng một ánh mắt phức tạp, cười nói. Quách Lệ Na im lặng. Lúc đầu em lựa chọn ở cùng anh vì gia cảnh của anh thoạt nhìn cũng không kém. Mà sau khi cái tên nam sinh Ngưu Đào Hải kia bắt đầu theo đuổi em vì biết được gia cảnh của hắn cũng rất tốt nên đã bắt đầu vừa ở cùng anh vừa đối tốt với hắn, coi như chuẩn bị một đường lui. Thấy Quách Lệ Na không nói gì, Ngô Vũ Trạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngã tư xa hoa trụy lạc, giận dữ nói. Mà em theo anh quay về hàng hồ một mặt vì Hạ Y Na đề nghị, mặt khác chính là muốn biết thực tế tình hình nhà anh để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Anh nghĩ rằng khi ở quán ba BBS em nghe được bốn chữ Ngô gia phế vật thì đã có quyết định của mình. Ngô Vũ Trạch nói cong bóp tắt tàn thuốc, nói tiếp. Nhưng em còn chưa buông tha cho anh, bởi vì trước đây em đã trả giá không ít, đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, mà còn có thể coi là nguyên nhân không đáng kể, bởi vì sự trả giá của em đã đánh đổi được rất nhiều thứ. Quách Lệ Na trầm mặc, từ sau khi ở chung với Ngô Vũ Trạch, quần áo của nàng không dưới 10 bộ. Mỗi bộ đều vô cùng xa xỉ, từ những thứ đó ra còn có bao da LV, giày dép linh tinh, chỉ cần nàng mở miệng thì Ngô Vũ Trạch sẽ đáp ứng. Thậm chí, Ngô Vũ Trạch còn cho nàng một tờ chi phiếu 20 vạn, coi như tiền tiêu vặt. Em không chia tay với anh trước là vì em không tìm được lý do nào, em sợ sau khi chúng ta chia tay thì sẽ không thể thân thiết với bọn anh nữa, chính xác nhất là không thể thân thiết cùng Hạ Y Na và Đông Lai. Hạ Y Na thì không cần phải nói. Nàng ấy là người mà cả Đại học Đông Hải đều biết, còn Đông Lai tuy rằng luôn khiêm tốn nhưng chúng ta đều biết thân phận của cậu ấy không đơn giản. Nghe Ngô Vũ Trạch nói từng lời, Quách Lệ Na cảm thấy như bị soi mói từng bí mật, hơi thở đã dồn dập. Nhưng nếu anh chủ động chia tay thì sẽ không như thế, không nói tới Đông Lai, ít nhất Hạ Y Na sẽ không vì thế mà không thân thiết với em nữa. Ngô Vũ Trạch vô cùng bình thản như đang nói với một đồ vật bình thường. Mà em lại không muốn bỏ qua mối quan hệ mà bản thân thật vất vả mới gây dựng được ấy. Đủ rồi. Có lẽ vì quá hổ thẹn, Quách Lệ Na bỗng trở nên kích động.
Ngô Vũ Trạch, em thừa nhận anh nói không sai điều gì, chỉ là chấm ANS cũng chẳng cao thượng gì, anh chia tay với em chẳng phải vì bạn gái trước kia sao? Là bởi vì cô ấy. Ngô Vũ Trạch thừa nhận. Nhưng ít ra trong một khoảng thời gian ở cùng em, anh rất thẳng thắn đối đãi với em. Quách Lệ Na há mồm ra, không phản bác được. Trong cái xã hội này, rất nhiều nam nhân hy vọng có thể như cá chép vượt long môn, rất nhiều nữ nhân muốn được như ma tước biến thành phượng hoàng, điều này đã trở thành một nếp sống. Vì thế em muốn thông quan đàn ông để thay đổi vận mệnh của mình thì cũng không sai, cũng như em vì thiếu cảm giác an toàn nên muốn tìm một chỗ dựa cũng có thể hiểu được. Ngô Vũ Trạch nghiêng đầu quay ra chỗ khác, thấy được khuôn mặt đang xúc động của Quách Lệ Na. Nhưng em đã sơ suất, không có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình có thêm chỗ dựa khác nhiều khi chỗ dựa đó sẽ biến em thành đồ chơi của hắn. Bên tai vang lên những lời nói của Ngô Vũ Trạch, Quách Lệ Na nhìn Ngô Vũ Trạch bằng một ánh mắt quái dị như chưa từng quen biết. Trải qua một tháng tiếp xúc, nàng đã coi Ngô Vũ Trạch như một tên công tử không biết cầu tiến, chỉ ăn chờ chết. Hiện tại xem ra Ngô Vũ Trạch không hề nông cạn như nàng tưởng tượng. Chính mình sai lầm rồi sao? Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến Quách Lệ Na không thể lên tiếng. Em không sai, chỉ có thể trách xã hội này. Thấy Quách Lệ Na im lặng, Ngô Vũ Trạch dường như có thể đoán được tâm tư của nàng, không kìm lòng được mà cảm thán một câu, rồi thở dài nói. Anh hy vọng chúng ta có thể dễ dàng đến với nhau thì cũng chia tay nhau như thế. Sao, dễ đến với nhau thì dễ chia tay. Câu lạc bộ golf Xà Sơn là nơi duy nhất ở Đông Hải có cả địa hình rừng rậm và đồi núi như một nơi thi đấu golf cấp quốc tế. Nó hòa lẫn cùng hơn 90 căn biệt thự đẹp đẽ xung quanh tạo thành một nét đẹp trong khu du lịch golf. Được mệnh danh là vua Ngọc Thạch của cả nước mặc dù nhiều năm qua hắn không hề đụng vào bất động sản nhưng mà ở Yến Kinh cùng Đông Hải, Hạ Hà cũng có vài căn biệt thự. Khu golf hòa với khu biệt thự xung quanh nên trông rất tao nhã. Nhưng cũng rất vắng vẻ. Khi người trung niên vệ sĩ của Hạ Y Na lái chiếc Land Rover chở nàng cùng Bùi Đông Lai tới khu biệt thự Gôn thì cả khu biệt thự chỉ còn vài ánh đèn leo lét. Trong ô tô, Hạ Y Na vẫn say xỉn như trước, ôm chặt lấy cánh tay Bùi Đông Lai còn dựa vào đầu vai hắn ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ. Bùi thiếu, chắc còn phải phiền cậu bế tiểu thư lên lầu. Khi xe dừng lại, vệ sĩ của Hạ Y Na mở cửa sau cho Bùi Đông Lai ra đồng thời khó xử nói. Được. Trước yêu cầu này Bùi Đông Lai không có ý từ chối. Thấy Bùi Đông Lai đã đồng ý, người đàn ông trung niên thở phào một hơi quay đi mở cổng biệt thự, còn Bùi Đông Lai thì xuống xe, một tay ôm lấy đùi Hạ Y Na, tay còn lại nâng đầu nàng, nhấc bổng Hạ Y Na lên. Ân. Dù đang ngủ say nhưng Hạ Y Na tựa hồ vẫn cảm nhận được có ai ôm lấy mình, nàng hừ nhẹ một tiếng rồi theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ Bùi Đông Lai, cả người ngã thẳng vào lòng Bùi Đông Lai. Cặp song phong đang lớn kia không hề khách khí đặt lên ngực Bùi Đông Lai, thêm nữa cặp kiều đồn lại đang bị Bùi Đông Lai nâng lên, miệng anh đào nhỏ nhắn cơ hồ đã chạm tới khuôn mặt của hắn, cỗ nhiệt khí toát ra từ chiếc miệng xinh xắn ấy khiến Bùi Đông Lai cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, như uống phải thuốc kích thích. Lúc chưa Bùi Đông Lai bị Quý Hồng hấp dẫn cũng đã dục dịch, may nhờ có lực khống chế biến thái nên mới không có hành động nào. Hiện giờ một thân thể mềm mại đang áp chặt vào lòng. Cảm thấy ngực mình bị hai tòa núi nhỏ co giãn chèn ép, Bùi Đông Lai ngay lập tức đã xuất hiện phản ứng bản năng của nam nhân, thứ kia vốn đang ỉu xìu như chim sẻ trụi lông đột nhiên bành trướng dựng đứng lên như đại bàng dương cánh hơn nữa, không chút khách khí chọc thẳng vào bụng Hạ Y Na. Ân, dường như cảm nhận được bụng dưới bị thứ gì cứng rắn và nóng hổi đâm vào, Hạ Y Na bỗng nhúc nhích thân mình, cái bụng bằng phẳng của nàng thoáng cái đã ma sát thân mật cùng chú đại bàng đang dương cánh hết cỡ của Bùi Đông Lai. T. Sự ma sát nhẹ nhàng khiến cả người Bùi Đông Lai như bị điện giật, một cỗ dị cảm không thể nói thành lời nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời hỏa dục dâng trào lên. Dưới ánh trăng, Bùi Đông Lai dựa vào nghị lực khủng bố của mình mà mạnh mẽ ngăn chặn dục vọng bản thân, chú ý không để thứ đó của mình chạm vào thân thể Hạ Y Na nữa. Sau đó Bùi Đông Lai lấy lại bình tĩnh ôm Hạ Y Na đi tới căn biệt thự. Cửa căn biệt thự mở ra, vệ sĩ kia đã đứng trước đại sảnh lẳng lặng đợi Bùi Đông Lai. Những biểu hiện vừa rồi của Bùi Đông Lai đều bị y nhìn thấy, giờ lại thấy sắc mặt Bùi Đông Lai lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không chút dục vọng ôm Hạ Y Na bước tới, trong lòng y không khỏi thầm cảm thán định lực của Bùi Đông Lai này quả thật không tầm thường. Bùi thiếu, phòng ngủ của Hạ tiểu thư ở tầng 2, phòng đầu tiên bên tay phải.
Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, vừa tận lực tránh tiếp xúc hạ thân với thân thể Hạ Y Na, vừa ôm lấy Hạ Y Na bước nhanh lên lầu. Rất nhanh chóng, Bùi Đông Lai đã ôm Hạ Y Na đến căn phòng được chỉ trước đó. Vì cửa phòng còn đang khóa, Bùi Đông Lai rơi vào đường cùng đành phải một tay ôm Hạ Y Na vào ngực, một tay cầm khóa phòng nhẹ nhàng mở khóa. Két! Cùng với một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đã mở ra. Mùi hương thơm đặc hữu của con gái từ trong phòng ập đến khiến Bùi Đông Lai vô cùng vất vả mới áp chế được dục vọng đang muốn dục dịch trở lại trong người. Hắn ôm Hạ Y Na vào phòng, đưa tay mò công tắc bật đèn trong phòng lên. Phút chốc, ánh sáng màu hồng nhạt từ chiếc đèn pha lê rọi tràn ngập căn phòng. Bùi Đông Lai dừng bước, con người bỗng mở to nhìn chiếc giường võng thủy tinh trong phòng ngủ kia. Chiếc giường hình trái tim được bốn sợi dây thừng màu hồng rủ từ nóc nhà xuống treo lên. Bùi Đông Lai kinh ngạc không phải vì chiếc giường kiểu võng của Hạ Y Na mà vì những thứ trên nó. Trên đó vứt đầy quần áo của Hạ Y Na, váy ngắn có, đai lưng có, tất có, còn có cả yếm chạm rỗng màu đen và quần chữ T. Ân, chính là quần chữ T. Nữ nhân nếu mặc loại quần lót này thì nếu nam nhân muốn làm chuyện xấu thì chỉ có thể đụng đến mông trước rồi mới có thể chạm vào quần lót. Đương nhiên, có nhiều nam nhân có sở thích lạ thì căn bản không cần cởi chiếc quần đó, mà đơn giản gảy nó sang một bên là có thể tiến vào động đào tiên. Con mẹ nó, chả trách vệ sĩ của Hạ Y Na không dám vào đây, hóa ra là như thế này à. Ánh mắt dừng lại ở những thứ đồ chơi khiến nam nhân muốn thổ huyết này. Chú chim sẻ dưới thân Bùi Đông Lai lại hóa thành đại bàng dương cánh chỉ thiên, dựng lên một căn lều nhỏ, vẻ mặt Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Ân, hiện tại vì chỉ ôm Hạ Y Na bằng một tay nên khi chú chim nhỏ của hắn bành trướng lên thì đã chọc thẳng vào cạnh đùi của Hạ Y Na, khiến Hạ Y Na hừ nhẹ một tiếng, lông mi hơi nhúc nhích, đôi mắt mê người khẽ mở ra. Ân, đập vào mắt nàng là khuôn mặt mơ hồ của Bùi Đông Lai, Hạ Y Na càng tỉnh thêm vài phần. Mắt càng mở to đồng thời đầy sự nghi hoặc. Hiển nhiên, nàng không biết tại sao mình lại bị Bùi Đông Lai ôm vào phòng của mình. Chỉ là, thời gian nghi hoặc ngắn ngủi đi qua, Hạ Y Na chỉ thấy sự an toàn chưa từng trải nghiệm qua khi được Bùi Đông Lai ôm vào trong ngực. Trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn như một ma lực nào đó, nàng không muốn chấm dứt cảnh này nên vội vã nhắm hai mắt lại, trong lòng lại đang như một con nai con nhảy loạn không ngừng, tim đập thùng thùng dồn dập. Hô, hô, hô. Lần thứ hai áp chế dục hỏa, Bùi Đông Lai suýt chút nữa đã nổi điên, thế nên hắn không biết rằng Hạ Y Na đã tỉnh lại, Bùi Đông Lai thở sâu ba cái. Ba hơi thở qua đi, lòng Bùi Đông Lai ổn định lại, ôm Hạ Y Na bước tới chiếc giường treo. Ân. Hạ Y Na tuy giả vờ ngủ nhưng vẫn lén lút mở mắt quan sát Bùi Đông Lai. Nhìn những đồ vật trên giường treo của mình, có cả yếm giống cùng quần chữ T. Hạ Y Na giật mình cả kinh. Sau đó, một tầng mây đỏ thoáng chốc bao trùm khuôn mặt nàng, nàng xấu hổ tới mức thân thể mềm mại run lên, vội nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai ngừng thở đưa tay cầm chỗ quần áo của Hạ Y Na bỏ sang một bên. Lần đầu tiên Bùi Đông Lai tiếp xúc với quần chữ T nên dù định lực của hắn có kinh người đi nữa cũng khó tránh khỏi tò mò, hắn cầm chiếc quần chữ T thưởng thức một lúc rồi mới bỏ sang một bên. Sau đó Bùi Đông Lai lấy lại bình tĩnh đặt Hạ Y Na lên giường treo. Cảm nhận được chiếc giường mềm mại dưới lưng, Hạ Y Na vẫn nhắm mắt như cũ nhưng lại không muốn mất sự ôm ấp Bùi Đông Lai ra, vẫn ôm chặt lấy cổ hắn. Bùi Đông Lai vừa mới động vào quần chữ T, tâm thần đang không ổn định lại đột nhiên bị Hạ Y Na ôm cổ nên không tự chủ được mà ngã xuống. Theo bản năng thân thể Bùi Đông Lai vội phản ứng nhưng lại sợ làm cánh tay Hạ Y Na bị đau, hắn vội thả lỏng người tùy ý ngã xuống. Thân mình hắn ngã xuống, phản ứng đầu tiên của Bùi Đông Lai là mềm, phản ứng thứ hai vẫn là mềm. Dưới ánh đèn, mặt của hắn trực tiếp áp vào khe sâu giữa hai ngọn núi nhỏ, môi không chú ý lại đặt lên đỉnh núi, mặt khác hai tay lại nằm trên đùi Hạ Y Na. Biến hóa bất thình lình khiến dục vọng trong người Bùi Đông Lai không thể ngăn cản được nữa. Hô, hô, phút chốc hô hấp của hắn đã trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao nhanh chóng. Trên giường. Hạ Y Na đột nhiên bị Bùi Đông Lai đè lên, nàng chỉ cảm thấy trước ngực và trên đùi có cảm giác như bị điện giật thông thường, khiến cho thân thể của nàng nháy mắt cứng lại, đôi chân theo bản năng kẹp chặt. Đồng thời, mỗi khi Bùi Đông Lai thở ra một hơi nhiệt khí, thân thể mềm mại của nàng cũng không kìm được mà run nhẹ, khu hoa viên thần bí cũng truyền lại một cảm giác nóng và ngứa ngứa.
Nhận thấy được cơ thể Hạ Y Na đang có biến hóa, Bùi Đông Lai đột nhiên bừng tỉnh vột vươn tay cố gắng tách hai tay của Hạ Y Na ra. So với lúc trước mà nói, Hạ Y Na lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam sinh nên càng thêm khẩn trương vô cùng, nàng chẳng những nhắm chặt hai mắt mà hơn nữa, chấm SAI tay càng ôm chặt, cảm giác dường như nàng muốn ghìm chặt đầu của Bùi Đông Lai xuống cặp song phong của mình. Mắt thấy tay Hạ Y Na càng siết chặt, Bùi Đông Lai lại không dám cứng rắn gỡ ra, đành phải cúi đầu áp chặt vào ngực nàng để tìm cách luồn ra. Ân, a. Dưới ánh đèn hồng nhạt, sự ma sát cùng hơi thở nóng bỏng không ngừng quét qua vùng núi non của Hạ Y Na, một loại ngôn ngữ cơ thể không nói nên lời nháy mắt lan tràn khắp thân nàng, khiến toàn thân run lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không nói được gì mà cắn một rồi mở ra, diễn cảm như thống khổ, như vui sướng, như kháng cự, rồi cuối cùng không kìm được mà phát ra một âm thanh. Phì. Bên tai vang lên những âm thanh dụ hoặc mê người, thêm khuôn mặt Hạ Y Na biến hóa đủ loại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng không kìm lòng được, dục vọng trong lòng Bùi Đông Lai như một siêu vi trùng cắn nuốt dần nhưng tia lý trí còn sót lại. Hô, hô, hô. Dưới ánh đèn hồng, thân thể Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na nhẹ nhàng tách ra, bất quá hơi thở so với lúc trước thì trở nên dồn dập hơn nhiều. Con người vốn trong suốt giờ cũng đã mang theo vài phần dục vọng. Trên giường treo, Hạ Y Na bởi vì vừa bị kích thích nên sắc mặt đỏ lên, cặp thánh nữ phong trước ngực phập phồng không ngừng, thân thể mềm mại cũng run lên. Trong đôi mắt lại hiện ra bộ dáng dụ hoặc chết người kia của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai nhịn không được nhắm mắt lại, dường như muốn thông qua phương pháp này để chế trụ dục vọng trong lòng. Vài giây sau Hạ Y Na mở mắt, dục vọng trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất. Hắn trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Xem ra định lực của mình vẫn còn chưa đủ a. Sau khi tỉnh táo lại, Bùi Đông Lai không khỏi tự trách mình. Nếu như vừa rồi hắn nhân lúc Hạ Y Na say mà làm chuyện đó thì không cần nói tới Hạ Y Na sau khi tỉnh lại sẽ không tha thứ cho hắn, mà chính hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Hắn và Hạ Y Na chỉ có quan hệ bạn bè không nói, hắn lại có bạn gái rồi, huống chi dưới nhà còn có vệ sĩ của Hạ Y Na đang chờ. Nếu như bị người đó bắt quả tang thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Ước chừng 10 giây sau, Bùi Đông Lai hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt trong suốt không còn chút tà niệm nào. Hắn không dám chạm tới cơ thể Hạ Y Na nữa mà lựa chọn bỏ đi. Trên giường, Hạ Y Na cũng từ trong dục vọng trở về với hiện thực, chỉ là, do không biết phải đối mặt với việc này như thế nào nên vẫn giả say như cũ. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Đông Lai bỏ đi, theo bản năng mà Hạ Y Na mở mắt ra. Chả lẽ mình đối với hắn không có một chút lực hấp dẫn nào sao? Trong mắt hiện lên hình ảnh Bùi Đông Lai đang bước ra xa, trong lòng Hạ Y Na đột nhiên cảm thấy mất mát, không kìm lòng được tự hỏi chính mình. Nàng tỉnh. Bởi vì đã bình tĩnh trở lại, khả năng cảm ứng biến thái của Bùi Đông Lai lại khôi phục như trước, hắn cảm nhận được mình đang bị một ánh mắt nhìn chăm chú, ngay lập tức hắn biết rằng Hạ Y Na đã tỉnh. Điều đó khiến Bùi Đông Lai thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh chóng tăng tốc độ rời đi như có tật giật mình. Bùi Đông Lai. Trong nháy mắt khi Bùi Đông Lai chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Hạ Y Na không kìm được gọi tên hắn. Lộp bộp. Bùi Đông Lai phải dừng bước. Cậu đã tỉnh. Dù Bùi Đông Lai không biết phải đối mặt với Hạ Y Na như thế nào nhưng nàng đã gọi thì hắn không thể không quay lại. Hắn tận lực khống chế cảm xúc của mình, cười hỏi. Ừ. Hạ Y Na gật gật đầu, nói. Kỳ thật lúc mới bước vào phòng thì tớ đã tỉnh. Vừa nói xong, Hạ Y Na lại cảm thấy mình quá phóng túng, khuôn mặt tuyệt mỹ nhất thời lộ ra biểu hiện thất vọng, đồng thời phủ lên một dáng mây hồng, ánh mắt nàng không dám nhìn Bùi Đông Lai nữa mà di chuyển ra chỗ khác. Lúc vào phòng đã tỉnh. Như thế chẳng phải những hành động vừa rồi mình làm nàng đã biết hết. Bùi Đông Lai ngạc nhiên, sững sờ ngay tại chỗ. Bùi Đông Lai, cậu lại đây. Thời gian ngượng ngùng ngắn ngủi đi qua, Hạ Y Na dùng hết dũng khí ngẩng đầu lên, thấy Bùi Đông Lai ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích thì mở miệng nói. Nghe được lời nói ấy, khuôn mặt của Bùi Đông Lai như tắc kè hoa biến ảo không ngừng. Sau đó hắn cắn răng, mang vẻ mặt xấu hổ xoay người đi tới chỗ Hạ Y Na. Thấy Bùi Đông Lai đi tới, Hạ Y Na thấy rằng mình cứ nằm thế này là không tốt nên chậm rãi ngồi dậy. Bùi Đông Lai đến gần Hạ Y Na, hé miệng, cố gắng giải thích điều gì đó. Vừa rồi cậu có ý muốn tớ không? Không đợi Bùi Đông Lai giải thích, Hạ Y Na đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa xấu hổ vừa khẩn trương ấy,
hỏi một câu mang theo cả sự chờ mong và khủng hoảng của nàng. Theo nàng nghĩ thì mình là một cô gái mà hỏi vấn đề như vậy thì thực sự không hợp lý, nhưng chỉ là, nàng muốn biết mình có lực hấp dẫn nào với Bùi Đông Lai hay không, hoặc muốn biết trong lòng Bùi Đông Lai thì mình có trọng lượng hay không. Có. Cho tới giờ Bùi Đông Lai không phải là người trốn tránh sự thật, hắn biết chuyện vừa rồi đã phát sinh thì hắn phải thừa nhận, hơn nữa phải giải thích cho Hạ Y Na. Nghe thấy câu trả lời này, trong lòng Hạ Y Na chợt ấm áp vô cùng, sự căng thẳng cũng biến mất, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sự ngượng ngùng giảm bớt vài phần, chẳng những không tránh né Bùi Đông Lai mà còn nhìn trực tiếp vào hắn, hứng thú nhìn vẻ mặt ấy. Bị Hạ Y Na nhìn chằm chằm như thế, Bùi Đông Lai ít nhiều cảm thấy mất tự nhiên và xấu hổ, liền giải thích. Thật xin lỗi, vừa rồi tớ. Vừa rồi cậu làm sao? Hạ Y Na cười hỏi. Thân là hoa hậu giảng đường Đại học Đông Hải, Hạ Y Na xinh đẹp không phải bàn cãi, giờ khuôn mặt xấu hổ hơi phất hồng mỉm cười càng làm cho người khác rung động, nàng như một đóa hoa bách hợp nở rộ khiến mọi người yêu mến. Trước mắt là hình ảnh xinh đẹp mê người, bên tai là tiếng nói câu hồn của Hạ Y Na. Bùi Đông Lai xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, tuy vừa rồi hắn không cố ý nhưng dù sao cũng có tiếp xúc thân mật với người ta. À, tớ mơ hồ nhớ cậu có sờ soạng mông tớ, đùi nữa, à còn sờ cả ngực. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Bùi Đông Lai thì trong lòng Hạ Y Na lại cảm thấy vui, không hề lo lắng, khẩn trương gì, câu hỏi tự nhiên cũng lớn mật hơn rất nhiều. Ách, Bùi Đông Lai không phản bác được gì, đầu bốc khói đen. Khanh khách, chứng kiến bộ dạng không biết phải làm thế nào của Bùi Đông Lai, Hạ Y Na không nhịn được cười to, chớp mắt mê người một cái nói. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho người khác biết. Vừa rồi mọi chuyện quá trùng hợp, nếu cậu cảm thấy bị tổn thương thì tớ sẽ giải thích. Nhận thấy Hạ Y Na dường như không để ý tới những việc đã xảy ra, Bùi Đông Lai vẫn muốn nói. Không cần đâu, Bùi Đông Lai, cậu trở nên kiêu như thế từ bao giờ thế? Tớ đã nói tớ sẽ không cho người khác biết, à còn khẩn trương cái gì? Sự vui vẻ trên mặt Hạ Y Na còn không giảm bớt, nói. Chả lẽ cậu sợ tớ bắt cậu chịu trách nhiệm hay sao? Cho dù có sờ soạng thì cũng không đến nỗi phải chịu trách nhiệm chứ. Bùi Đông Lai cũng bị chọc cười. Hừ, nghe được câu nói đó, sắc mặt Hạ Y Na biến sắc so với cởi quần còn nhanh hơn, hừ nhẹ nói. Tớ biết ngay mà. Nam nhân không có một người nào tốt bổn tiểu thư thay đổi chủ ý rồi, nếu cậu dám trêu tớ tức thì tớ sẽ cho người khác biết cậu vô lễ với tớ. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Được rồi, bổn tiểu thư cần đi tắm. Hạ Y Na nói xong cố ý làm ra một bộ dạng dễ thương nói. Đương nhiên nếu cậu muốn ở lại tớ cũng không để ý, nhưng điều kiện tiên cậu là anh phải tắm cho tớ. Chúc cậu ngủ ngon. Bùi Đông Lai trực tiếp chọn cách bôi mỡ đế giày chạy trốn. Bên tai quanh quẩn tiếng chúc ngủ ngon của Bùi Đông Lai, nhìn bóng lưng của hắn Hạ Y Na thêm lần nữa nở nụ cười, nhưng trong nụ cười đó lại mang thêm vài phần chua xót, lẩm bẩm tục ngữ nói, nữ theo đuổi nam chỉ cách lớp giấy, vì sao cứ gặp khó khăn như vậy. Khẽ lắc đầu, Hạ Y Na khôi phục bộ dáng kiên định, cảm giác không thể tóm Bùi Đông Lai vào trong tay thì thề không bỏ qua. Bùi Đông Lai cũng không biết những chuyện này mà sau khi hắn xuống lầu chào hỏi vệ sĩ của Hạ Y Na rồi liền rời đi. Ra khỏi biệt thự thì Bùi Đông Lai mới nhớ rằng mình không đi xe tới đây, mà khu nhà giàu này đừng nói taxi mà ngay cả ô tô thường cũng rất khó thấy một chiếc. Biết được điều này, Bùi Đông Lai không để ý mà lựa chọn chạy bộ về Đại học Đông Hải. Dù Bùi Đông Lai giờ đã là cao ám kính nhưng khoảng cách từ khu nhà giàu quận Gôn tới Đại học Đông Hải không hề ngắn nên khi hắn về tới Đại học Đông Hải thì đêm đã rất khuya. Nhưng dù cho đêm đã khuya đi nữa thì dãy phòng ngủ vẫn còn không ít ánh đèn, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy âm thanh vung quyền. Khi Bùi Đông Lai trở về phòng mình, Ngô Vũ Trạch còn chưa ngủ mà còn đang trông chừng Trang Bích Phàm, Cổ Văn Cảnh lại không có trong phòng. Kháo, Đông Lai, chú anh còn quay về. Thấy Bùi Đông Lai đi vào, Ngô Vũ Trạch ngạc nhiên nói. Ca tưởng chú đêm nay phải đại chiến trên giường lớn với hạ mỹ nữ chứ? Chú nghĩ đại ca chú là loại người đấy sao? Dù suýt chút nữa đã cùng với Hạ Y Na lăn trên giường nhưng Bùi Đông Lai cũng không ngượng miệng nói thế. Ngô Vũ Trạch cười nói. Đông Lai, kỳ thực hạ mỹ nữ rất tốt, hơn nữa nàng ấy còn yêu chú thắm thiết, chú có thể cân nhắc. Tiểu tử, chú có tình yêu là bắt đầu lên mặt hả?
Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Ngô Vũ Trạch thở dài. Đông Lai, ca không dám dạy dỗ chú, mà thực lòng quan tâm tới chú thôi, có một việc ca luôn giấu không nói cho chú. Việc gì? Bùi Đông Lai đoán được việc này chắc có liên quan tới Hạ Y Na nhưng vẫn truy hỏi. Ngày đó Hạ Mỹ nữ chú anh bị cảnh sát Hàng Hồ truy nã thì vô cùng sốt ruột, gọi điện cầu cứu khắp nơi. Ngô Vũ Trạch cười khổ nói. Có lẽ vì sự việc đó quá nghiêm trọng nên dù chị ấy có gọi khắp nơi cũng không có nhiều tác dụng, bởi vì thế mà trên đường về nhà nàng trầm mặc không nói gì như một người mất hồn. Nguyên bản Bùi Đông Lai đang mơ hồ cảm thấy Hạ Y Na có ý với mình, giờ nghe xong mấy lời của Ngô Vũ Trạch thì càng khẳng định suy đoán đó, đồng thời phải giật mình. Hắn thật không ngờ Hạ Y Na lại âm thầm làm nhiều việc vì hắn như thế. Hơn nữa, Hạ Y Na lại không hề đề cập tới những chuyện đó. Hạ Mỹ nữ hôm đó sau khi về khách sạn thì tự nhốt mình trong phòng, không để ý tới ai hết. Sáng hôm sau mấy người Tằng Khả Tâm đi gọi nàng thì nàng cũng không ra. Mãi cho tới khi nàng nhận được điện thoại của chú thì mới chủ động ra ngoài nói cho bọn ca biết là chú không có chuyện gì. Bùi Đông Lai trầm mặc không nói. Chú biết không, Đông Lai, khi đó có thể do quá kích động, quá hưng phấn mà nàng quên sửa soạn trước khi ra ngoài, nên khi bọn ca nhìn thấy thì không chỉ đôi mắt thâm quầng mà vành mắt còn đỏ ngầu, đầy nước mắt. Ngô Vũ Trạch nói xong không nhìn được liếc Đông Lai một cái rồi nói tiếp. Hẳn là Hạ Mỹ nữ cả đêm không ngủ, hơn nữa là còn khóc cả đêm. Không trả lời. Dưới ánh đèn, Bùi Đông sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu không khỏi nhớ tới thân ảnh Hạ Y Na. Một thứ gì trong lòng hắn bỗng nhiên nhúc nhích, rồi rơi xuống. Rất nhẹ. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã kết thúc mấy ngày nghỉ Quốc Khánh. Ngày đầu tiên đi học sau Quốc Khánh, Bùi Đông Lai vẫn giống như thường ngày. Vào lúc trời còn chưa sáng thì hắn đã rời giường, một mình đi ra rừng cây ở sau trường để tiến hành luyện công buổi sáng. Một trận chiến ở Hàng Hồ, Bùi Đông Lai chẳng những đưa phụ tử Phương ra đi uống CF với Diêm Vương, hơn nữa hắn lại đột phá tới cảnh giới ám kính. Tuy rằng hôm nay hắn đã tiến vào cảnh giới ám kính nhưng mà bởi vì năng lực tiên thiên cùng tố chất của thân thể hắn biến thái, tuy rằng sẽ không thể khiêu chiến với người có cảnh giới cao hơn nhưng cũng không sợ cao thủ chưa đạt tới cảnh giới ám kính. Xem ra bình thường luyện tập không thể khiến cảnh giới của mình tăng lên, chỉ có thể duy trì được thân thể ở trạng thái tốt nhất mà thôi. Sau khi chấm dứt đợt luyện công buổi sáng, Bùi Đông Lai trên đường quay về KTX, suy nghĩ. Hiện giờ nếu muốn thực lực tăng lên thì chỉ có một cuộc sinh tử chiến giống như ở Hàng Hồ mà thôi. Nghĩ đến đây Bùi Đông Lai âm thầm quyết định, chờ sau khi đến lúc nghỉ đông hắn sẽ liên lạc với Jason, thông qua con đường của Jason để tôi luyện bản thân, sớm ngày đạt cảnh giới ám kính đại thành. Sau khi Bùi Đông Lai trở về KTX thì chỉ có một mình Trang Bích Phàm đang ngủ, còn hai người Ngô Vũ Trạch và Cổ Văn Cảnh lại không thấy bóng dáng. Kháo, Đông Lai, mới sáng sớm mà chú đã luyện công rồi à? Ngay tại khi Bùi Đông Lai đang nghi hoặc thì cửa phòng bị đẩy ra, Ngô Vũ Trạch cùng Cổ Văn Cảnh đầu đầy mồ hôi tiến vào, trong đó Ngô Vũ Trạch nhịn không được mà hỏi. Ca ở trong sân trường cả nửa ngày cũng không tìm được bóng dáng của chú. Qua, Vũ Trạch. Chú cũng bắt đầu dậy sớm luyện công ư? Thấy Ngô Vũ Trạch dậy sớm như thế thì Bùi Đông Lai có chút ít kinh ngạc. Ngô Vũ Trạch bĩu môi. Cắt, bản thân khi còn ở trung học chính là đội trưởng đội bóng rổ, từng dẫn dắt đội trung học giành quán quân ở Hàng Hồ. Không nghĩ tới quá khứ của chú lại nghiêu đến thế. Bùi Đông Lai cười nói. Không phải hôm nay chú dậy sớm tập luyện chính vì trận bóng rổ sắp được diễn ra. Danh hiệu này chỉ mới là bước đầu. Ca muốn tham gia giải bóng rổ toàn quốc. Vẻ mặt Ngô Vũ Trạch thề son thề sắt nói. Thấy vẻ kiên quyết trên mặt Ngô Vũ Trạch thì Bùi Đông Lai không khỏi cảm thán, sức mạnh của tình yêu quả thật là cường đại a. Đông Lai, gia gia của ca có nói chú hãy đi tới phòng của người để nói chuyện một chút. Sau đó, coi như lúc Ngô Vũ Trạch đi rửa mặt thì đột nhiên Cổ Văn Cảnh tới gần Bùi Đông Lai, nói. Cổ hiệu trưởng tìm ta. Bùi Đông Lai hơi kinh hãi. Nhịn không được hỏi. Chú biết hiệu trưởng tìm ca có chuyện gì không? Chịu. Cổ Văn Cảnh lắc đầu. Nghe Cổ Văn Cảnh nói thế, Bùi Đông Lai cũng không hỏi nữa, hắn liền nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi vọt tới phòng đối diện với KTX. Bởi vì thành tích thi vào đại học như bài của Bùi Đông Lai, hơn nữa hắn được Mộ Khuynh Nhan cảm ơn, cho nên tuy rằng hắn không được coi là nhân vật phong vân ở Đại học Đông Hải nhưng cũng có chút danh tiếng. Dọc theo đường đi,
hắn hấp dẫn không ít ánh mắt. Văn phòng của Bồi Nguyên nằm ở tầng cao nhất. Ngay khi Bùi Đông Lai vừa đến cửa phòng thì phó hiệu trưởng cùng với thầy giám hiệu đang báo cáo công tác với cổ Bồi Nguyên. Tốt lắm, mọi chuyện cụ thể để nghiên cứu sau. Mắt thấy Bùi Đông Lai xuất hiện trong phòng học, cổ Bồi Nguyên liền chấm dứt nói chuyện với phó hiệu trưởng và thầy giám hiệu. Nghe được cổ Bồi Nguyên nói vậy thì hai người liền ngạc nhiên, bất quá cũng không hỏi nữa mà là gật đầu đồng ý. Chu hiệu trưởng. Thấy hai người bước ra khỏi phòng, Bùi Đông Lai liền khom người chào hỏi. Tốt. Chu hiệu trưởng cười cười, trong lòng lập tức thoải mái. Hắn ngầm nghe được cổ Bồi Nguyên cố ý thu Bùi Đông Lai làm đệ tử, cổ Bồi Nguyên kết thúc cuộc nói chuyện với hắn hơn phân nửa là vì Bùi Đông Lai đến. Đông Lai, vào đi. Thấy Chu hiệu trưởng rời đi, cổ Bồi Nguyên liền tháo cặp kính xuống, hướng Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bùi Đông Lai gật đầu, lập tức đi vào phòng, đến trước bàn làm việc của cổ Bồi Nguyên thì hắn lễ phép hỏi. Hiệu trưởng. Văn Cảnh nói người tìm cháu. Nói xong, Bùi Đông Lai liền cảm thấy có chút nghi hoặc. Trước khi đến, hắn từng hoài nghi cổ Bồi Nguyên đã biết tin tức ở hàng hồ cuối cùng là hắn phủ nhận suy nghĩ này. Dù sao, trong thời gian ngắn mình cũng không bại lộ, không để cho Trần Anh khó xử. Mặc dù Bùi Đông Lai là đạo diễn ở hàng hồ tuy nhiên lại không có ai biết, ngược lại có thể nói là che giấu một cách hoàn hảo, hắn cảm thấy cổ Bồi Nguyên không thể biết tin tức này mới đúng. Đông Lai. Gần đây ở quốc nội tăng vọt một số giả thuyết kinh tế học. Mặt trên có hứng thú với việc này, có người ủy thác ta lấy ra một phần mô hình của giả thuyết kinh tế này, cháu có hứng thú không? Lời nói của cổ Bồi Nguyên đã làm Bùi Đông Lai an tâm nhưng mà hắn có chút ngạc nhiên. Hắn mới học kinh tế học chưa tới một tháng, cổ Bồi Nguyên lại đem việc khó này quăng cho hắn. Như thế nào, không dám nhận hay là không thể làm? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, cổ Bồi Nguyên liền hỏi. Có chút không dám. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Cháu đối với kinh tế học cũng chưa hiểu biết hết, sự kiện này cháu giống như là người múa đại đao trước mặt quan công, không biết lượng sức mình. Không sao, coi như thể nghiệm một chút. Cổ Bồi Nguyên cười cười. Ta cho cháu chuẩn bị một ít tư liệu, mặt khác nếu có việc gì không hiểu thì cứ tới gặp ta. Dường như là nhận ra dụng tâm của cổ Bồi Nguyên, Bùi Đông Lai trầm ngâm một chút, nói. Vậy để cháu thử xem đi. Tốt, trở về hãy tới nhà ta để lấy tư liệu. Cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai đáp ứng thì nụ cười càng thêm sáng lạn. Trước cuối năm hãy giao cho ta. Dạ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, cảm kích nhìn cổ Bồi Nguyên. Cảm ơn hiệu trưởng. Không cần nói cảm ơn, ta chờ cháu cho ta một cái bất ngờ. Cổ Bồi Nguyên cười khoát tay áo, lộ ra vài phần chờ mong. Thấy được vẻ chờ mong của cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai âm thầm quyết định, bất kể như thế nào thì hắn cũng phải hoàn thành tốt việc này, hắn không muốn phụ sự kỳ vọng của cổ Bồi Nguyên. Sau đó, cổ Bồi Nguyên và Bùi Đông Lai nói chuyện phiếm vài câu, hỏi cuộc sống học tập gần đây của Bùi Đông Lai ra sao. Bùi Đông Lai liền nói dối cho qua chuyện. Mấy phút sau, Bùi Đông Lai liền cáo từ đi đến giáo học lâu. Cùng lúc đó, Hạ Y Na mang theo Tằng Khả Tâm. Dương Tĩnh đứng đợi ở trước giáo học lâu. Mắt thấy ba người Ngô Vũ Trạch, Trang Bích Phàm, Cổ Văn Cảnh đi tới. Bởi vì không thấy Bùi Đông Lai nên Hạ Y Na có chút nghi hoặc, thấy Ngô Vũ Trạch đến gần thì liền hỏi. Ngô Vũ Trạch, Lệ Na không phải là đã dọn sách vở ra ngoài ở rồi sao, vì sao cậu lại không ở cùng cậu ấy? Tớ cùng nàng ta đã CT rồi. Tuy rằng Ngô Vũ Trạch không biết chuyện Quách Lệ Na dọn ra ngoài ở. Bất quá nghe được Hạ Y Na hỏi như vậy thì hắn cũng không giấu việc mình đã chia tay với Quách Lệ Na. Chia tay rồi. Chuyện chia tay giữa Ngô Vũ Trạch và Quách Lệ Na trừ Bùi Đông Lai ra thì không một ai biết, giờ phút này nghe Ngô Vũ Trạch nói như vậy thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Vì sao, hai người lại chia tay? Vẻ mặt Hạ Y Na có chút nghi ngờ hỏi. Hai bên cảm thấy không thích hợp cho nên chia tay thôi. Vũ Trạch, chút nữa ta sẽ hỏi Lệ Na. Nếu cậu bỏ nàng thì ta sẽ không để cậu ăn ngon ngủ yên đâu. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói chia tay với Quách Lệ Na thì Hạ Y Na tức giận liếc nhìn Ngô Vũ Trạch một cái. Ngô Vũ Trạch cười cười, không có giải thích. Bởi vì hắn biết, cho dù Hạ Y Na có hỏi Quách Lệ Na thì Quách Lệ Na cũng không nói rõ mọi chuyện. Hiểu được điều này, Ngô Vũ Trạch cũng có chút tò mò vì sao đang yên đang lành thế này Quách Lệ Na lại dọn ra ngoài ở. Ôi! Đây không phải là Hạ Mỹ nữ sao? Lúc này đột nhiên truyền đến một giọng nói.
Giọng nói vừa vang lên, đám người Hạ Y Na, Ngô Vũ Trạch liền quay đầu lại. Ngay sau đó, bọn họ thấy được bốn nam một nữ đang bước đến. Đi ở phía trước là một nam sinh cao lớn, vẻ mặt anh tuấn, cách ăn mặc cũng bắt mắt. Hắn không phải là người nào khác, chính là kẻ ngày đầu tiên vào trường Hạ Y Na đã cự tuyệt hắn. Hà Hoa. Mở miệng chính là một tên thanh niên bên cạnh Hà Hoa, thanh niên này có đầu tóc húi cua, dáng người khôi ngô, bộ dạng phong đãng. Ngoài ra còn có hai gã nam sinh khác cũng chắc là hoàn khố giống Hà Hoa. Mà nữ sinh duy nhất thì cao giáo, vẻ mặt không tầm thường, cách ăn mặc lại khiêu gợi. Cô gái tên là Sở Sở, học ở khoa Anh ngữ, cũng được chọn là hoa hậu giảng đường nhưng cuối cùng lại bại bởi Hạ Y Na. Có lẽ là do bạn trai của mình Hà Hoa từng bị Hạ Y Na cự tuyệt, cũng có lẽ là do Hạ Y Na lấn ất mình cho nên Lăng Sở Sở chẳng những kéo lấy cánh tay của Hà Hoa hơn nữa lại thân mật, trên mặt mang theo vài phần địch ý nhìn Hạ Y Na. Tỷ biết ngươi sao? Hạ Y Na nhìn lướt qua mấy người Hà Hoa, cuối cùng ánh mắt nhìn vào tên mở miệng. Lấy thân phận của Hạ Mỹ nữ tự nhiên sẽ không nhận ra ta. Thanh niên kia mỉm cười. Bất quá vị Ngô Vũ Trạch đồng học này lại biết ta. Hơn nữa còn có Quách Lệ Na bạn cùng phòng của cô nữa. Ân, nghe được thanh niên kia nói như vậy thì mấy người Hạ Y Na liền nhìn vào Ngô Vũ Trạch, giống như đang hỏi Ngô Vũ Trạch người này là ai. Cậu là, tuy rằng Ngô Vũ Trạch biết được chuyện tình của Quách Lệ Na và Ngưu Hải Đào nhưng hắn cũng không đi điều tra Ngưu Hải Đào, thậm chí ngay cả Ngưu Hải Đào hắn cũng chưa từng thấy qua. Lúc này nghe thanh niên kia nói như vậy thì Ngô Vũ Trạch liền cảm thấy có thể thanh niên này chính là Ngưu Hải Đào. Nhưng mà lại không dám khẳng định. Công phu trên giường của Quách Lệ Na, bạn gái mày rất tuyệt. Thanh niên kia nhìn Ngô Vũ Trạch rồi nở ra nụ cười tà ác, ý tứ khiêu khích mười phần. Công phu trên giường của Quách Lệ Na, bạn gái mày rất tuyệt. Lời nói của tên thanh niên làm cho đám người Hạ Y Na sững sờ ngay tại chỗ. Ha ha! Thấy đám người Hạ Y Na cả kinh thì tên thanh niên cùng với đám người mở miệng cười ha ha. Bên tai vang lên những lời của tên thanh niên này, đôi mắt thấy đám người Hà Hoa cười như vậy thì khuôn mặt của Ngô Vũ Trạch hơi nhíu lại. Mặc dù hắn biết sau khi mình và Quách Lệ Na chia tay, Quách Lệ Na hơn phân nửa sẽ đi tìm Ngưu Hải Đào nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hắn càng không nghĩ, Ngưu Hải Đào sẽ dùng phương thức tàn khốc này để trêu đùa Quách Lệ Na, hơn nữa còn lấy việc này làm tự hào, còn đem dến vũ nhục mình. Ta và cô ấy đã chia tay. Cho nên mày cùng với cô ấy lên giường cũng không có quan hệ gì đến tao. Mặc dù trong lòng Ngô Vũ Trạch có chút tức giận bất quá hắn lại không phát tác, chỉ lẳng lặng nhìn Ngưu Hải Đào. Không phải là cho mày đeo nón xanh nha, còn về bạn gái mà mày cũng không dám nhận sao. Ngưu Hải Đào cười cười, dường như hắn không tin những lời của Ngô Vũ Trạch nói. Ngưu Hải Đào vừa nói xong, không đợi Ngô Vũ Trạch mở miệng, Hà Hoa đã nói. Hải Đào tuy chú nói hắn rất thích đội nón xanh nhưng mà dù sao thì bị đồng học này cũng là bạn của Hạ Mỹ Nữ, chúng ta ít nhất cũng phải để Hạ Mỹ Nữ có thể diện chữ, có đúng không? Ừ, Hoa ca nói đúng à. Ngưu Hải Đào phối hợp nói. Vị bạn học này, tôi xin rút lại lời nói lúc nãy. Đối mặt với lời châm chọc của Hà Hoa thì Ngô Vũ Trạch cũng không có phản kích, hắn có chút nuối tiếc, lúc trước hắn còn nghi ngờ vì sao Quách Lệ Na lại dọn ra ngoài. Hiện giờ xem hành động của Ngưu Hải Đào thì chắc hẳn Quách Lệ Na đã bị Ngưu Hải Đào quần cho tơi tả. Quách Lệ Na sợ mất mặt với đám người Hạ Y Na cho nên đành phải dọn ra ngoài ở. Bởi vì Ngô Vũ Trạch sớm đã biết Quách Lệ Na tò te hú hí với NGS hơn nữa Quách Lệ Na lại muốn chia tay, cho nên đối với việc này hắn cũng mắt mở mắt nhắm. Mà một bên Hạ Y Na lại không biết điểm này, nàng giống như một con sư tử phẫn nộ, lớn tiếng. Đồ khốn, mày đã làm gì với Lệ Na? Hạ Mỹ Nữ, ta coi Hoa ca đã nể mặt cô nên ta mới thôi, vậy mà bây giờ cô còn lớn tiếng sao? Đối mặt với cơn tức giận của Hạ Y Na, Ngưu Hải Đào cũng không sợ hãi, hắn cười lạnh. Ta cần phải nhắc lại cho cô biết, tạm thời không đề cập đến vị bạn học bên cạnh cô đây. Còn Quách Lệ Na chủ nhân của việc này cũng không có mặt mũi để đối diện với việc này à. Mày căn bản là nói bậy, Lệ Na làm sao có thể cùng với loại người như mày lên giường được? Hạ Y Na nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng nàng biết Quách Lệ Na là loại người ham phú phụ bần nhưng nàng không tin Quách Lệ Na sẽ cùng tên cặn bã Ngưu Hải Đào này lên giường. Hắc, Hạ Y Na, không là không thế nào, nói cho cô biết,
là nàng chủ động nói lên giường với ta đó, biết không? Ngưu Hải Đào cười lạnh một tiếng. T. Nghe Ngưu Hải Đào nói vậy, sắc mặt Hạ Y Na trở nên trắng bệch, không nói lời nào trực tiếp hít một hơi thật sâu. Hải Đào, anh đấu võ mồm với nàng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, chẳng lẽ anh không biết câu thành ngữ thông đồng làm bậy sao? Mắt thấy Hạ Y Na tức giận, trong lòng Lăng Sở Sở liền cảm thấy vui sướng, nàng công kích tiếp. Chỉ là các nàng biểu diễn ra mà thôi. À, đúng, đúng, Lăng tỷ nói có lý. Ngưu Hải Đào cười một tiếng, nói. Tốt lắm, Hạ Y Na, ta cũng lười nói với cô, nếu cô không tin thì cứ đi hỏi Quách Lệ Na đi. Nói xong, Ngưu Hải Đào chuẩn bị rời đi. Mày đứng lại đó cho tao. Hạ Y Na tức giận đến hét lớn một tiếng. Hạ Y Na, chẳng lẽ cô muốn ta lấy điện thoại quay lại những cảnh tươi đẹp ấy thì cô mới tin sao? Ngưu Hải Đào dừng bước, âm trầm cười. Cảnh tươi đẹp. Nghe mấy chữ này, biểu tình Hạ Y Na liền đờ ra mà Tằng Khả Tâm, Dương Tĩnh hai người lại cả kinh. Một người vốn trầm mặc như Trang Bích Phàm và Cổ Văn Cảnh vốn định bước lên, nhưng nghe Ngưu Hải Đào nói mấy từ này thì cả hai liền dừng bước. Thậm chí ngay cả Ngô Vũ Trạch cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Y Na, cô cũng giống tên kia cũng chỉ là một con mọt sách tự cho mình là biết hết mọi chuyện. Thấy Hạ Y Na bị dọa đến mức không dám lên tiếng, Ngưu Hải Đào liền cười lạnh, thuận tiện châm chọc chuyện của Bùi Đông Lai và Hạ Y Na. Đối với hắn mà nói, dụ dỗ Quách Lệ Na lên giường, quất Quách Lệ Na là một nguyên nhân, chủ yếu hơn là hắn muốn mượn chuyện này để báo thù Hạ Y Na, chút cơn giận cho Hà Hoa. Mày! Lại nghe Ngưu Hải Đào nói thế, Hạ Y Na tức giận đến run người, nàng vươn tay chỉ vào Ngưu Hải Đào gần từng chữ. Mãi hãy nghe cho kỹ, nếu những lời mày nói là giả thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Muốn biết thật hay giả thì cứ hỏi Quách Lệ Na. Lúc này đây, không đợi Ngưu Hải Đào mở miệng, Hà Hoa khinh thường nói. Huống chi nếu đó là giả thì sao? Chớ quên, nơi này là Đông Hải không phải là Tây Nam, còn nữa, năm sau không phải ông ngoại của cô của lui xuống sao? Đến lúc đó, chứ ở biên cảnh ra thì Hạ gia các cô còn làm được dám gì nữa? Chúng ta đi. Hạ Y Na nghe vậy thì nắm chặt hai tay, nghiến răng trừng mắt Hà Hoa, hận không thể nện vào mặt Hà Hoa hai quyền. Nhưng mà lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy. Chúng ta đi. Mắt thấy đã đả kích được Hạ Y Na, Hà Hoa dường như cũng mất đi hứng thú, hắn vung tay áo lên tiêu sái rời đi. Hiện giờ tớ sẽ gọi điện cho Lệ Na, tớ không tin ánh mắt của Lệ Na sẽ kém như vậy. Nhìn bóng lưng đám người Hà Hoa rời đi, Hạ Y Na tức giận lấy điện thoại ra, định bấm số của Quách Lệ Na. Hạ Y Na, không cần. Ngô Vũ Trạch thấy thế, vội vàng ngăn cản. Ngô Vũ Trạch, cậu. Vẻ mặt Hạ Y Na mờ mịt, sau đó dường như hiểu được điều gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không riêng Hạ Y Na, Cổ Văn Cảnh, Trang Bích Phàm, Tằng Khả Tâm, Dương Tĩnh. Bốn người nhìn thấy hành động của Ngô Vũ Trạch thì sắc mặt liền phức tạp. Lời hắn nói là thật. Ngô Vũ Trạch thở dài nói. Bộp, ngay cả Hạ Y Na cũng đoán được điểm này, nhưng mà chính tai nghe Ngô Vũ Trạch nói vậy thì tất cả mọi người đều cả kinh. Sốt cuộc là sao? Hạ Y Na hỏi. Ngô Vũ Trạch cũng không giấu giếm điều gì, nói. Từ sau khi huấn luyện quân sự xong, Quách Lệ Na đã bắt đầu đi lại với nam sinh tên là Ngưu Hải Đào đó. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói thế, đám người Hạ Y Na liền trầm mặc. Tuy rằng bọn họ bất mãn với hành vi cầm thú của Ngưu Hải Đào nhưng mà bất mãn thì bất mãn, bọn họ cũng biết tất cả chuyện này là do Quách Lệ Na gây ra. Dù sao, nếu Quách Lệ Na không chủ động hoặc là không nói muốn thì cho dù có thêm đến mấy Ngưu Hải Đào cũng sẽ không thực hiện được. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó, vẻ mặt của cả đám liền trở nên khó coi, đi vào giáo học lâu. Sau khi ra khỏi phòng CBN thì Bùi Đông Lai trực tiếp đi tới giáo học lâu, ở trước phòng học thì gặp đoàn người Ngô Vũ Trạch. Thấy sắc mặt Hạ Y Na khó coi thì lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết, Hạ Y Na đã gặp chuyện gì. Bởi vì Hạ Y Na là một cô gái thẳng tính, nàng không bao giờ che giấu tâm tình của mình. Mà khi Bùi Đông Lai thấy được sắc mặt của đám người Ngô Vũ Trạch cũng khó coi thì hắn lại càng thêm khẳng định, đồng thời mơ hồ đoán được nguyên nhân. Vũ Trạch, có phải là Hạ Y Na đã biết chuyện của Quách Lệ Na? Chờ sau khi Ngô Vũ Trạch ngồi bên cạnh thì Bùi Đông Lai hạ giọng hỏi. Ừ, Ngô Vũ Trạch gật gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần chua xót.
Sau khi Quách Lệ Na chia tay với ca xong thì nàng đi tìm Ngưu Hải Đào, kết quả là bị hắn làm cho mang ba lô ngược. Hơn nữa tên gia hỏa kia cùng với tên Hà Hoa có quen biết với nhau, có lẽ là muốn trả thù việc lúc trước Hạ Y Na cự tuyệt Hà Hoa cho nên bọn chúng đã đem chuyện này khoe trước mặt chúng ta. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói thế thì Bùi Đông Lai có thể hiểu được tâm tình của Hạ Y Na lúc này, hắn không nhịn được mà nhìn thoáng qua Hạ Y Na, sau đó thở dài, cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết, chuyện này hắn không thể giúp Hạ Y Na nguôi giận, càng không thể giúp Quách Lệ Na giáo huấn tên Ngưu Hải Đào kia. Chỉ có thể trách Quách Lệ Na, chính mình không nhìn được. Lúc này, Ngưu Hải Đào đi theo Hà Hoa vào giáo học lâu của khóa máy tính, hắn chủ động. Hoa ca, ta nghe nói Liễu Nguyệt kia đã gặp bi kịch, chỉ cần nàng gặp bi kịch thì tên mọt sách Bùi Đông Lai kia sẽ cũng bị tai ương. Nếu không, chúng ta, đi tìm hắn để xả giận. Không cần. Vẻ mặt Hà Hoa khinh miệt cười. Hạ Y Na thích tên tiểu tử đó nhưng mà chú cho rằng tên tiểu tử kia có dũng khí ở chung một chỗ với Hạ Y Na không? Ngưu Hải Đào cái hiểu cái không? Hải Đào, chú phải nhớ kỹ, chúng ta là đồ sứ mà tên mọt sách kia chỉ là mái ngói mà thôi. Hà Hoa nhẹ nhàng cười. Thân là đồ sứ chúng ta tại sao lại chủ động đụng vào mái ngói đây? Ta sẽ cho Hạ Y Na biết, mái ngói cuối cùng là mái ngói. Cho dù có cố gắng đi chăng nữa thì cũng không thể nào trở thành đồ sứ. Khi nữ nhân có thai với một nam nhân, thường thường nữ nhân sẽ trở thành đồ chơi của nam nhân kia. Đây là lời của Ngô Vũ Trạch nói Quách Lệ Na khi hai người chia tay. Bởi vì không tin lời nói của Ngô Vũ Trạch, cho nên khi chia tay Ngô Vũ Trạch, ban đêm Quách Lệ Na liền đi tìm Ngưu Hải Đào, kết quả cuối cùng giống như lời nói của Ngô Vũ Trạch, liền bị Ngưu Hải Đào biến thành đồ chơi. Có lẽ bị Ngưu Hải Đào đả kích không nhẹ, có lẽ không biết đối mặt như thế nào với Hạ Y Na, nên suốt 3 ngày Quách Lệ Na không lộ diện. Tuy rằng Hạ Y Na đối với việc gây tội của Quách Lệ Na tức giận không nhẹ, nhưng nhớ lại tình cảm ngày xưa, nên gọi điện thoại cho Quách Lệ Na. Ở trong điện thoại Quách Lệ Na nói lời xin lỗi với Hạ Y Na, đồng thời nói muốn đi ra ngoài giải sầu. Bởi vì Quách Lệ Na giải thích, cơn giận trong lòng Hạ Y Na giảm bớt vài phần, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của nàng. Nàng lại biến thành đóa hoa đầy sức sống. Bùi Đông Lai, cậu biết chơi bóng rổ sao? Hôm nay, giữa giờ nghỉ ngơi tiết thứ nhất, Hạ Y Na chủ động đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai hỏi. Làm sao vậy? Đông Lai vốn đang ôn tập lại bài giảng khi nãy của thầy giáo, ngạc nhiên nghe được lời nói của Hạ Y Na, theo bản năng hỏi. Là thế này, trường học mới quyết định tổ chức cuộc thi tranh tài bóng rổ, mà tớ lại là đội trưởng đội cổ động viên. Sinh viên năm nhất Ngô Vũ Trạch cùng Cổ Văn Cảnh đều báo danh tham gia trận đấu. Mặc dù là ngày đó hai người chút nữa XXX với nhau, nhưng mà dường như Hạ Y Na đã quên việc đó, cũng không có nhăn nhăn nhó nhó trước mặt Bùi Đông Lai, mà là vẫn tươi cười. Nếu cậu biết chơi bóng thì cũng gia nhập vào đội bóng rổ đi. 3 ngày trước, Cổ Bồi Nguyên đem một ít tư liệu về mô hình kinh tế giao cho Bùi Đông Lai. Trong thời gian 3 ngày qua, Bùi Đông Lai ngoại trừ buổi sáng dành thời gian luyện công, luyện quyền, ban ngày đi học, thời gian còn lại dành hết tâm trí vào đống tư liệu kia, không có thời gian để ý đến chuyện khác. Ở dưới tình hình này, đối mặt với lời mời của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai do dự một chút, nói. Tớ sẽ không tham gia. Tại sao? Đôi lông mày Hạ Y Na khẽ nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn khiêu gợi nói. Mấy người chúng tớ đều tham gia, chẳng lẽ cậu muốn đứng ngoài? Như vậy thật mất đoàn kết tập thể. Ngô, bị Hạ Y Na nói như thế, Bùi Đông Lai không khỏi cảm thấy xấu hổ, tuy rằng xấu hổ nhưng cảm thấy lấy lý do đang nghiên cứu mô hình kinh tế làm lý do cự tuyệt thì không tốt lắm, đành phải nói dối. Tớ chỉ chơi bóng rổ vài lần, trình độ bóng rổ vẫn còn kém lắm. Được rồi, nghe được Bùi Đông Lai nói nhủ vậy, Hạ Y Na do dự một chút, không cưỡng cầu Bùi Đông Lai nữa. Dù sao nàng cũng biết nếu muốn gia nhập đội bóng rổ, kỹ thuật quá kém nhất định là không đạt. Thấy Hạ Y Na không nói vậy, Bùi Đông Lai ầm thầm thở ra. Tuy rằng cậu không gia nhập đội bóng rổ, nhưng cũng không thể không có mặt, như vậy đi, khi trận đấu bắt đầu, cậu nhất định phải có mặt để cổ vũ đám người Vũ Trạch. Hạ Y Na suy nghĩ, mở miệng lần nữa, cố gắng thông qua trận bóng rổ này để tiếp xúc Bùi Đông Lai nhiều hơn. Bùi Đông Lai gật đầu cười khổ nói. Được rồi. Không thể không nói, thân là nữ nhi của Hạ Hà, Hạ Y Na có phần làm những cô gái hâm mộ, ghen tị vẻ xinh đẹp cùng tiền tài,
ngoài ra ít nhiều nàng cũng kế thừa một ít ưu điểm của Họa Hà. Sáng sớm, Hạ Y Na đem tất cả nữ sinh khoa kinh tế năm nhất kéo vào đội cổ động viên. Nói chung, ở thời học sinh tham gia phong trào thể dục thể thao, một mặt là yêu thích, còn nữa là hy vọng có thể bày ra ưu điểm, để có thể hấp dẫn kẻ khác giới, thỏa mãn hư vinh trong lòng. Bởi vì Hạ Y Na đem tất cả nữ sinh học khoa kinh tế vào hết đội cổ động viên, tất cả nam sinh học khoa kinh tế, đều rối rít muốn ngay lập tức tham gia vào trận đấu bóng rổ. Rơi vào đường cùng, thân là đội trưởng đội cổ động viên khoa kinh tế, Hạ Y Na trưng cầu ý kiến của Ngô Vũ Trạch, quyết định sau buổi chiều ở sân bóng rổ tiến hành chọn lựa thành viên. Buổi chiều tiết thứ nhất kết thúc, Bùi Đông Lai cũng không theo Ngô Vũ Trạch cùng Cố Văn Cảnh đi tham gia tuyển chọn, mà là một mình trở lại KTX, giống như ba ngày trước, chăm chú xem tư liệu hôm trước của Bùi Nguyên đưa. Reng, reng. Không biết qua bao lâu, điện thoại để trên mặt bàn rung lên. Cầm lấy di động, Bùi Đông Lai giống như ngày thường, nhìn vào điện thoại thấy hình ảnh chụp của Tần Đông Tuyết hiện lên, liếc mắt một cái, sau đó mới bắt máy. Lão bản thân ái, cậu vung tay thật thoải mái a, cậu quả thực chẳng quan tâm. Điện thoại chuyển đến, trong ống nghe truyền thanh âm của Quý Hồng. Chẳng lẽ cậu không sợ tôi đem công lao cực khổ ngài kiếm được nuốt sạch hết sao? Nghi ngờ người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Bùi Đông Lai cười nói. Cô đã nguyện ý giúp tôi làm việc, tôi tự nhiên yên tâm. Vô sỉ. Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng vừa mới chấm dứt một cuộc đàm phán tức giận mắng một câu, sau đó nói. Tôi đã dựa theo phân phó của cậu, đem sự tình ở hàng hồ xử lý xong. Hiện giờ, thế lực ngầm của Phương Chấn Lưu do Phương Hồng Cương xử lý, tập đoàn Bảo Hồ vẫn do CEO Thái Kinh phụ trách, ngoài ra, Ngô Sinh cũng nhậm chức phụ trách tập đoàn Vân Đạt. Cực khổ cho cô rồi. Nghe được Quý Hồng hồi báo, Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm cảm thán Quý Hồng có thể ở trong thời gian ngắn làm được tất cả chuyện này, năng lực tuyệt không thể nghi ngờ. Nguyên bản tôi cho rằng bởi vì muốn chiếu cố bằng hữu của cậu mà để cho Ngô Sinh tiếp quản tập đoàn Vân Đạt là một quyết định sai lầm, nhưng nhìn tình hình mấy ngày qua, xem ra ánh mắt của cậu rất tốt, tuy rằng địa vị của Ngô Sinh ở thương giới hàng hồ không cao, nhưng những chuyện ở tập đoàn Vân Đạt hắn xử lý rất gọn gàng. Lúc này, Quý Hồng không trêu chọc Bùi Đông Lai nữa, mà mang theo vài phần hưng phấn nói. Hơn nữa tôi tiếp xúc với hắn hai lần, phát hiện ra năng lực của hắn không chỉ như vậy. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có hắn xử lý tập đoàn Vân Đạt chắc chắn sẽ trở thành một cây hái ra tiền. Vậy là tốt rồi. Nguyên bản Bùi Đông Lai cũng hơi lo lắng đến năng lực của Ngô Sinh, hiện giờ nghe Quý Hồng nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra, về phần Quý Hồng nói nửa câu sau. Hắn cũng đồng ý. Phải biết rằng, ngân hàng là một trong những thứ kiếm tiền nhiều nhất, nhưng mà lợi nhuận của đám cho vay nặng lãi lại vượt xa ngân hàng. Tập đoàn Vân Đạt hiện hữu ở thị trường, chỉ cần xử lý cẩn thận, dùng để hái ra tiền cũng không quá khoa trương. Lão bản thân ái, hiện nay hàng hồ đã ổn định lại, kế tiếp chuyện thống nhất giữa tôi cùng băng nhân Mỹ nữ Liễu Nguyệt này thì xử lý ra sao? Quý Hồng gian nan nói. Trong mắt của tôi, muốn cho Đông Nguyệt Bang cùng Mãnh Hổ Bang, tập đoàn Thiên Tường cùng tập đoàn Hồng Hải hoàn toàn hợp nhất lại, có thể nói là khó hơn so với chuyện tiếp nhận Phương gia. Kế hoạch cụ thể thế nào cô tự mình dàn xếp? Bùi Đông Lai không chịu trách nhiệm, nói. Yêu cầu của tôi chỉ có một, không cần bại lộ sự tồn tại của tôi. Lão bản thân ái, những chuyện này cậu lại đẩy sang hết cho tôi à? Quý Hồng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói. Kế hoạch của tôi không thành vấn đề, bất quá băng nhân Mỹ nữ Liễu Nguyệt phối hợp vô điều kiện. Không thành vấn đề. Bùi Đông Lai trả lời rất kiên quyết. Mắt thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, Quỳ Hồng nghi ngờ hỏi. Tôi thật tò mò, cậu vì cái gì không muốn bại lộ? Cô cũng biết, quan hệ của tôi và Trần Anh rất tốt, đồng dạng, cô cũng biết nàng ghét ác như cừu. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Nếu để cho nàng biết. Chuyện phát sinh ở hàng hồ là do tôi âm thầm nắm trong tay, nàng tuyệt đối sẽ cùng ta phân rõ giới hạn, làm không tốt sẽ trở mặt. Thì ra là thế. Quý Hồng như có suy nghĩ gì, sau đó cười nói. Xem ra lão bản thực sự quan tâm tới quan hệ với Trần Đại đội trưởng. Hay là cậu muốn khoác lên người bộ đồ cảnh sát? Cút đi. Bùi Đông Lai cười mắng một câu, sau đó cúp điện thoại, nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Vì Quý Hồng lựa chọn làm việc cho mình. Hắn biết rõ, nếu Quý Hồng khăng khăng ở phía đối lập với hắn,
có thể hắn sẽ đánh bại Quý Hồng, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thế lực ngầm trong tay tuyệt đối không có khả năng. Khi điện thoại giữa Bùi Đông Lai và Quý Hồng kết thúc, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu kinh tế kia, trong thời gian này việc chọn lựa sinh viên đại học năm nhất chơi bóng rổ cũng đã kết thúc. Thông qua chọn lựa, 15 sinh viên năm nhất tạo nên một đội bóng rổ, trong đó Ngô Vũ Trạch với trình độ thuộc hạng cao thủ, đã trở thành đội trưởng. Dựa vào sự an bài của nhà trường, đội bóng rổ mới thành lập của sinh viên năm nhất sẽ không có huấn luyện viên, chúng ta tự tổ chức huấn luyện, đồng thời theo sự an bài của trường tham gia trận đấu. Tranh tài một mất một còn, nói cách khác, chỉ cần chúng ta thua thì coi như đã bị loại. Sau khi chọn lựa kết thúc, với thân phận là người dẫn đầu, Hạ Y Na chờ 15 tên đội viên tới, mang theo vài phần nghiêm túc nói. Vì cam đoan chúng ta có thể lấy thành tích xuất sắc nhất, để đi vào vòng trong, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần buổi chiều tiết thứ hai không giảng bài, tất cả tiến hành huấn luyện. Có Hạ Đồng học dẫn đầu, huấn luyện không thành vấn đề, mấu chốt là mang theo đội cổ động viên tới A. Đúng vậy, không có mỹ nữ ở bên, chúng ta huấn luyện cũng không có động lực A. Ha ha! Hạ Y Na vừa thốt lên, có không ít thành viên đối bóng cười. Yên tâm, tớ sẽ dẫn các nàng tới. Hạ Y Na cũng bị chọc cười. Tốt lắm, giải tán. Hạ Y Na tuyên bố giải tán, các đội viên vừa tham gia chọn lựa lần lượt rời đi, chỉ có Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh ở lại, còn có thành viên đội cổ động viên là Tằng Khả Tâm cùng Dương Tính cũng lưu lại. Đương nhiên, đồng học Trang Bích Phàm luôn như hình với bóng với Tằng Khả Tâm cũng không có rời đi. Vũ Trạch, chân nhân bất lộ tướng A. Sau khi nhìn thấy qua trình độ của Vũ Trạch, Trang Bích Phàm mang theo vài phần kinh ngạc cùng tán thưởng nói. Ca xem có chú ở đây, chúng ta sẽ có cơ hội đoạt chức vô địch A. Tụi mày có thể đoạt chức vô địch sao? Lời Trang Bích Phàm vừa nói xong, không đợi Ngô Vũ Trạch mở miệng, trong sân bóng truyền đến một thanh âm. Trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Đám người Hạ Y Na nghe được, theo bản năng hướng sân bóng nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh Hà Hoa, Ngưu Hải Đào mang theo vài tên nam sinh đi vào sân bóng. Trong đó Hà Hoa, Ngưu Hải Đào hai người đều mặc quần áo thể thao không nói, trong tay Ngưu Hải Đào còn cầm một trái bóng rổ. Chẳng lẽ không phục? Thấy Hạ Y Na, Ngô Vũ Trạch mấy người nhìn tới Ngưu Hải Đào khinh miệt cười. Vèo! Thanh âm rơi xuống, Ngưu Hải Đào không dừng lại. Trong nháy mắt khởi động, chạy lấy đà, ngay chỗ hắn đứng bật nhảy lên cao, hai tay cầm bóng rổ, hung hăng ném vào rổ. Phanh! Thanh âm trầm đục truyền ra, quả bóng rổ bị Ngưu Hải Đào hung hăng đập xuống, làm khung bóng rổ rung lên không dứt. Bịch, bịch! Bóng rổ sau khi rơi xuống, không ngừng nảy lên, còn Ngưu Hải Đào hai tay vẫn cầm lấy khung giỏ bóng rổ, như thần linh nhìn xuống những con kiến, nhìn mấy người Ngô Vũ Trạch. Tục ngữ nói. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết kết quả. Ngay cả khi Ngô Vũ Trạch không ưa Ngưu Hải Đào, nhưng chứng kiến trình độ bóng rổ của hắn, Ngô Vũ Trạch cũng phải thừa nhận, Ngưu Hải Đào chơi bóng rổ không tồi, lực lượng rất mạnh, là một trung phong rất có năng lực. Hoa ca, anh cũng biểu diễn để cho Hạ Mỹ Nữ cùng Ngô đồng học mở rộng tầm mắt đi. Sau khi Ngưu Hải Đào hạ xuống, nhặt quả bóng rổ lên, mỉm cười đem bóng mang vào sân đưa cho Hà Hoa. Bá! Bóng rổ vừa vào tay, Hà Hoa không ngừng lại, nháy mắt khởi động, chạy lấy đà, ngay tại chỗ nhảy lên, thân mình bay lên trên không. Đồng thời đem quả bóng đổi qua bên tay trái, làm động tác điệu nghệ, hướng vào khung bóng rổ hung hăng giữ lại. Thả tay ném xuống. Phanh! Thanh âm nặng nề lại truyền ra, quả bóng rổ bị Hà Hoa ném vào trong khung lặng lẽ rơi xuống. Chứng kiến màn biểu diễn của Hà Hoa, biểu tình Ngô Vũ Trạch có chút ngưng trọng. Bởi vì, hắn nhìn ra được, trong màn biểu diễn vừa rồi, sức bật cùng kỹ xảo của Hà Hoa rất xuất sắc, điều này chứng tỏ trình độ của Hà Hoa rất nghiêu bức. Ngô Vũ Trạch nhìn ra thực lực chơi bóng rổ của Hà Hoa rất cáo, còn Hạ Y Na thoáng lâm vào tình cảnh khiếp sợ. Sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì Hạ Y Na thông qua việc chọn lựa của ngành kinh tế, lấy thực lực của Hà Hoa cùng Ngưu Hải Đào, ngay cả đội trưởng đội bóng rổ sinh viên năm nhất là Ngô Vũ Trạch cũng không qua nổi. Hạ Mỹ Nữ. Đội bóng rổ chỉ dựa vào một mình Ngô đồng học mà các người muốn đạt giải quán quân, là chuyện không thể nào. Mắt thấy Hạ Y Na vì biểu hiện của mình mà sợ ngây người, Hà Hoa kiêu ngạo nói. Nếu cô thật muốn giành được ngôi quán quân, không bằng đến nhóm ta làm đội trưởng đội cổ động viên, ta tuyệt đối thỏa mãn nguyện vọng của cô. Hà Hoa, mày có ý gì?
Đối mặt với lời nói của Hà Hoa, Hạ Y Na lạnh lùng nói. Trận đấu còn chưa bắt đầu, còn chưa biết ai sẽ bại trong tay ai đây. Hạ mỹ nữ, ta có thể để cho người tình của hắn ngoại tình cũng có thể cho hắn đắp chiếu trên sân, cho nên cô không cần phải ảo tưởng làm gì cho mệt. Đối mặt với lời phản kích của Hạ Y Na, không đợi Hà Hoa mở miệng, Ngưu Hải Đào đã khinh miệt nhìn Ngô Vũ Trạch, nói. Ha ha! Lời Ngưu Hải Đào vừa thốt ra, những nam sinh bên phía Ngưu Hải Đào phá lên cười. Tuy rằng tính tình Ngô Vũ Trạch rất tốt, nhưng, đối mặt với những lời khiêu khích của Ngưu Hải Đào, kìm lòng không được hai tay nắm chặt, trong ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ không che giấu. Chỉ là, phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn không có lựa chọn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, mà nhìn chằm chằm vào hai người Hà Hoa cùng Ngưu Hải Đào. Không riêng gì Ngô Vũ Trạch, đám người Hạ Y Na cũng vô cùng phẫn nộ, theo bọn hắn xem, Ngưu Hải Đào cùng Hà Hoa thật sự là khinh người quá đáng. Hải Đào, lời này của chú không đúng rồi. Đối mặt với lửa giận của đám người Hạ Y Na, Hà Hoa chẳng những không để ý, còn cười trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ chú quên Hạ mỹ nữ còn có một vũ khí bí mật sao? Cái gì? Con mọt sách kia, chỉ cần con mọt sách kia ra sân, quán quân nhất định sẽ thuộc về khoa kinh tế. Ha ha! Thanh âm Hà Hoa vừa dứt, tiếng cười châm chọc lại vang lên. Có người sắc mặt thật khó coi. Xét về lĩnh vực gì thì khi nào mới bắt đầu cũng cảm thấy dễ dàng, nhưng càng về sau muốn tiếp thu thì khó khăn lại càng tăng thêm. Xem ra, Bùi Đông Lai muốn hoàn toàn hiểu rõ về giả thuyết kinh tế học, hơn nữa còn dựa theo yêu cầu của cổ Bồi Nguyên, làm ra một cái mô hình về giả thuyết kinh tế. Đối với vấn đề này các nhân sĩ hoặc các đại lão cũng không dễ dàng làm được, huống chi với một sinh viên như hắn muốn thành công không phải là dễ dàng. Từ khi Bùi Đông Lai dung hợp với linh hồn Tiêu Phi, năng lực của hắn đã được tăng lên, nhưng, dù vậy, ngay từ đầu, đối mặt với môn học vấn cực kỳ xa lạ này, hắn vẫn lờ mờ không hiểu rõ, lại có một cảm giác lực bất tòng tâm. Buổi chiều hôm nay, Bùi Đông Lai bởi vì không có tiết học, giống như ngày thường, ở trong phòng ngủ, ngồi trước bàn học, mải miết nhìn tư liệu. Cả ký túc xá chỉ có một mình hắn, Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh vì tham gia giải đấu bóng rổ của sinh viên năm nhất, nên đã sớm rời phòng. Mà thân là cổ động viên nam duy nhất, Trang Bích Phàm cũng cùng đám người Hạ Y Na sớm đi chuẩn bị. Reng, reng. Đột nhiên, trong phòng ngủ bỗng vang lên tiếng điện thoại, Bùi Đông Lai liền quay về hiện thực, nhịn không được vỗ trán một cái, thầm mắng mình hồ đồ. Hai tuần lễ trước, hắn đã đáp ứng Hạ Y Na, muốn đi cổ vũ đám người Ngô Vũ Trạch, nhưng, bởi vì một lòng một dạ nghiên cứu tài liệu, chỉ có đi xem trận đấu đầu tiên của đội kinh tế, những trận khác đều không có quan sát. Mà bởi vì hôm nay đội quản lý kinh tế vào trận chung kết đầu với đội Hà Hoa, Ngưu Hải Đào, cho nên vô luận là Hạ Y Na hay Ngô Vũ Trạch đều hạ mệnh lệnh, yêu cầu Bùi Đông Lai phải đi ra sân bóng quan sát trận đấu. Ở thời gian này, giọng nói di động vừa vang ra, Bùi Đông Lai lập tức cho là Hạ Y Na gọi điện thúc giục. Ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai, khi hắn cầm lấy điện thoại Nokia mà Qua Tử mua cho hắn, phát hiện không phải là Hạ Y Na gọi, mà là Quý Hồng Điện. Lão bản thân ái, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Điện thoại chuyển đến, giọng nói quen thuộc của Quý Hồng truyền ra, giống như yêu nghiệt xuống nhân gian, oán khí tận trời. Đồng dạng ở hai tuần lễ trước, Quý Hồng xử lý xong công việc ở Hàng Hồ, hỏi Bùi Đông Lai làm sao để giải quyết vấn đề Mãnh Hổ Bang, tập đoàn Thiên Tường cùng tập đoàn Hồng Hải, lúc ấy Bùi Đông Lai nhường kế hoạch cho mình. Ba ngày trước, Quý Hồng liền vạch ra kế hoạch, gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai, lúc ấy. Bùi Đông Lai vừa vặn nghiên cứu ra một ít kế hoạch, hẹn Quý Hồng chờ hai ngày nữa. Nhận thấy oán khí trong giọng nói của Quý Hồng, Bùi Đông Lai hiểu được là chuyện gì xảy ra, tự biết đối lý, cười nói. Quý tỷ, buổi tối ta định điện thoại cho tỷ, để lấy kế hoạch từ tỷ. Có lẽ đối với hành động cho mình leo cây của Bùi Đông Lai nên Quý Hồng cười lạnh nói. Dù sao ta cũng chỉ là người làm công. Nga! Bùi Đông Lai xoa nhẹ huyệt thái dương cười khổ nói. Như vậy đi, tỷ tỷ, đêm nay ta mới tỷ uống rượu bồi tội. Nha, chuyện lạ nha, nam nhân nguyện ý bồi tỷ uống rượu, có xếp từ Đông Hải đến Nam Cảng cũng không hết. Quý Hồng không vừa lòng nói. Bùi Đông Lai cười tủm tỉm nói. Quý tỷ, tỷ xác định nhưng kẻ đó chỉ vì bồi rượu tỷ mà tới, không có ý khác sao? T. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Quý Hồng tức giận hai tòa nhũ phong rung lên,
ở nàng xem ra, Bùi Đông Lai quả thực coi thường mị lực của nàng. Phàm là mỹ nữ, các nàng đều có lòng kiêu ngạo của mình. Quý Hồng là mỹ nữ trong mỹ nữ, phần kiêu ngạo kia có thể coi là cao hơn so với các nữ nhân bình thường. Hiện giờ, đối mặt với hành vi coi thường của Bùi Đông Lai, chính là không thể nhẫn nhịn được nữa. Bùi Đông Lai, tỷ mặc kệ. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng Quý Hồng không phát ra phần âm đọc của xà mỹ nữ, mà là giống như tiểu nữ sinh, nổi lên tính khí đùa bỡn. Ngay cả mỗi lần Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng gặp mặt, bộ dạng Quý Hồng đều cười hì hì, nhưng, hắn cũng rõ ràng, Quý Hồng là xà mỹ nữ, rất tàn nhẫn. Đối với lần này, ngạc nhiên nghe được lời nói của Quý Hồng mang theo vài phần hờn dỗi, vài phần đùa giỡn, thì Bùi Đông Lai không khỏi vui vẻ. Quý tỷ, đêm nay ta không đi tìm tỷ thì ta chính là con lừa, tốt lắm, cứ như vậy à, ta còn có việc. Bùi Đông Lai nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, cũng không đem lời nói của Quý Hồng để trong lòng. Bởi vì, hắn biết, Quý Hồng nguyện ý giúp hắn làm việc, cũng coi như hắn và Quý Hồng đã buộc chặt lại với nhau. Này tên Vương Bát Đản! Đầu bên kia điện thoại, nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Quý Hồng thiếu chút nữa hôn mê, dường như nàng cảm giác cầu Bùi Đông Lai đi tìm mình. Quý Hồng mắng, nhưng Bùi Đông Lai cũng không nghe được, sau khi hắn cúp điện thoại, không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, định đi khỏi phòng. Reng, reng! Không đợi Bùi Đông Lai khóa phòng ngủ, điện thoại lại vang lên. Nghe được âm thanh của di động, Bùi Đông Lai âm thầm kêu khổ, nhấn nút nghe điện thoại. Bùi Đông Lai, cậu cũng thật quá đáng đi. Trận đấu quan trọng như vậy, cậu lại có thể không đến trợ chiến sao? Điện thoại được chuyển đến, giọng nói của Hạ Y Na vang lên trong vô tuyến truyền vào tai Bùi Đông Lai, trong giọng nói oán khí không khác Quý Hồng là mấy. Tớ đang đi đến sân bóng rổ đây. Bùi Đông Lai hơi lúng túng nói. Coi như cậu có lương tâm. Biết được Bùi Đông Lai đang đi đến sân bóng, giọng nói Hạ Y Na uyển chuyển, mang theo vài phần ôn nhu. Còn 20 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, cậu ra nhanh lên. Ừ. Bùi Đông Lai nói xong liền cúp điện thoại, cước bộ đi nhanh về hướng sân bóng. Đông Hải là một thành phố nổi tiếng, về phương tiện của Đại học Đông Hải cũng thuộc lại nhất nhì cả nước. Sân vận động nghe nói là mời chuyên gia người nước ngoài về thiết kế, đơn vị thi công cũng thuộc dạng nổi danh trong quốc nội. Sân vận động có rất nhiều hạng mục, như sân bóng rổ, cầu lông, bóng bàn. Lúc Bùi Đông Lai đi tới sân bóng đã tấp nập người, phóng tầm mắt, bốn phía đã đông nghịt đầu người. Dường như hai đội đã khởi động xong, trở lại phần sân của mình, tụ tập một chỗ, nghiên cứu chiến thuật. Ở giữa sân, một tốp nữ sinh mặc quần đùi và áo màu trắng đang nhún nhảy theo giọng hát của bài Dô 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 à lê à lê khiến nam sinh toàn trường vỗ tay hô to, đồng thời còn có không tí những tiếng cười to. Hiển nhiên, màn biểu diễn kia thật sự quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bên kia sân bóng, thân là đội trưởng đội cổ động viên khoa kinh tế, Hạ Y Na dẫn theo một đoàn mỹ nữ chuẩn bị lên sân bóng. Dưới ánh đèn, vẻ mặt Hạ Y Na lộ ra vài phần lo lắng. Hạ tỷ, chị làm sao vậy? Mắt thấy Hạ Y Na lo lắng, một nữ sinh thần tình nghi hoặc hỏi han. Sở dĩ nghi hoặc, bởi vì nàng biết vũ đạo của Hạ Y Na rất tốt. Lần nhảy này cũng chỉ là tập thể dục buổi sáng, không có khả năng lo lắng khi xuất hiện trên sân khấu sân bóng mới đúng. Hạ tỷ của chúng ta đang chờ Trạng Nguyên Lang xuất hiện. Không đợi Hạ Y Na đáp lời, một nữ sinh khác vẻ mặt xấu xa nói. Ở hai tuần lễ trước, bởi vì thái độ Hạ Y Na nhiệt tình, tính tình thẳng thắn, thêm hào phóng, đã chiếm được nhiều cảm tình của các nữ sinh, đồng dạng, thành viên cổ động viên cũng biết Hạ Y Na thích Bùi Đông Lai. Giống như xác minh lời nói của nữ sinh kia, khuôn mặt Hạ Y Na đang lo lắng chợt thấy thân ảnh Bùi Đông Lai tiến vào sân bóng, ánh mắt lập tức sáng ngời, trên mặt không còn biểu tình lo lắng chỉ còn lại sự hưng phấn. Tiếp theo, xin mời đội cổ động viên khoa kinh tế biểu diễn. Cùng lúc đó giọng nói của người chủ trì trận đấu vang lên. Hú! Người chủ trì vừa thốt lên, các nam sinh ở khán đài giống như là uống phải thuốc kích thích, kêu gào lên. Toàn bộ ánh mắt đều tụ tập trên đám người Hạ Y Na. Bùi Đông Lai cũng không ngoại lệ. Ở trong ánh mắt chăm chú của Bùi Đông Lai, thân mặc áo màu đen, váy ngắn, giày màu trắng, đội vổ động viên với sự dẫn dắt của Hạ Y Na tiến ra giữa sân, đứng vững đội hình. Đột nhiên, một điệu nhạc cực kỳ bốc lửa vang lên, đám người Hạ Y Na lập tức theo tiếng nhạc, liền bắt đầu nhảy. Hư,
hư, hú. So với màn biểu diễn khi nãy, đội cổ động viên kinh tế chẳng những tư sắc không tầm thường, dáng người gợi cảm, hơn nữa kỹ thuật nhảy cũng rất đẹp. Khi các nàng biểu diễn, lập tức làm cho nam sinh toàn trường như được uống thuốc kích thích, tiếng la ầm ĩ, vang vọng cả sân bóng. Một lần nữa đi. Mấy phút sau, khi màn biểu diễn kết thúc, tiếng gọi ầm ĩ trên khán đài vang lên, đám người Hạ Y Na đi ra khỏi sân bóng, đám nam sinh liền kêu gào, đối với bọn hắn mà nói, đi xem bóng rồi lại được xem các mỹ nữ nhảy múa thì không gì hơn. Trên khán đài các nam sinh gào lên không dứt, giống như muốn đám người Hạ Y Na tiếp tục biểu diễn, ngay khi đó, Hạ Y Na đã đi thẳng tới chỗ Bùi Đông Lai. Hạ mỹ nữ, nơi này, nơi này. Ha ha. Thấy Hạ Y Na một mình đi xuyên qua sân bóng rổ, hướng cổng sân bóng, khán giả cũng không biết Hạ Y Na muốn làm cái gì, trong đó có một ít nam sinh gan lớn, mặt dày lập tức hướng về phía Hạ Y Na hô to, làm toàn trường cười vang không dứt. Hạ Y Na cũng không để ý đến tiếng cười, mà là có chút kích động, lập tức đi tới chỗ Bùi Đông Lai. Hạ mỹ nữ muốn làm gì đây? Tiếng cười ngắn ngủi qua đi, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Hạ Y Na. Tò mò vì sao Hạ Y Na lại đi về cổng sân bóng. Không để ý đến. Giờ khắc này đối với Hạ Y Na mà nói, xung quanh hết thảy như không có ai. Trong mắt nàng chỉ có một người, đó là Bùi Đông Lai. Một bước, hai bước, ba bước. Rốt cục. Dưới sự chăm chú của toàn trường, Hạ Y Na đi tới trước người Bùi Đông Lai, giận dữ chừng mắt nhìn Bùi Đông Lai nói. Bảo cậu đến sớm một chút mà lại không chịu đến. Chắc là không kiếm được chỗ ngồi chứ gì. Nhận thấy được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình và Hạ Y Na, Bùi Đông Lai cũng không có cảm giác không thích ứng, chỉ là có chút xấu hổ, cười khổ nói. Trận đấu không phải còn chưa bắt đầu sao? Đi theo tớ. Hạ Y Na mang theo vài phần giận dữ, liếc mắt Bùi Đông Lai một cái, đồng thời không biết lấy dũng khí từ đâu, kéo Bùi Đông Lai đi vào. Nhận thấy được sự mềm mại của cánh tay nhỏ bé của Hạ Y Na, Bùi Đông Lai lập tức ngẩn ra, đã quên giãy giụa, tùy ý để Hạ Y Na nắm tay hắn. Hư, hư. Thấy một màn như vậy, ánh mắt nam sinh toàn trường đều có vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị, đồng thời huýt sao, tựa hồ muốn nói một đóa hoa tươi cắm ở bãi phân châu. Hạ Y Na a à, Hạ Y Na, cô tưởng để cho hắn tới nơi này, chỉ khi nào hắn biết thực lực giữa ta và hắn chênh lệch như thế nào thì hắn mới biết tự ti. Hà Hoa thấy một màn như vậy, âm trầm cười nói. Bởi vì, sân khấu ngày hôm nay thuộc về ta. Trong lúc nhất thời, bốn phía sân bóng rổ vang lên tiếng huýt sáo. Dưới ánh đèn, Hạ Y Na cầm tay Bùi Đông Lai, nhất thời khuôn mặt hiện lên vẻ ửng đỏ hơn nữa tâm tư lập còn treo ở cổ họng. Khẩn trương. Chưa từng có lần nào Hạ Y Na lại khẩn trương như lúc này. Hoặc là ngọn đèn quá mức chói mắt, trên khán đài các nam sinh không thể thấy rõ vẻ khẩn trương trên mặt Hạ Y Na. Bọn hắn chỉ thấy Hạ Y Na chủ động nắm tay Bùi Đông Lai. Hỗn đàn, buông tay Hạ Mỹ nữ ra. Sau đó, các nam sinh phát ra âm thanh kháng nghị, hiện giờ trong lòng bọn hắn Hạ Y Na chính là nữ thần mà lại đi chủ động cầm tay một nam sinh, bọn hắn cho rằng hành động đó là khinh nhờn nữ thần. Hỗn đàn, buông tay Hạ Mỹ nữ ra. Trên khán đài nam sinh thích Hạ Y Na cũng không phải là một hay hai người, mà là rất nhiều người. Cho nên dưới tình hình như vậy nghe có người nói thì bọn hắn lập tức phụ họa theo, làm khán đài một mảnh hỗn loạn. Lúc trước Bùi Đông Lai không nghĩ Hạ Y Na sẽ chủ động nắm tay hắn, nhất thời có chút kinh ngạc bị Hạ Y Na kéo đi, lúc này lại nghe thấy tiếng kháng nghị của các nam sinh, nguyên bản hắn đang cân nhắc có nên rút tay ra hay không, hắn đi nhanh đuổi theo Hạ Y Na cười khổ nói. Hạ Y Na, nếu cậu không buông tay tớ ra, phỏng chừng tớ sẽ bị đám người này phun nước bọt chết đuối mất. Lúc trước Hạ Y Na nhất thời xúc động, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chủ động nắm tay Bùi Đông Lai. Nguyên bản bởi vì nàng chủ động nắm tay, nàng sợ Bùi Đông Lai sẽ cự tuyệt, trong lúc nhất thời lộ vẻ khẩn trương. Lúc này, mơ hồ nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Hạ Y Na chẳng những không buông tay, tương phản còn nắm chặt hơn. Tớ mặc kệ bọn hắn, thích nói gì thì cứ nói. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút. Vì để tránh ánh mắt của mọi người nhìn Hạ Y Na, cũng là để cho nàng khỏi thương tâm, nhất thời để mặc cho Hạ Y Na nắm tay hắn, hướng tới đội cổ động viên khoa kinh tế. Hạ tỷ, các người thật lãng mạn nha. Mắt thấy Hạ Y Na nắm tay Bùi Đông Lai đi tới,
một mỹ nữ đội cổ động viên thần tình hâm mộ nói. Không phải lãng mạn, mà là hạnh phúc. Trang Bích Phàm lên tiếng trêu chọc. Đến đây, Đông Lai. Ngô Vũ Trác đang cùng đồng đội nghiên cứu chiến thuật cũng hướng Bùi Đông Lai cười cười chào hỏi, chỉ là nụ cười có vẻ hơi gượng ép, mắt mơ hồ nhíu lại. Nhận thấy được vẻ dị thường của Ngô Vũ Trạch, Bùi Đông Lai đoán được Ngô Vũ Trạch đối với lòng tin đội kinh tế thắng không có cơ hội, nhưng không muốn ảnh hưởng tới sĩ khí của các đội viên, chỉ là bắt tay, gật đầu cười. Theo sau, Bùi Đông Lai ở lại chỗ đội cổ động viên, ngồi cùng Trang Bích Phàm một chỗ, cùng các nàng cùng nhau cổ vũ cho đội bóng, mà Ngô Vũ Trạch dẫn theo đồng đội ra sân. Thấy đám người Ngô Vũ Trạch ra sân, Hà Hoa Thân là đội trưởng, cũng dẫn dắt đội mình ra sân. Nhưng, trong lúc ra sân, đặc biệt hướng tới Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua, ánh mắt nghiền ngẫm. Mắt thấy hai đội ra sân, tiếng động trong sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, đa số ánh mắt mọi người đều đặt lên hai đội bóng, chỉ có những người thầm mến Hạ Y Na nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na, tựa hồ nghĩ xem hai người là gì của nhau. Sau đó, Hà Hoa cùng Ngô Vũ Trạch được trọng tài gọi đến để chọn sân. Thân là chủ lực trong đội Ngưu Hải Đào lắc thân mình đi tới chỗ Bùi Đông Lai cùng Hạ Y Na cách một khoảng, nhìn Bùi Đông Lai chào phúng cười. Con mọt sách, làm một tiểu bạch kiếm, có mùi vị ra sao? Bùi Đông Lai nghe Ngưu Hải nói mơ hồ cảm thấy khiêu khích, hắn ngẩng đầu liếc Ngưu Hải Đào một cái, quả thật nhìn thấy bộ mặt Ngưu Hải Đào dương dương tự đắc. Mặc dù vậy, hắn cũng không nói gì, đem lời nói của Ngưu Hải Đào trở thành không khí. Mày mở miệng thì nói cho sạch đi một chút. Bùi Đông Lai không muốn cùng Ngưu Hải Đào chấp nhận, Hạ Y Na lại nổi giận, bởi vì Ngưu Hải Đào cùng Hà Hoa hai người nhiều lần khiêu khích, hiện giờ thấy Ngưu Hải Đào không để Bùi Đông Lai vào trong mắt, nàng có thể vui sao? Một con chó hướng cậu sủa, chẳng lẽ cậu cũng muốn bắt chước nó, cùng nhau mắng với nó sao? Thấy Hạ Y Na phẫn nộ đứng dậy, Bùi Đông Lai cười cười, ý bảo nàng ngồi xuống. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế, cơn tức trong lòng Hạ Y Na lập tức tiêu tan. Gật đầu cười, mà những thành viên đội cổ động viên khoa kinh tế cũng bị chọc cười, đồng thời không nhịn được nhìn Bùi Đông Lai một cái, dường như các nàng nam mơ cũng không ngờ, Bùi Đông Lai thoạt nhìn rất bình thường, không ngờ lại cường thế như vậy. Mày! Bùi Đông Lai thể hiện sư nghiêu bức, làm cho Ngưu Hải Đào lửa giận ngút trời, hắn cố nén cơn tức, giữ tợn cười. Con mọt sách, mày không tự đắc được bao lâu nữa đâu. Nói xong, Ngưu Hải Đào thu hồi ánh mắt. Phát hiện Hà Hoa cùng Ngô Vũ Trạch đã chọn lựa sân xong. Để ta đùa giỡn các ngươi, để xem đội kinh tế chúng mày chịu được bao lâu. Dưới ánh đèn, Ngưu Hải Đào hướng sân bóng đi tới, một bên tức giận hét lớn. Nói thật hay, hạnh hạ chết học viện quản lý. Ngưu Hải Đào vừa gầm lên giận dữ, thành viên khoa hệ vỗ tay bảo hay. Trận đấu còn chưa mở màn, ai hành hạ ai không nói trước được đâu. Đối mặt với sự khiêu khích cùng nhục nhã, thành viên khoa kinh tế thập phần khó chịu, mở miệng phản kích, nhưng, lời phản kích vừa nói ra, lập tức bị dìm ngập. Tất cả chuyện này, bởi vì bọn hắn cũng đều biết, khoa hệ có Ngưu Hải Đào cùng Hà Hoa phối hợp, thực lực so với khoa kinh tế mạnh hơn rất nhiều, học viện quản lý muốn thắng, thật sự quá khó khăn. Đúng 4 giờ. Theo tiếng còi của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu, bóng giữa sân, Ngưu Hải Đào nhảy lên thật cao, dẫn đầu đem quả bóng đẩy sang một bên cho Hà Hoa. Sau đó chạy hướng dưới khung rổ. Hà Hoa nháy mắt đón bóng, làm ra động tác xoay người, lách qua người đội viên khoa kinh tế, đón bóng, làm liền một mạch, rất có phong độ của cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như nói hôm nay không ít nam sinh tới vì Hạ Y Na, như vậy, trên khán đài phần lớn nữ sinh tới vì Hà Hoa. Trong thời gian một tháng qua, Hà Hoa bằng vào diện mạo anh tuấn, dáng người thon dài, khí chất cũng không tầm thường, luôn luôn được các nữ sinh để ý. Có thể nói hắn là nhân vật phong vân trong Đại học Đông Hải, hoàn toàn không kém gì Hạ Y Na. Cho nên chứng kiến phong cách biểu diễn của Hà Hoa, nữ sinh toàn trường đều hưng phấn hét lên. Bên trong toàn trường vang lên tiếng hoan hô, Hà Hoa không ngừng lại mà là gia tăng tốc độ, lắc người, thoải mái qua hai đội viên khoa kinh tế. Bá! Liên tục qua người, Hà Hoa thấy Ngô Vũ Trạch cùng một đội viên khác ra đón chào, Hà Hoa cũng không đơn đả độc đấu. Mà là trực tiếp đem bóng chuyên cho Ngưu Hải Đào, đồng thời bước nhanh về phá khung rổ. Bộp! Ngưu Hải Đào đón bóng, hắn cũng không ngừng lại, thuận tay ném lên, quả bóng lơ lửng trên cao. Trong phút chốc, cả sân chợt yên tĩnh, khán giả nhìn theo quả bóng.
khán giả nhìn theo quả bóng. Phút. Cùng lúc đó, Hà Hoa đang đứng dưới khung rổ, dưới chân phát lực, cả người nhảy lên, hai tay giơ lên cao, một phát bắt trúng quả bóng, sau đó, nhắm ngay khung bóng rổ, hung hăng ném vào. Bóng rơi vào rổ. Lộp bộp, lộp bộp. Tiếng bóng rơi xuống đất làm vỡ tan sự im lặng trong sân bóng, quả bóng bị Hà Hoa trực tiếp ném vào khung bóng rổ. A, à, Hà Hoa, anh thật khoe mạnh, đẹp trai. Hà Hoa, thêm lần nữa đi. Hà Hoa, em yêu anh. Mắt thấy Hà Hoa cùng Ngưu Hải Đào phối hợp như tuyển thủ chuyên nghiệp, toàn trường vốn đang im lặng, bỗng dưng âm thanh các nữ sinh vang lên, trong nháy mắt những em đứng lên liền cua tay kích động hô to. Trên sân bóng, đội bóng khoa kinh tế bị một đòn phủ đầu liền có chút ngây ngốc, chỉ có Ngô Vũ Trạch bình tĩnh đi đến khung rổ nhặt bóng lên. Trận đấu mới bắt đầu thôi, chúng ta tỉnh táo lại một chút. Nhặt bóng lên, Ngô Vũ Trạch hô lớn một tiếng, chờ các đội viên lấy lại tinh thần, mới phát bóng. Trận đấu tiếp tục bắt đầu, Ngô Vũ Trạch truyền bóng cho đồng đội ở phía sau, đồng đội lại truyền cho hắn, hắn dẫn bóng tới giữa sân rồi tăng tốc chạy nhanh. Rất nhanh, Ngô Vũ Trạch cùng đồng đội thông qua một loạt động tác phối hợp, bằng vào đồng đội che chở đã đột phá qua phần sân của đối phương, sau đó Ngô Vũ Trạch quyết định lên rổ. Đi xuống cho ta. Mắt thấy cổ tay Ngô Vũ Trạch run lên, Ngưu Hải Đào ngay tại chỗ bắn ra, hắn nhảy lên, bàn tay chém ra. Giống như là đạp ruồi dũng sức vỗ về phía quả bóng trong tay Ngô Vũ Trạch. 3. Âm thanh chói tai vang lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong sớ, quả bóng trực tiếp bị Ngưu Hải Đào đánh bay ra ngoài. 2. Ngưu Hải Đào uy vũ. Thấy Ngưu Hải Đào làm vậy, nam sinh đều lớn tiếng hoan hô, mà khoa kinh tế trực tiếp ỉu xìu. Không riêng gì bọn hắn, ngay sắc mặt cả đội viên đội bóng lập tức ủy khuất. Sĩ khí, xuống dốc không phanh. Tao đã nói rồi, tao có thể cho người yêu của mày ngoại tình thì cũng có thể hung hăng vũ nhục mày. Mắt thấy thành viên khoa kinh tế ủ rũ thì Ngưu Hải Đào bước đến trước mặt Ngô Vũ Trạch cười lạnh, nói. Ngô Vũ Trạch cắn răng, bàn tay nắm chặt, xoay người đi nhặt bóng. Thấy bộ dạng ủy khuất của Ngô Vũ Trạch, nghe Ngưu Hải Trạch nói thế thì đôi chân mày Bùi Đông Lai trao lên, ánh mắt hơi híp lại một chút. Thấy Ngô Vũ Trạch đi nhặt bóng. Một gã đội viên cách quả bóng không xa liền lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến chỗ quả bóng, nhặt lên. Ha ha! Trận đấu lại bắt đầu, thành viên đội của Ngưu Hải Đào nhìn lên khán đài còn khán giả cười vang. Nhưng, đội viên khoa kinh tế phát bóng ở thời điểm quá khẩn trương, bóng lập tức rơi vào tay Hà Hoa. Theo sau, Hà Hoa như một con ngựa đứt cương, đưa bóng thẳng tới sân bên học viện quản lý, ném bóng vào rổ đưa tỷ số lên 4-0. Hà Hoa, Hà Hoa. Phong cách biểu diễn của Hà Hoa lại khiến cho cả sân bóng vang lên tiếng hét chói tai, những nữ sinh ủng hộ Hà Hoa thì điên cuồng, hô to tên Hà Hoa. Đối mặt với tiếng hoan hô của mọi người, Hà Hoa ngửa đầu, cao ngạo nhìn vào chỗ Bùi Đông Lai và Hạ Y Na liếc mắt một cái miệng kia hận không thể vênh tới trời. Có lẽ bởi vì sự thể hiện của các thành viên khoa kinh tế không được tốt, Hạ Y Na lo lắng khí thế đội bóng không còn. Nàng không có nhận thấy được ánh mắt của Hà Hoa. Bùi Đông Lai đã nhận ra được ánh mắt của Hà Hoa, nhưng không có để ý. Trận đấu tiếp tục, mặc dù Ngô Vũ Trạch chơi bóng rất hay, trình độ phát huy hết khả năng, sĩ khí tăng lên, nhưng, sau khi cuộc tranh tài hiệp một kết thúc, tỷ số vẫn là 10-24, khoa kinh tế vẫn bị rớt lại phía sau, với lại bộ môn bóng rổ là dành cho tập thể, huống chi, nói riêng về kỹ thuật. Vô luận là Ngưu Hải Đào hay là Hà Hoa cũng không thua kém Ngô Vũ Trạch, kể từ đó, có thể nói là một cây làm chẳng lên non. So sánh với hiệp 1 mà nói, hiệp thứ 2, bên khoa hệ phái ra 2 cầu thủ kèm Ngô Vũ Trạch, hạn chế Ngô Vũ Trạch không nói, Ngô Vũ Trạch bị Ngưu Hải Đào coi như pho tương, trực tiếp đánh bại đội quản lý học viên, tỷ số hiện tại là 18-48. Đội khoa kinh tế, nhanh đi về tắm rửa ngủ đi, đừng làm mất mặt nữa. Chứng kiến thời gian trên đồng hồ cứ như thế mà trôi qua, cổ động viên bên Ngưu Hải Đào liền hưng phấn không thôi, tiếng cười nhạo không ngừng vang ra. Nghe đám người đứng ngoài cười nhạo, đội bóng khoa kinh tế thật sự muốn phản bác, nhưng chính mình không thể thắng đội bên kia, chỉ có thể nén giận, biệt khuất tới cực điểm. Mà bao gồm cả Ngô Vũ Trạch bên trong, các đội viên khoa kinh tế như là một đám binh bại trận, ủ rũ. Chẳng qua mới được nửa hiệp hai thôi, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hạ Y Na thấy thế, nhịn không được đứng lên, vỗ tay kêu lên.
không một tiếng trả lời. Ngay cả Ngô Vũ Trạch cùng đội viên khoa kinh tế đều rất rõ ràng, thực lực của đội mình chính là không bằng đối phương, hơn nữa điểm số lại rất sau một đoạn đường dài, muốn lật bại thành thắng thì không có khả năng. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Hạ Y Na cũng rõ ràng, vừa rồi chỉ là nàng cổ vũ đám người Ngô Vũ Trạch mà thôi, ở nàng xem ra, cho dù thua bóng cũng không thể thua sĩ khí, huống chi lại ở trước mặt của hai người Hà Hoa cùng Ngưu Hải Đào. Đám người Ngô Vũ Trạch trầm mặc không nói, ở trong trận đấu chung kết này, Ngô Vũ Trạch bị cướp bóng 3 lần, Ngưu Hải Đào đi tới liếc mắt nhìn đám người Ngô Vũ Trạch một cái, lại hung ác nhìn Bùi Đông Lai, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên người Hạ Y Na. Hạ mỹ nữ, Hoa ca có nói, nếu cô đến kế bên ta làm cổ động viên, cổ vũ hiệp đấu sau cho bọn ta có thể lưu lại mặt mũi cho các ngươi, sẽ không để các ngươi thua thảm bại. Bá, ngạc nhiên nghe được lời nói khinh người quá đáng của Ngưu Hải Đào, không riêng gì Hạ Y Na, đội viên đội bóng cùng thành viên đội cổ động viên đều trợn trừng mắt nhìn Ngưu Hải Đào. Nếu Hạ Y Na không làm điều đó thì sao? Lúc này đây, không đợi Hạ Y Na mở miệng trả lời, Bùi Đông Lai đứng lên, ôn hòa hỏi han. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Ngưu Hải Đào vốn ngẩn ra, theo sau châm chọc cười nói. Hắc hắc, hài tử, chẳng lẽ mày không biết tự ti sao? Mày định trước mặt mỹ nữ làm anh hùng sao? Mày! Ngưu Hải Đào cuồng không ai bì nổi hơn nữa lại còn cười nhạo Bùi Đông Lai, Hạ Y Na hoàn toàn nổi giận, nàng bay thẳng đến chỗ Ngưu Hải Đào đứng. Hạ mỹ nữ, nếu cô không muốn, như vậy, người đợi đến hiệp sau đợi cho chúng ta nhục nhã đi. Ngưu Hải Đào đắc ý cười, tuyệt đối không để ý tới sự tức giận của Hạ Y Na. Đối mặt với lời cuồng ngạo của Ngưu Hải Đào, Bùi Đông Lai không có để ý tới, mà là bắt lấy Hạ Y Na, khẽ lắc đầu, bảo nàng không nên vọng động. Hạ Y Na thấy được trong con người Bùi Đông Lai toát lên hàn ý cũng sự bình tĩnh, an tâm rất nhiều, mà Bùi Đông Lai nhìn Ngô Vũ Trạch hỏi. Vũ Trạch, hiệp đấu sau, ca có thể ra sân không? Ân. Lời Bùi Đông Lai vừa thốt ra, không riêng gì Ngưu Hải Đào, ngay cả Ngô Vũ Trạch cùng đám người Hạ Y Na cả kinh không nhẹ. Bởi vì, ở trong trí nhớ của bọn hắn, sau khi Bùi Đông Lai vào trường học, chưa bao giờ chơi qua bóng rổ, thậm chí, Hạ Y Na còn hỏi riêng Bùi Đông Lai xem có biết chơi bóng rổ hay không, Bùi Đông Lai nói trình độ bóng rổ của mình rất tệ. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai lại hỏi có thể hay không ra sân, điều này có thể làm cho bọn họ không kinh ngạc sao? Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Ngây người ngắn ngủi qua đi, Ngưu Hải Đào giống như nghe được chuyện cười hay nhất thế giới, cười đến nỗi chảy nước mắt, sau khi cười xong, hắn liếc Bùi Đông Lai nói. Như thế nào, con mọt sách, mày cũng muốn đi lên tìm xui xeo. Sợ ư? Bùi Đông Lai cũng cười, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Sợ? Ngưu Hải Đào được một trận ngạc nhiên, thiếu chút nữa tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Hai tử, tao xem đầu óc mày học nhiều quá cho nên đã hư rồi. Ân, tuy nói dựa theo quy định, mày không phải đội viện của khoa kinh tế không thể ra sân, nhưng quy củ là do người định, mày đã muốn tìm nhục nhã, tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày. Tao cam đoan, từ nay về sau, mày cùng tên Hà Hoa kia ngay cả dũng khí để sờ vào bóng rổ cũng sẽ không còn nữa. Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai hời hợt mở miệng. Chẳng qua là, ngay cả Ngưu Hải Đào và tất cả mọi người có thể nhận thấy trong giọng nói của hắn toát ra sự cuồng ngạo. Phần cuồng ngạo kia, thuộc về nam nhân Bùi gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.